Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 151. Tống Thư Hàng tại chống cự suy tử chi kiếp bên trong chiếm cứ thượng phong, hóa giải áp lực của nàng không chỉ có như thế, từ Tống Thư Hàng nơi đó, tựa hồ còn có may mắn bị truyền tới. Tô Thị A thập lục trên thân, đồng dạng có hơi nước trắng mịt mờ quang mang hiển hiện, kia là công đức chi lực, long khí, thiên hà Tô Thị khí vận đặc thù may mắn kết hợp lực lượng. Bạch Long tỷ tỷ phụ trợ dẫn đạo cái này hơi nước trắng mịt mờ quang mang, bắt đầu đối kháng tử khí. Mà tại A thập lục thể nội, đồng dạng có một loại không giống bình thường sinh cơ bắt đầu hiển hiện. Kia là chí tử địa mà hậu sinh sinh cơ. Như là cây khô gặp mùa xuân. Tống Thư Hàng kiếp tiên sinh cơ cùng A thập lục cái kia khô mộc bồng xuân sinh cơ hô ứng lẫn nhau, liên thủ chung chống đỡ suy tử chi kiếp. Cả hai vững vàng. Khiến chân chính thiên chi kiêu tử đều nghe mà biến sắc suy tử chi kiếp, tại đối mặt Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục lúc, liên tục bại lui, mất hết mặt mũi. Vô luận là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục, sâu trong đáy lòng, cũng sẽ không bị sợ hãi tử vong trói buộc, khiến suy tử chi kiếp công hiệu giảm bớt đi nhiều. Suy tử chi kiếp lực lượng, bắt đầu dần dần yếu bớt. Tập toàn bộ bát phẩm huyền thánh kiếp ngưng tụ ra pháp tắc cấp thiên kiếp, thuộc về kiểu bạo phát công kích, cũng không bền bỉ. Bốn cái hô hấp sau, xuyên qua Tống Thư Hàng cùng A thập lục đen nhánh tử quang, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, đạo này tử quang tiêu tán không gặp. Suy tử chi kiếp kết thúc. Thiên kiếp khí tức tiêu tán. Thiên kiếp kết thúc. Tống Thư Hàng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay, hắn bá Tống, lại còn sống. May mắn mà có cái này bát phẩm huyền thánh kiếp tại cuối cùng hóa thành suy tử chi kiếp, mới khiến cho hắn như vậy thuận lợi vượt qua. Thiên kiếp kết thúc, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ, chúng ta liền có thể từ cái thiên kiếp này thế giới bên trong đi ra a. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Cái nhìn này nhìn lại lúc, hắn giật nảy mình. Chỉ thấy vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử nơi tim, bị mở cái độc, nàng chính cứng ngắc đứng tại chỗ. Cái kia đạo đen nhánh tử quang, xuyên qua mình cùng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thời điểm, còn mang theo xuyên qua tổn thương. Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện dự cảm không ổn. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Tại nơi ngực của hắn, đồng dạng có một cái trống rỗng. Bất quá, cũng không đau nhức. Đây là vừa rồi cái kia tử quang thiên kiếp di chứng. Tống Thư Hàng không có kinh hoàng, tỉnh táo suy đoán nói. Nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử duỗi ra ngón tay, tại mình trống rỗng trái tim vị trí chọc chọc, yên lặng gật đầu trả lời, phải là, ta vừa rồi chính là bị đâm xuyên trái tim. Đang khi nói chuyện, nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thân thể, đột nhiên ngã về phía sau. Tống Thư Hàng thân hình lướt lên, nâng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Đồng thời, hắn đưa tay trong hư không sờ mó. Một chương cổ quái vương tọa phù hiện ở trong tay hắn. Bảo tọa từ không biết tên sinh vật xương cốt sở kiến, trên đó cắm 12 chuôi âm trầm đen nhánh lưỡi đao. Có âm trầm u hỏa tại bảo tọa bên trong tuần hoàn du tẩu. Xem toàn thể đi lên. Tựa như là loại kia tây huyễn trong trò chơi, cỡ lớn vong linh boss vương tọa, tràn đầy âm trầm cùng khí tức tử vong. Tại vương tọa cái mông vị trí, mọc đầy lấy từng cây cốt thứ, dài nhất cốt thứ thậm chí có một ngón tay dài. Tống Thư Hàng không chút do dự ngồi vào vương tọa bên trên, cũng đem nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ôm vào trong ngực. Bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn nhớ không rõ trong tay mình, vì sao lại có như thế một chương cổ quái. Hoặc là nói tàn bạo vương tọa pháp bảo. Chương này vương tọa pháp bảo tàn bạo, không phải nhằm vào địch nhân, mà là nhắm vào mình ta hung ác lên đối với mình đặc biệt tàn nhẫn, miêu tả chính là loại pháp khí này. Tống Thư Hàng không đến cùng suy nghĩ nhiều. Tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn bản năng liền đem chương này vương tọa pháp bảo tế ra. Trực giác nói cho hắn biết, chương này vương tọa pháp khí, có thể phát huy được tác dụng. Tại tu chân giới, càng là dáng dấp cổ quái pháp khí. Thường thường đều phi thường thú vị, hoặc có được đặc thù tác dụng. Chỉ cần chương này vương tọa, có thể trợ giúp đến ngực mở cái động mình cùng đã mất đi trái tim nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Đối mặt đầy vương tọa cốt thứ, Tống Thư Hàng không do dự. Dù sao, hắn thân có bảo giáp. Có bảo giáp đệm lên, những này cốt thứ, không đủ gây sợ. Một lát sau, TT ngồi lên chương này vương tọa bá Tống, không ngừng hít khí lạnh. Một đợt lại một đợt đau khổ kịch liệt, liền phảng phất sóng biển đánh tới. Trong đó chua thoải mái, thực sự không cách nào miêu tả cho ngoại nhân nghe.
hắn một bên nhẫn nại lấy thống khổ, một bên đỡ lấy trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, quan sát tình trạng của nàng. Chương này vương tọa hiệu quả, tiêu chuẩn. Nguyên bản mất đi trái tim, kém chút hôn mê nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, trạng thái ổn định lại. Tống Thư Hàng tự thân cũng giống vậy, ngực hở cảm giác biến mất, không còn lạnh siêu siêu. Hai người ngồi tại chương này khủng bố vương tọa bên trên, không nhúc nhích. Chương này vương tọa là cái gì pháp khí? Lúc này, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là nó có thể phát huy được tác dụng. Trên thực tế, làm ta ngồi lên chương này bảo tọa lúc, thân thể thương thế lập tức liền ngừng lại. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Chương này vương tọa, có được sâu mệnh công hiệu. Vô luận bao lớn tổn thương, chỉ cần ngồi phía trên nó, liền có thể ngốc ở một hơi. Ta cũng thế, Tô Thị A Thập Lục Đạo, nàng mặc dù ngồi trên người bá tống, nhưng bảo tọa sâu mệnh hiệu quả, cũng tác dụng ở trên người nàng. Có thể là nàng chiếm diện tích tương đối nhỏ, cùng bá tống ngồi cùng một chỗ lúc, bị tính vì một người nguyên nhân. Vấn đề duy nhất chính là, ta hiện tại không thể đứng. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, chỉ cần rời đi chương này tàn bạo vương tọa, sâu mệnh hiệu quả liền sẽ đánh mất. Hắn vẫn còn tốt, ngực chỗ trống, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ khôi phục. Đây cũng là hắn tự mang mấy loại công pháp tôi luyện thân thể tự lành hiệu quả. Nhưng trên thân tiểu tiên tử trái tim, nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Chờ hắn ngực chỗ trống mọc tốt về sau, cũng chỉ có thể lưu tiểu tiên tử một người ngồi tại chương này vương tọa lên. Tóm lại, rời đi trước cái này đáng chết không gian lại nói. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần có thể kéo lại một hơi, ra cái này độ kiếp không gian, lại nghĩ biện pháp chữa trị tiểu tiên tử trái tim. Bạch Long tỉ tỉ đáp, muốn rời khỏi, khả năng còn có một bước. Mơ hồ nhớ kỹ tại bát phẩm huyền thánh kiếp độ xong về sau, hẳn là còn có một cái vô cùng trọng yếu khâu. Còn có trình tự, chẳng lẽ cái thiên kiếp này vẫn chưa xong? Tống Thư Hàng cau mày suy tư, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ kiểu nói này, hắn mơ hồ nhớ lại, tựa hồ thật là có đến tiếp sau trình tự. Hẳn là một cái phi thường phong cách khâu. Tại ta mơ hồ hóa trong trí nhớ, một bước kế tiếp hẳn là thu hoạch khâu, không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi cái cằm đạo chỉ cần không tìm đường chết. Cái kia kế tiếp khâu lúc nào sẽ tiến đến? Tống Thư Hàng hỏi. Chờ đi, đừng nóng lòng. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Tống Thư Hàng mài răng, ta cũng không làm sao gấp, chỉ là có chút nhói nhói. Dưới thân chương này vương tọa, không ngừng cho hắn thực hiện thống khổ. Đây chính là sâu mệnh đại giới. Chờ đợi thời gian, là dài dằng dặc. Chơi đùa hoặc là giải trí thời điểm, một giờ chớp mắt tức thì. Nhưng chờ đợi thời điểm, một phút lại giống một giờ như vậy dài dằng dặc. Tống Thư Hàng ngồi dựa vào tàn bạo thống khổ vương tọa bên trên, thừa nhận một đợt lại một đợt thống khổ. Phát minh cái này vương tọa ra hỏa, tuyệt đối tâm lý vặn vẹo. Ngồi tại vương tọa treo ngược mệnh, liền muốn một mực tiếp nhận thống khổ. Dưới gầm trời này, có mấy người có thể chịu nổi mỗi giờ mỗi khắc kịch liệt đau nhức a? Chính nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên hoảng sợ phát hiện, nhục thân của mình tại thích ứng loại thống khổ này. Tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ. Sau đó, không nhìn thống khổ. Mặc dù ngay từ đầu liền biết, ta đối thống khổ sự nhẫn nại mạnh phi thường. Nhưng cái này tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ năng lực, cũng quá khoa trương đi. Tống Thư Hàng nội tâm, phun lên một loại bất an dự cảm. Mất trí nhớ trước hắn, đến tột cùng là người như thế nào? Vì sao lại có cường đại như vậy thích ứng thống khổ năng lực? Đây cũng không phải là đơn thuần phòng ngự MT hình tu sĩ có thể giải thích năng lực. Thậm chí theo thời gian mất đi, Tống Thư Hàng phát hiện càng kinh khủng sự tình. Hắn, bắt đầu hưởng thụ thống khổ. Tàn bạo vương tọa lên cái kia nhói nhói cảm giác, dần dần chuyển hóa thành một loại xoa bóp sảng khoái cảm giác. Hắn toàn thân cơ bắp, bắt đầu hướng đại não phóng thích chua thoải mái, mã sát kê, mát xa kỹ thuật cấp một bổng loại hình tín hiệu. Tàn nhẫn vương tọa, phảng phất biến thành một chương xoa bóp ghế dựa. Đây tuyệt đối không phải bình thường năng lực, Tống Thư Hàng nội tâm có chút hoảng. Năng lực này, rất có thể sẽ để người hiểu lầm hắn. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tiên tử cùng màu trắng dài mảnh khăn quàng cổ tỉ tỉ, phát hiện hắn hiện tại chính hưởng thụ thống khổ. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng thỉnh thoảng quất miệng hơi lạnh, phát ra tê tê kêu thảm. Hắn mỗi hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu tiên tử trống rỗng nơi tim, cũng sẽ đi theo mát lạnh mát lạnh. Tiểu tiên tử đưa tay, nắm chắc Tống Thư Hàng đại thủ.
Tê Tống Thư Hàng tức thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân từ kho, lặng lẽ đổi mới. Sau đó, không biết lại qua bao lâu, Tống Thư Hàng ý thức có chút mơ hồ. Xoa bóp ghế dựa công năng siêu tán, cấp một bổng. Án lấy, liền mệt dã rời. Bối rối dâng lên về sau, hắn ngay cả tê tê âm thanh cũng diễn không ra. Đầu của hắn hướng về sau khẽ nghiêng, tựa ở hai thanh sắc bén hắc đao trên lưỡi đao. Lúc này, tôi thể hiệu quả liền ra. Đầu sắt, sắc bén hắc đao lưỡi đao, mảy may không đả thương được Tống Thư Hàng ra đầu. Hắn cứ như vậy, tiến vào mộng đẹp. Bạch Long tỉ tỉ, ngươi ngược lại là tê một tiếng A. Ngươi ngược lại là tiếp tục tê A. Cuộc đời phù du, nhược mộng không phải mộng. Phù sinh thế nào, như mộng chi mộng. Tống Thư Hàng phát hiện mình xuất hiện tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy bên trong có một cái treo ngược cầu thang, phảng phất là một cái trong kính thế giới. Một cái nhìn quen mắt tất địa phương. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào vòng xoáy này bên trong. Tiến vào vòng xoáy về sau, thế thì treo cầu thang biến thành to lớn kim tự tháp hình. Tống Thư Hàng dọc theo thật dài cầu thang một đường hướng lên. Một cái cửa gỗ xuất hiện tại trước mắt hắn. Rất phổ thông cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí không có bất kỳ cái gì phù văn hoặc điêu khắc. Tống Thư Hàng đưa tay, đẩy ra cửa gỗ. Người tới rồi, phía sau cửa, có một vị tam nhãn thiếu niên, mỉm cười nói, ta một mực đang chờ ngươi lại đến, tới đi, tiếp xuống tiến vào đã lâu đánh cược tiết mục, đánh cược hết thảy. Đánh cược, đánh bạc cũng không phải cái gì đồ tốt. Quấy giày, cáo từ. Tống Thư Hàng ôm quyền, quay người, mang tới cửa gỗ nhỏ. Mặc dù ký ức bị mơ hồ hóa, nhưng đánh bạc không phải đồ tốt khái niệm, vẫn tồn tại như cũ tại Tống Thư Hàng trong đầu. Cho nên, nghe được bên trong vị này tam nhãn thiếu niên, mở miệng liền muốn cùng hắn tiến hành một trận đánh cược lúc, Tống Thư Hàng không chút do dự liền chọn rời đi. Độc cùng cược, đây là nhân sinh tùy tiện không cần dính lên thói quen. Thân là tổ quốc tương lai người nối nghiệp, hắn sao có thể dính lên như thế thói quen? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người nối nghiệp là tới làm gì? Thấy Tống Thư Hàng quay người rời đi, vị kia tam nhãn thiếu niên vội la lên, chờ chút người đứng lại đó cho ta. Nhưng Tống Thư Hàng đã quả quyết kéo lên cửa gỗ. Tam nhãn thiếu niên. Hắn hiện tại có thể xác định, bá Tống gia hỏa này quả nhiên đầu óc có hố. Đã như vậy, hắn chỉ có sử dụng tuyệt chiêu. Bá Tống, trở về chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi lần trước không phải nói muốn nếu ứng nghiệm mời ta nhà kho công nhân vệ sinh sao? Trở về, lần này chúng ta tọa hạ hảo hảo tâm sự, nói không chừng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tam nhãn thiếu niên dụ dỗ nói. Dù sao trước mắt, hắn trong kho hàng không có tích lũy cái gì rác rưởi, bá Tống coi như thành công nhân vệ sinh, cũng chú định không thu hoạch được gì. Cửa gỗ bên ngoài, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đã từng muốn ở chỗ này nhận lời mời nhà kho công nhân vệ sinh. Mất trí nhớ trước ta rốt cuộc muốn thảm thành bộ dáng gì a? Thân là tu sĩ, lại có chứng sợ độ cao, còn có hưởng thụ thống khổ mau bệnh, thậm chí ngay cả nhận lời mời cái công nhân vệ sinh, đều bị người cự tuyệt qua. Tống Thư Hàng cảm giác mất trí nhớ sau mình, tùy tiện lưu manh, tháng ngày đều có thể so mất trí nhớ trước qua tốt. Cân nhắc sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng quay người lần nữa đẩy ra cửa gỗ. Hắn cũng không phải là muốn đi nhận lời mời nhà kho công nhân vệ sinh, mà là bởi vì vị này tam nhãn thiếu niên, tựa hồ cùng mất trí nhớ trước mình quen biết. Cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra. Tam nhãn thiếu niên ngồi trên ghế, trong tay bưng cái chén, một mặt thổn thức. Hắn lúc này nhìn tựa như là cái lão đầu tử. Tống Thư Hàng đánh giá thiếu niên. Thiếu niên khuyên tai bên trên, treo hai con mắt hình dạng bảo thạch. Còn có trên ngón tay của hắn. Đồng dạng có một viên con mắt hình bảo thạch chiếc nhẫn. Không chỉ có như thế, cái này sau cửa gỗ không gian bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy con mắt làm chủ đề trang trí. Thậm chí liền ngay cả dâng trà người hầu, cũng là tròng mắt quái. Khắp nơi là con mắt. Tống Thư Hàng toàn thân hơi lạnh, hắn đối tròng mắt có chút quá mẫn. Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tống Thư Hàng hướng về phía tam nhãn thiếu niên ôm quyền nói đừng nhìn đối phương là thiếu niên bộ dáng. Nhưng đây tuyệt đối là một tôn đại lão. Tên của ta, lai lịch của ta, cũng không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi chớ để ý, ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, mà là tại nhằm vào toàn thế giới. Tam nhãn thiếu niên thổi hớp trà, mỉm cười nói.
Tống Thư Hàng. Nhìn ngươi cái này manh xuẩn dáng vẻ, ký ức xảy ra vấn đề. Thiếu niên cái chán con mắt thứ ba mắt liếc Tống Thư Hàng, nhếch miệng lên. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu mất trí nhớ thời điểm, cũng đừng nói nhiều. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Ngồi đi, đừng câu thúc, mất trí nhớ ngươi, so với không mất trí nhớ lúc phải có thú nhiều. Tam nhãn thiếu niên vui vẻ nói. Dứt lời, cái kia trong mắt xúc tu người hầu, vì Tống Thư Hàng dâng lên tiên trà. Tống Thư Hàng tiếp nhận chén trà, tạ ơn. Hắn cũng cảm giác mất trí nhớ sau mình, muốn so mất trí nhớ trước mình có tiền đồ. Đã ngươi mất trí nhớ, vậy ta cũng không nhiều lời. Ta đơn giản cùng ngươi giới thiệu một chút, nơi này là ta đặc thù thế giới, bên ngoài nấc thang kia gọi tán tài vương tọa. Giữa ngươi và ta, đã từng ký kết qua khế ước. Ngươi tại 6, 7, 8, 9, 4 cái cảnh giới lúc, đều có thể thu hoạch được một lần cùng ta đánh cược cơ hội. Hiện tại, ngươi đã ở vào 6 tấn 7 giai đoạn. Nếu là ngươi tấn thăng đến 7 phẩm, cái kia 6 phẩm đánh cược cơ hội liền sẽ đánh mất, ngươi sẽ bằng bạch bỏ lỡ một lần đánh cược cơ hội. Cho nên, ngươi bây giờ muốn cùng ta tiến hành một trận đánh cược sao? Tam nhãn thiếu niên giới thiệu sơ lược nói. Ta không có tiền, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Ta không cần tiền loại kia tục vật, tam nhãn thiếu niên nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, thốt ra, tiền bối kia nếu có không cần tiền, hết thảy có thể đến ta nơi này đổi inox chậu rửa mặt. Tam nhãn thiếu niên. Khục, thật có lỗi tiền bối. Ta hiện tại ký ức mơ hồ, có đôi khi có chút hành vi, ngay cả chính ta đều không thể khống chế. Thứ lỗi, thứ lỗi. Tống Thư Hàng gọn gàng mà xin lỗi. Đối mặt loại này quỷ dị đại lão lúc, vạn nhất bị quá mức, bị đùa chơi chết làm sao bây giờ. Đại trượng phu có thể đối có thể túng, muốn từ tâm thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không đối tâm. Tam nhãn thiếu niên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tại ta chỗ này. Chỉ cần là có giá trị bảo vật, đều có thể trở thành đánh cược vật tư. Nhưng trên người ta, giống như cũng không có gì bảo vật. Hầu tử cũng có một đống lớn. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, 123 con nho phục thánh viên cùng chân long khăn quàng cổ, xuất hiện lên đỉnh đầu. Đây là thánh viên long lực thần công thánh viên hình chiếu sao? Cũng được, cái này cũng có thể trở thành đánh cược vật tư. Mà lại người cái này 123 con thánh viên rõ ràng là biến dị phiên bản. Ta có thể cho ngươi đánh giá cái giá cao. Tam nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu, nói. Hắn mặc dù vẫn luôn ở chỗ này cái sau cửa gỗ thế giới, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn đi thu thập tin tức của ngoại giới. Cho nên đối thú tu giới thánh viên long lực thần công cũng có hiểu biết. Cái này đều được, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng những này thánh viên chỉ là hình chiếu, là hắn tu luyện thánh viên long lực thần công cụ hiện hóa. Có thể nói thánh viên là hắn tu luyện công pháp một bộ phận, loại vật này trở thành đánh cược vật tư, muốn làm sao giao nhận. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tại ta đánh cược nghi thức bên trong, cái gì đều có thể bóc ra. Liền ngay cả lệch khái niệm trù tâm, kiếm ý ta đều có thể cắt chém ra, chớ nói chi là ngươi thánh viên hình chiếu. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, mặc dù ta nhóm này hầu tử rất bì. Nhưng là nếu như muốn đem bọn chúng biến thành tiền đánh bạc, ta làm không được. Liền xem như mất trí nhớ, người điểm ấy ngược lại là không thay đổi. Tam nhãn thiếu niên cười nói. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, cho nên tiền bối, ta nghĩ mình hẳn là không bỏ ra nổi thích hợp tiền đánh bạc. Xin lỗi, tiền bối. 6 phẩm đổ ước cơ hội, ta được bỏ qua. Ngươi trong mắt trái con kia con mắt, ta rất thích. Tam nhãn thiếu niên đột nhiên nói. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Trong mắt trái con mắt cũng có thể trở thành tiền đánh bạc. Coi như Tống Thư Hàng suy tư lúc, có chỉ trắng noãn bàn tay, từ trong ánh mắt của hắn đưa ra ngoài. Lão kinh tủng, cái này trắng noãn bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai con như bảo thạch lưu ly tạo thành xinh đẹp trong mắt. Đây là thật, Tống Thư Hàng trong mắt. Tại hắn dùng thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên trùng sinh nhục thân quá trình bên trong, tạo hóa tiên tử móc xuống tới khi dự bị trong mắt. Tống Thư Hàng hốc mắt trái bên trong nho ra thánh nhân chi nhãn, tạo hóa tiên tử chắc chắn sẽ không để nó trở thành tiền đánh bạc. Cho nên, nàng tế ra Tống Thư Hàng dự bị con mắt. Tam nhãn thiếu niên nhìn qua tiên tử trong tay đôi mắt này, hơi suy nghĩ một chút, nói, đôi mắt này, coi như thú vị. Cất giấu trong đó thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa huyền bí, miễn cưỡng có tư cách trở thành ta vật siêu tập. Đây không phải ta trong mắt sao? Tống Thư Hàng thần thức đảo qua đây đối với.
nói đúng ra là hai con mắt trái. Cái này hai con mắt có thể trở thành tiền đánh bạc. Nói cách khác, bọn chúng phi thường đáng tiền. Cái kia tương lai ta chẳng phải là có thể dựa vào bán con mắt mà sống. Một sát na, có thật nhiều suy nghĩ tại Tống Thư Hàng trong đầu thoáng hiện. Bên này, đạt được tam nhãn thiếu niên khẳng định về sau, tiên tử một cái tay khác từ Tống Thư Hàng mắt phải vị trí duỗi ra, đối tam nhãn thiếu niên khoa tay cái ok thủ thế. Hiệp nghị đạt thành. Sau đó, hai con trắng noãn bàn tay tất cả đều thu về. Tam nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu, đối Tống Thư Hàng nói, ta sẽ chuẩn bị cùng ngươi đôi mắt này giá trị tương ứng bảo vật, làm đánh cược tiền đánh bạc. Ngươi có thể từ nhóm này bảo vật bên trong, tuyển ra hai kiện. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Có một đống bảo vật, lơ lửng trong hư không, bay tới Tống Thư Hàng trước mặt. Bảo vật chủng loại phong phú, pháp khí, đan dược, thiên tài địa bảo, pháp thuật, công pháp, bí thuật, thậm chí còn lệch khái niệm đao ý, côn ý, quyền ý loại hình bảo vật. Tống Thư Hàng sơ lược đảo qua cái này trồng bảo vật, một viên nhìn quen mắt đan dược, rơi vào trong mắt của hắn. Hắn đưa tay nắm viên đan dược này, đây là cái gì? Trùng sinh đan, thánh dược chữa thương, nó có rất nhiều cái danh tự, sinh cơ hoạt huyết đan, phục su đăng, tái sinh đan. Lục phẩm trở xuống tu sĩ nhưng sử dụng, ăn vào về sau, dù là bị chém ngang lưng, trẻ thành nhân côn, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể đưa đến gãy chi trùng sinh hiệu quả bất quá, cùng loại thiên kiếp tổn thương hoặc là đặc thù công pháp tạo thành sau di thương thế, nó không cách nào chữa trị. Tam nhãn thiếu niên giải thích nói, dùng tốt, cái này tương đương với một kiện chân quý phục sinh pháp khí. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn cảm giác mình khả năng nếm qua cùng loại đồ chơi. Đúng rồi, tâm không có, ăn viên đan dược kia có thể mọc trở lại sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Tam nhãn thiếu niên đột nhiên hỏi, người thất tình. Tống Thư Hàng. Xem người biểu lộ, không có thất tình. Đó là thật trái tim bị người mở cái động. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải thiên kiếp tổn thương, tâm không có ăn đan dược này, cũng có thể mọc trở lại. Tam nhãn thiếu niên gật đầu nói. Vậy quá đáng tiếc, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trái tim, chính là thiên kiếp tổn thương, đan dược này chỉ không được. Dứt lời, hắn tiếp tục tại bảo vật trồng bên trong tìm tòi. Sau đó, hắn lại thấy được bảo vật trồng bên trong, có kiện họa phong thanh kỳ vật phẩm. Kia là một cái kim loại khối lập phương, trên đó nổi trôi một cái 3D hình chiếu. 3D hình chiếu là một cái đơn giản người máy bộ dáng có điểm giống là những cái kia phục vụ phần mềm trí tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng hình tượng. Cái đồ chơi này họa phong, cùng bên trên đan dược, pháp khí, bí tịch võ công, không hợp nhau. Tại tu chân giới, họa phong quái dị thường thường đại biểu cho tính đặc thù. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nắm cái này kim loại khối vuông nhỏ. Ngón tay của hắn tiếp xúc đến khối lập phương nháy mắt, cái kia 3D người máy hình chiếu bộ mặt, liền biến thành Tống Thư Hàng khuôn mặt. Tống Thư Hàng, thứ này, là ta gần nhất bắt trước khai thác một kiện pháp khí. Vẫn là vật thí nghiệm, nó gọi tại tuyến đáp để trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần cho nó xứng đôi một vài dữ liệu, nó liền có thể làm được tại tuyến đáp đề. Nhắc nhở ngươi một chút, trong tay ngươi cái này chỉ là một cái máy nội bộ. Máy chủ giá trị rất cao, dựa vào con mắt của ngươi tiền đánh bạc, có thể đổi không đến một cái máy chủ. Tam nhãn thiếu niên nói. Vật thí nghiệm, vẫn là máy nội bộ, nó có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Trực giác cảm giác nói cho hắn biết, thứ này cùng hắn rất phối. Pháp khí này. Nói không chừng có thể trở thành hắn nhân sinh một cái trọng yếu bộ phận. Miễn cưỡng xem như thành công một nửa đi, tam nhãn thiếu niên trả lời, chủ yếu là kho số liệu quá to lớn, tạo dựng lên vô cùng phiền phức. Thế là ta đưa nó máy chủ treo ở chính ta một cái trên phân thân. Để phân thân trở thành kho số liệu, cũng để phân thân một chút xíu bổ sung máy chủ kho số liệu. Tống Thư Hàng. Vậy còn không như để cho ngài phân thân, trực tiếp ra tại tuyến đáp để đâu. Độ chính xác cao hơn. Cũng càng trí năng. Cho nên, ta mới nói chỉ thành công một nửa. Tam nhãn thiếu niên thở dài. Vậy ta liền muốn cái này. Tống Thư Hàng quyết định nói. Không nói những cái khác, chỉ là một cái máy chủ trực thuộc tại tam nhãn thiếu niên trên phân thân công năng, liền giá trị tuyệt đối thông qua cái này máy nội bộ, có thể trực tiếp liên hệ đến tam nhãn thiếu niên phân thân. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tuyệt đối diệu dụng vô tận. Tốt. Trong đó một kiện bảo vật xác định là tại tuyến đáp để trí tuệ nhân tạo, nhắc nhở ngươi một chút, bởi vì trong tay ngươi chính là máy nội bộ, sử dụng một lần sau liền sẽ rất mạng. Cho nên,
mỗi lần sử dụng qua đi, ngươi có thể tới tìm ta, cho nó một lần nữa quay số liên tuyến. Tam nhãn thiếu niên nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Lại còn có rất mạng loại này thần kỳ thao tác. Một kiện khác bảo vật ngươi muốn cái gì? Tam nhãn thiếu niên lại hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, lựa chọn viên kia trùng sinh đan, viên đan dược này phi thường chân quý, dùng tốt chẳng khác gì là một kiện phục sinh pháp khí. Mặc dù chính hắn không dùng đến, nhưng vô luận dùng để bán lấy tiền vẫn là cho mình hậu bối sử dụng, đều phi thường có lời. Như vậy hiệp nghị đạt thành, tiếp xuống, chúng ta trực tiếp tiến vào đánh cược giai đoạn. Vì để cho kích thích tối đại hóa, mỗi lần đánh cược nguyên tắc của ta chỉ có hai chữ tuyệt đối công bằng. Thiếu niên ôn hòa nói. Tống Thư Hàng. Lần này ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Lần trước là ta quyết định đánh cược hạng mục, lần này đổi lấy ngươi tới. Tam nhãn thiếu niên nói, vì bảo trì công bằng nguyên tắc. Đang đánh cược trong cục, ta sẽ đem cảnh giới của mình, thể chất, tinh thần lực các loại thuộc tính đều áp chế đến cùng ngươi ngang hàng. Chơi chính là kích thích. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới mình hưởng thụ thống khổ năng lực. Chúng ta tới đánh cược ai có thể nhẫn nại mạnh hơn thống khổ như thế nào? Tống Thư Hàng một mặt chờ mong, đề nghị. Tam nhãn thiếu niên sắc mặt cứng đờ, hắn đột nhiên khoát tay chặn lại, sáng ý, bá tống, nhân sinh liền cần có sáng tạo. Lần trước chúng ta đã chơi qua nhẫn nại thống khổ, lần này chúng ta nhất định phải chơi điểm trò mới. Thay cái cược pháp đi, đừng mỗi lần đều cược ai càng có thể chịu khổ. Tống Thư Hàng. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đột nhiên nhớ tới mình hôm nay quỷ dị vận khí. Như vậy, liền cược đơn giản điểm như thế nào? Cược thuần túy vận khí. Tống Thư Hàng đề nghị. Chủ yếu là lần này đánh cược đồ vật, là hắn hai con dự bị con mắt. Thắng tốt nhất, thua cũng không đau lòng. Cược thuần túy vận khí. Ngươi xác định, tam nhãn thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng gật đầu, ta xác định. Làm sao so, tam nhãn thiếu niên hào khí tỏa ra vô luận là đơn giản oản tù tì, hoặc là so xúc sắc, hoặc là so điểm số, kim tệ chính phản mặt, hắn đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, đề nghị, không bằng, chúng ta triệt để phong ấn thể nội linh lực, phụ lên suy yếu thể chất pháp thuật, ân. Đúng, trên thân lại kèm theo ngẫu nhiên thập trọng gia tốc trận pháp, đồng thời từ vạn mét trên bầu trời nhảy xuống, nhìn xem đến lúc đó lúc rơi xuống đất, ai thương thế càng nhẹ, ai liền càng may mắn. Tam nhãn thiếu niên. MMP, đây là cái gì khảo thí may mắn phương án? Người đối may mắn cái từ này, có phải là có cái gì hiểu lầm? Mấy phút sau, ở trên không trung 10.000 mét chỗ, có hai bóng người đạp ở trên tầng mây, hướng phía dưới nhìn xuống. Chuẩn bị xong chưa, tam nhãn thiếu niên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Trong miệng của hắn tựa hồ tại hô hào hào tử, mơ hồ có thể nghe được 1-2-3-4, 2-2-3-4 nhịp tiếng. Tam nhãn thiếu niên ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, 20 giây về sau, trên người chúng ta đạp không mà đi. Bộ bộ sinh liên chờ một chút tất cả lơ lửng năng lực, đem bị toàn bộ giam cầm. Chúng ta thể nội 10 đạo linh lực khóa, đem đóng chặt hoàn toàn tất cả năng lượng, thậm chí bao gồm công đức chi lực cũng sẽ bị tạm thời giam cầm. Ta tự mình thực hiện suy yếu nguyền rủa sẽ đem thể chất của chúng ta suy yếu đến một cái phi thường kích thích trình độ. Còn có thập trọng ngẫu nhiên gia tốc trận pháp, mỗi 15 giây liền sẽ thiết lập lại một lần. Mỗi lần lại ở gấp đôi nhanh đến 11 lần nhanh khu ở giữa tiến hành ngẫu nhiên thiết lập lại. Đến lúc đó, ai sau một bước rơi xuống trên mặt đất, ai thương sẽ càng nhẹ, liền xem ai càng may mắn. Tam nhãn thiếu niên, cuối cùng vẫn đồng ý Tống Thư Hàng nói lên đánh cược hình thức. Mặc dù hắn cảm giác Tống Thư Hàng đối may mắn cái từ này lý giải phi thường có vấn đề. Nhưng cuộc thi đấu này hình thức, kích thích. Hắn không ngại bồi Tống Thư Hàng chơi một chút. Về phần kết quả trận đấu. Tại tranh tài trước liền đã không có bất ngờ. Bởi vì bá tống tiểu hữu ấn đường phát đen A. Sở dĩ, hưởng thụ tranh tài quá trình, hưởng thụ kích thích đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, không có vấn đề. 3, 2, 1, tam nhãn thiếu niên búng tay phát ra tiếng. 3, Tống Thư Hàng cùng hắn ở giữa, bị tầng một phù văn màu vàng bao vây lại, đây là đổ ước nghi thức kích hoạt. Đồng thời, cấm bay phù văn bị kích hoạt. Tất cả bay giữa trời thủ đoạn, đạp không mà đi năng lực thiên phú, toàn bộ bị cấm. Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên thân hình, từ tầng mây bên trong ngã xuống. Tống Thư Hàng kêu to lên tiếng. Quá kích thích, liền nhịp khẩu hiệu tiếng đều biến thành một chuỗi đó kêu to.
Có trời mới biết thân là một cái tu sĩ, hắn trước kia là thế nào phạm lên chứng sợ độ cao. Ha 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 ha, tam nhãn thiếu niên thì tại lớn tiếng cuồng tiếu. Năng lượng trong cơ thể bị triệt để giam cầm, thể chất bị suy yếu đến máu đỏ, từ vạn mét không trung rơi xuống lúc, thậm chí sẽ sinh ra hô hấp khó khăn cảm giác. Loại này cách chơi thật là cao cấp. Trước kia hắn làm sao lại không nghĩ tới. Mất trí nhớ bá Tống Tiểu Hữu quả nhiên so mất trí nhớ trước càng thêm chơi vui. Theo hai người rơi xuống vài trăm mét cự ly về sau, trên người bọn họ thập trọng ngẫu nhiên ra tốc trận pháp khởi động. Chứng kiến may mắn đáng giá thời điểm đến. Ai là Âu Hoàng, ai là Phi Tù, liền nhìn hiện tại. Bá Tống Tiểu Hữu hôm nay ấn đường phát đen, hắn ra tốc chí ít tại 8 lần nhanh trở lên, mà ta hôm nay vận khí không tệ, hẳn là sẽ tại 5 lần nhanh trở xuống. Tam nhãn thiếu niên trong lòng suy đoán nói. Soát. Trên người hắn ngẫu nhiên thập trọng ra tốc trận pháp trước một bước sáng lên. 9 gấp đôi nhanh quang mang, để tam nhãn thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Ta hôm nay vận khí đã vậy còn quá đen. Nhưng là, không quan hệ, coi như ta hôm nay vận khí lại đen, nhưng khẳng định cũng phải so bá Tống Tiểu Hữu bạch một số. Hắn ấn đường đều đen đến có thể chen dầu hỏa. Nghĩ tới đây, tam nhãn thiếu niên hướng phía Tống Thư Hàng liếc một cái. Tống Thư Hàng trên người gia tốc trận pháp đồng dạng sáng lên, vừa mới kích hoạt, gia tốc trận pháp quang mang liền trực tiếp hướng 10 lần nhanh khu vực tóe tiến. Ha ha, quả nhiên cùng ta dự liệu đồng dạng, tam nhãn thiếu niên trong lòng vui lên. Nhưng không đợi hắn vui a xong, Tống Thư Hàng trên người gia tốc trận pháp quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, đáp xuống 2 lần nhanh, sau đó triệt để kích hoạt. Tam nhãn thiếu niên, đây là cái gì thao tác? Vì cái gì rõ ràng là hướng về phía gấp 10 lần nhanh trùng kích gia tốc trận pháp, lại đột nhiên biến thành gấp đôi nhanh. Ấn đường đen kịt bá Tống Tiểu Hữu, ở đâu ra như vậy khí vận? Trừ phi, đây là kèm theo khí vận, là một loại nào đó chúc phúc. Tam nhãn thiếu niên con mắt thứ ba, một mực khóa chặt Tống Thư Hàng. Tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng trên người phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng tóc, biến mềm mại tơ lụa, trưởng đến phần lưng. Hình thể cũng trở nên tinh tế một chút, càng quan trọng hơn là có vô cùng mị lực, từ trên người hắn phóng thích. Có lầm hay không, khí vận đều mở treo, tam nhãn thiếu niên cả giận nói. Rất hiển nhiên, bá Tống Tiểu Hữu trên người, phủ lấy một cái cường đại chúc phúc. Ở cái này cường đại chúc phúc phía dưới, Tống Thư Hàng Tiểu Hữu nguyên bản ấn đường đen kịt đến chảy mỡ khí vận, đều bị nghịch chuyển. Hắn đang muốn phun một đợt mở treo bá Tống. Nhưng 8 lần nhanh cùng 2 lần nhanh ở giữa. Vô tình kéo ra giữa bọn họ cự ly. Thế gian này xa xôi nhất cự ly chính là ngươi dùng 8 lần nhanh ở phía trước chạy, ta dùng 2 lần nhanh ở phía sau truy. Ngươi càng chạy càng nhanh, ta mặc dù đem hết toàn lực, lại mãi mãi cũng đuổi không kịp ngươi. Đây chính là thuộc về 8 lần nhanh cùng 2 lần nhanh ở giữa lãng mạn. Ta cũng không tin, cái này chúc phúc hiệu quả, có thể một mực tiếp tục đến đánh cược trò chơi kết thúc. Tam nhãn thiếu niên ám đạo. Bất luận cái gì tăng cường khí vận chúc phúc, cầu nguyện loại pháp thuật, đều là có tác dụng trong thời gian hạn định. Không có khả năng mãi mãi tăng cường thụ thuật giả may mắn. Chờ cái này chúc phúc hiệu quả tiêu tán, bá Tống tự thân đen nhánh kia may mắn chị liền đi ra. 15 giây sau, ngẫu nhiên gia tốc trận pháp hiệu quả thiết lập lại. Tam nhãn trên người thiếu niên 8 lần nhanh biến thành 9 lần nhanh. Tống Thư Hàng trên người 2 lần nhanh, duy trì lấy không thay đổi. Tam nhãn thiếu niên. Hắn cảm giác mình thật sự không như thế phi tù. Chẳng lẽ, bá Tống trên người may mắn chúc phúc, còn tự mang phản đam hiệu quả. Tại chúc phúc bá Tống thời điểm, sẽ còn thuận tiện nguyền rủa bên trên người, hoặc là đem bên cạnh khí vận của người đều hấp thụ đến bá Tống trên người. Tam nhãn thiếu niên cảm giác mình khả năng đã nhận ra chân tướng. Lại 15 giây sau. Tam nhãn thiếu niên 10 lần nhanh. Tống Thư Hàng 3 lần nhanh. Giữa hai người cự ly càng kéo càng dài. Tam nhãn thiếu niên ở trong mắt Tống Thư Hàng, đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Rơi càng nhanh, chết càng thảm a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trận này đánh cược đã không chút huyền niệm. Quả nhiên, hôm nay ta phi thường may mắn. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Loại này bị may mắn vây quanh cảm giác, phi thường hạnh phúc. Nếu là ta đón lấy đến mỗi ngày, đều có hôm nay một nửa may mắn chị, liền tốt. Oanh! Một tiếng to lớn vang vọng, đại biểu cho đánh cược trò chơi kết thúc. Tam nhãn thiếu niên trước một bước đập xuống trên mặt đất, tại một lần cuối cùng 5 lần nhanh bên dưới, hắn trực tiếp ở trên mặt đất ném ra một cái hố thiên thạch.
bị suy yếu đến cực hạn thân thể, trọng thương. CCT Tam Nhãn thiếu niên nằm tại hố thiên thạch bên trong, đau hít khí lạnh. Xem ra, cỗ thân thể này, muốn đưa đi bảo dưỡng, hắn nói khẽ. Sau một lúc lâu, oanh, Tống Thư Hàng tại hắn sát vách ném ra một cái hố to. Ta thắng, Tống Thư Hàng nằm tại trong hầm, run rẩy nói. Hừm, người thắng, Tam Nhãn thiếu niên mắt nhìn trạng thái thê thảm Tống Thư Hàng. Mặc dù Tống Thư Hàng thắng đánh cược, nhưng là trận đấu này không có bên thắng. Đồng dạng là trọng thương, một cái là 50 bước cấp bậc trọng thương, một cái là 100 bước cấp trọng thương. Cầm đi đi, đan dược và pháp bảo, bọn chúng là của ngươi. Nhìn thấy trọng thương Tống Thư Hàng, Tam Nhãn thiếu niên tâm tình vui vẻ. Đổ ước kết thúc, Tam Nhãn thiếu niên lại một lần nữa thua. Khát vọng thắng lợi hắn, tại đổi một cái đối thủ về sau, vẫn như cũ là nhị liên quỷ thành tích. Trùng sinh đan cùng tại tuyến đáp để trí tuệ nhân tạo pháp khí, chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong tay. Sau đó, Tống Thư Hàng ý thức từ tán tài vương tọa không gian trung chuyển rời ra ngoài, trở về. Huyền thánh độ kiếp thế giới bên trong. Nhẫn nại vương tọa lên Tống Thư Hàng, đột nhiên mở to mắt. Ta vừa rồi, ngủ thiếp đi. Thực sự là chương này xoa bóp vương tọa rất thư thái, ngồi ngồi, liền ngủ mất. Không ổn, ta vừa rồi ngủ bao lâu? Trong lúc đó một mực quên đi kêu thảm, mình giả thảm sự tình, có thể hay không đã bị nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cùng khăn quàng cổ tỷ tỷ khám phá. Tống Thư Hàng âm thầm lau nước miếng, nhìn về phía mình chỗ ngực. Tại Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa Tổng Cương Thiên không biết tên trùng sinh công pháp tác dụng dưới, bộ ngực hắn lỗ lớn đã tiếp cận khỏi hẳn, còn sót lại thương thế đối với hắn mà nói đã không phải là vấn đề, sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Người tỉnh rồi. Màu trắng dài mảnh tỷ tỷ tự tiếu phi tiếu nói. Ách, tỷ tỷ, ta vừa rồi. Tựa hồ là đau ngất đi. Tống Thư Hàng nói. Cái này lấy cớ rượu à. Tống Thư Hàng không khỏi vì mình nhanh trí điểm cái tán. Ha ha ha, màu trắng dài mảnh khăn quàng cổ tỷ tỷ cười không nói. Tống Thư Hàng phối hợp với cười khan âm thanh, lại nhìn phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Nàng nơi trái tim trung tâm chỗ trống vẫn không có khép lại. Xem ra, chỉ có chờ từ huyền thánh độ kiếp thế giới bên trong sau khi rời khỏi đây, lại nghĩ biện pháp chữa trị nàng trống rỗng trái tim vết thương. Trước lúc này, phải dựa vào nhẫn nại vương tọa, kéo lại một hơi, ổn định thương thế của nàng. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng tâm tình chập chờn, nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng bàn tay, ta không sao, không cần lo lắng. Chúng ta lúc nào mới có thể từ cái này huyền thánh không gian bên trong ra ngoài? Tống Thư Hàng hỏi. Đã có tiếp theo trình tự, vì cái gì còn không có khởi động. Hắn một giấc đều tỉnh ngủ. Sẽ không là muốn đem bọn hắn vây ở cái này huyền thánh không gian bên trong, không thả người rồi. Đến rồi, lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Chờ đợi lâu như vậy tiếp theo trình tự rốt cuộc đã tới. Bát phẩm huyền thánh kiếp tiếp theo bước, đến cùng là cái gì? Tại tương lai xa xôi, địa cầu hoa hạ thời gian. Năm 2019 ngày 29 tháng 11, hoàng hôn thời khắc. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện, lòng có cảm giác. Vô luận là cái gì hệ người tu luyện, tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, dù sao chỉ cần là người tu luyện, mặc kệ thực lực như thế nào, mặc kệ ngươi là tu luyện ngàn vạn năm đại lão vẫn là vừa tu luyện không lâu tiểu thái điểu, trong lòng toàn bộ sinh ra cảm ứng. Loại cảm giác này, lại có huyền thánh tấn thăng sao? Một vị tướng mạo anh tuấn cư sĩ, dùng một loại khao khát ánh mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Gần nhất nửa năm qua, có thể là một cái tu luyện thời đại vàng son muốn tới nguyên nhân, ngàn năm không ra huyền thánh, một cái tiếp một cái hiện thân. Hiện tại, chư thiên vạn giới lũ gà bắp, đều đã quen thuộc loại này đột nhiên xuất hiện cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Trừ bỏ bá tống huyền thánh một người ba lần hiển thánh. Cùng một lần cửu u thế giới huyền ma hiện thân bên ngoài, đây cũng là thứ 12 lần hiển thánh A. Chư thiên vạn giới bên trong, có người tu luyện thống kê nói. Nửa năm, liền ra 12 vị bát phẩm huyền thánh. Cái này ghi chép, liền xem như linh khí dư thừa viễn cổ thời đại, đều không thể làm được đi. Quả nhiên là hậu tích bạc phát. Lần này, hiển thánh lại sẽ là cái nào hệ người tu luyện. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đều lòng mang chờ đợi. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bắc Hà Tán Nhân, Bá Đao Tống Nhất, Thư Hàng Tiểu Hữu có hay không tại? Có hay không tại?
Lão Bắc Hà triệu hoán Thư Hàng làm gì? Đông Phương Lục tiên tử hiếu kỳ hỏi. Bắc Hà tán nhân, thở dài biểu lộ để phòng ngoài ý muốn, cho nên ta trước thử triệu hoán một chút Tống Tiểu Hữu, xem hắn có hay không tại tuyến. Nếu như hắn tại tuyến, như vậy hiển thánh cũng không phải là hắn. Nếu như hắn không online, mọi người liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng Sơn tôn giả. Lão Bắc Hà giảng tốt có đạo lý, khiến người vô pháp phản bác. Diệt Phượng công tử, tiện thể, ta cũng triệu hoán mấy người. Bạch, huyền nữ môn vân thức tử, cuồng đao tứ lãng. Một lát sau, Lệ Chi tiên tử, Thư Hàng không có phản ứng. Sẽ không thật là hắn lại muốn hiển thánh a? Đông Phương Lục tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Vô Song Điệp tiên, Vũ Nhu tử Tống tiền bối sẽ không phải không tín hiệu. Ta nhớ được Tống tiền bối, Bạch tiền bối cùng đi thú tu giới đi. Vân Tước tử tiền bối cùng Tam Lãng tiền bối, giống như cũng cùng đi thú tu giới. Có thể là thú tu giới không tín hiệu. Vũ Nhu tử giảng có đạo lý. Hoàng Sơn tôn giả gật đầu nói. Hoàng Sơn tiền bối xin gọi ta Vô Song Điệp tiên. Vũ Nhu tử nghiêm túc nhắc nhở. Hoàng Sơn tôn giả, ta bạn Linh Điệp đạo hữu, vất vả. A, chờ chút, các người có chú ý đến hay không, lần này huyền thánh nhân tiền hiển thánh cảm giác có chút không đúng. Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu lên tiếng nhắc nhở. Nói thế nào tốt đâu, luôn cảm giác lần này nhân tiền hiển thánh, tựa như là tiếp sóng, mà không phải trực tiếp. Tựa như là bế quan sau khi ra ngoài, tiếp thu được huyền thánh hiển thánh cách nói. Chờ chút. Ta nhớ được Bạch tiền bối không phải có cái tùy thời tùy chỗ đều có thể lên mạng công năng sao. Coi như tại thú tu giới, Tống Thư Hàng tiểu hữu trên lý luận đến nói, cũng có thể thu được tín hiệu mới đúng. Hiến công cư sĩ đột nhiên nhắc nhở. Vô Song Điệp tiên, Vũ Nhu tử, hồi hiến công tiền bối, Tống tiền bối lần này đi thú tu giới, là muốn đi sông thú tu giới Gô Thánh Sơn bí cảnh. Tại loại này bí cảnh giới, tin tức hẳn là sẽ bị che đậy mới đúng. Mặt khác, bảy bên trong tiền bối. Ai có thể dùng cái kia kim đan mã hai chiều công năng, cho Tống tiền bối phát cái tin tức. Nhìn xem Tống tiền bối làm sao hồi phục. Ta thử một chút, Hoàng Sơn tôn giả nói. Minh Nguyệt bao lâu có, cái kia, mọi người chú ý đến lời ta nói sao. Cần ta soát bình phong một chút sao. Hoa hạ nơi nào đó. Chính uống trà nước bầy Bắc Hà tán nhân, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn thành công bắt được Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu phát biểu. Sau đó. Hắn đem bảy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đi lên huy động, lật đến Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu trước mặt phát biểu. Huyền thánh nhân tiền hiển thánh cảm giác không đúng. Hoàn toàn chính xác, cảm giác cùng bình thường nhân tiền hiển thánh khác biệt. Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu, yên lặng quan sát. Lần này nhân tiền hiển thánh, tựa hồ có chỉ hoãn. Lại có loại tiếp sóng cảm giác. Tựa như là cái này nhân tiền hiển thánh bị phong ấn thật lâu, cho tới hôm nay, mới được phóng thích ra. Bắc Hà tán nhân đem chính mình suy đoán, ở trong bảy phát một lần. Lại trích dẫn Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu phát biểu, tiến hành hồi phục, để mọi người không cần xem nhẹ Minh Nguyệt cư sĩ. Thời gian, cái này huyền thánh giảng pháp, bắt nguồn từ xa xôi quá khứ. Vô cùng cổ lão, so nho gia thánh nhân niên đại còn cổ lão hơn. Lúc này, Vô Song Điệp tiên, Vũ Nhu tử lại lên tiếng nói. Nàng tình báo này, được từ tại thiên đế. Đến từ cổ lão thời đại huyền thánh giảng pháp, vì sao lại vào hôm nay giải phong? Hiển hiện, bảy tu thánh quân nhíu mày. Đến rồi, Tô Thị A thất nói. Nhân tiền hiển thánh hình tượng, rốt cục bày ra. Đầu tiên, một chương tàn bạo cái ghế, cùng một lớn một nhỏ hai cặp chân, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tô Thị A thất hai mắt, lập tức trừng to lớn. Tô Thị A thất cũng không có gì gặp chân biết người, gặp chân biết mọi loại hình đặc hiệu. Nhưng là hắn có thể gặp giày biết người a. Cái này kỳ quái, phảng phất xuyên qua rồi vô số ngàn năm, từ viễn cổ mà đến nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, trên vương tọa cái kia một lớn một nhỏ hai cặp chân bên trong, chân nhỏ chủ nhân, mặc khả ái giày. Giày này chính là Thiên Hà Tô Thị đặc chế sản phẩm, là Thiên Hà Tô Thị vì số tự thiên tài nhóm lượng thân định chế, mỗi một đôi giày đều là chuyên môn pháp khí. Mà này đôi giày nhỏ bên trên, có độc thuộc về Tô Thị A thập lục đặc thù tiêu ký lại thêm quen thuộc giày kiểu dáng, Tô Thị A thất tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Giọng nói là A thập lục, ta thiên, là A thập lục không sai. Tô Thị A thất dùng từ âm hét lớn. Hắn hiện tại nội tâm phi thường phức tạp, trong ý nghĩ cũng là trống rỗng A thập lục làm sao cũng lẫn vào đến nhân tiền hiển thánh bên trong đi. Chẳng lẽ là thành đoàn độ kiếp? Nhưng là, A thập lục vì sao lại chạy đến quá khứ?
Tại viễn cổ thời đại thời điểm hiển thánh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Hà tán nhân nghe được câu này giọng nói thời điểm, chỉ cảm thấy tim gan một nắm chặt, A Thất, người xác định đây là A Thập Lục. Nếu như cái này bắp chân chủ nhân là Tô thì A Thập Lục, cái kia trên vương tọa một cái khác hai bàn chân to chủ nhân. Bắc Hà tán nhân trong lòng có dự cảm không tốt. Đông Phương Lục tiên tử, Vọng Thiên. Nàng đang tại nhà mình sân bãi rèn luyện kỹ thuật lái xe, đang luyện xe trên đường nàng đưa tay điểm mở giọng nói, sau đó kém chút liền đụng vào bên cạnh cột sắt. Quả nhiên, lái xe không thể chơi điện thoại, cũng không thể xem trực tiếp. Đồng quái tiên sư đột nhiên cắm vào, chật chật, chỉ thấy chân nhỏ liền có thể nhận ra là A Thập Lục, không nghĩ tới A Thất ngươi là như vậy muội khống. Đồng quái đạo hữu, đêm trăng tròn tiếp theo, chúng ta chiến một trận. Tô thị A Thất liền xem như đại não trống không, nhưng hắn bản năng cho đồng quái tiên sư phát chiến thiếp ước chiến, đánh nhau thế nhưng là Tô thị A Thất yêu nhất. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng trả lời, nhìn thấy nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, này đôi giày nhỏ sao. Tại mũi giày vị trí có một cái tiểu hoa văn tiêu ký, đó là chúng ta thiên hà Tô thị đặc thù tiêu ký, đại biểu cho Tô thị A Thập Lục cá nhân ấn ký. Trăng sáng bao lâu có, Vọng Thiên, không ổn. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong. Bởi vì có kỳ quái trì hoãn cùng tạp ngừng, nhân tiền hiển thánh hình ảnh, biểu hiện quá trình đặc biệt chậm chạp. Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu đều hàn huyên hơn nửa ngày, nhân tiền hiển thánh hình ảnh, mới vừa vặn phát ra đến trên vương tọa hai người đùi vị trí nhân tiền hiển thánh thị giác là từ dưới lên trên đẩy đưa. Hình ảnh đẩy đưa đến cái góc độ này lúc, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái kia chân to chủ nhân, ngồi ở kia trương dữ tợn đáng sợ trên ghế, dùng nhục thân của mình sung làm đệm. Để chống đỡ trên ghế tàn bạo cốt thứ cùng lưỡi dao. Chân nhỏ kia chủ nhân, thì ngồi ở trong ngực của hắn. Hình ảnh làm cho người sản sinh không thích, xoa bình xoa bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì cái gì nhân tiền hiển thánh, sẽ xuất hiện hai người, chẳng lẽ lại là thành đoàn độ kiếp? Lần này nhân tiền hiển thánh hình ảnh có phải hay không có chút cổ quái? Trì hoãn cảm giác vô cùng nghiêm trọng. Gần nhất đã có đến vài lần nhân tiền hiển thánh là thành đoàn độ kiếp hình thức, có lẽ, đây là độ huyền thánh kiếp mới tư thế. Tăng lớn đối thành đoàn độ kiếp nghiên cứu cùng khả năng, ở trong đó khẳng định có thâm ảo bí mật phương pháp. Nói không chừng thành đoàn độ kiếp thời điểm, chỉ muốn nhân viên phối trí tốt, có thể tăng cường độ kiếp xác suất thành công. Lại là một hơi hai người, như vậy trừ bỏ một người hiển thánh ba lần bá tống tiền bối bên ngoài, lần này đi ra hẳn là này 1000 năm qua thứ 12 thánh cùng 13 thánh. Như nếu như tăng thêm bá tống tiền bối bá nho hiển thánh cùng bá long hiển thánh, lại thêm cửu u thế giới cái kia chuột hamster huyền ma hiển thánh, vậy lần này hiển thánh giảng pháp chính là thứ 15 thánh cùng thứ 16 thánh. Chư thiên vạn giới, nhìn qua lần này rõ ràng cảm giác dị dạng nhân tiền hiển thánh, nghị luận ầm ĩ. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tôn giả, thở dài biểu lộ nếu như này đôi bắp chân chủ nhân là Tô thị A Thập Lục, phía dưới kia đệm lên đệm thịt là thân phận. Đại gia trong lòng phải có số lượng. Có thể là tống tiền bối. Vô song điệp tiên, Vũ Nhu Tử trả lời, quần bên trong các tiền bối đều giống như nàng cơ trí, lập tức liền đoán được tống tiền bối thân phận. Có đôi khi quá mức cơ trí, là không có ngạc nhiên, thoáng có chút tiếc nuối. 89 phần 10 là tống thư hàng, Lệ Chi tiên tử trả lời. Nhìn hình thể cũng giống, Bắc Hà tán nhân nói bổ sung. Còn có cái kia phong tao khôi giáp, rõ ràng chính là tống thư hàng khải ý. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nói. Tô thị A Thất, là đạo ý. Đối đãi đao phương diện, A Thất tổng là đặc biệt nghiêm túc so đo. Diệt Phượng công tử, như vậy vấn đề tới, nếu như đây chính là Tô thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng, vậy bọn hắn là thế nào chạy đến viễn cổ thời đại đi hiển thánh? Vừa rồi Vũ Nhu Tử nhắc qua, đoạn này nhân tiền hiển thánh, bắt nguồn từ xa xôi viễn cổ thời đại, mà lại là so nho gia thánh nhân còn muốn sớm hơn niên đại. Lần này nhân tiền hiển thánh, khắp nơi lộ ra quỷ dị, có một loại không nói ra được mâu thuẫn cảm giác. Thất tu thánh quân lên tiếng nói. Không chỉ có là thời gian phương diện, còn có không gian tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Thất tu thánh quân nhìn qua cái này nhân tiền hiển thánh hình ảnh lúc, chẳng biết tại sao, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cửu tu phượng hoàng đao tới. Cái này nhân tiền hiển thánh hình ảnh cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa, luôn cảm giác có một loại nào đó trung điểm. Nhưng trung điểm ở đâu? Hắn lại giảng không ra. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, chậm rãi lên rời. Cuối cùng, chuyển qua nơi ngực. Trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới đều oanh động.
Bởi vì tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử nơi tim, lại là một cái trong suốt lỗ thủng. Không có vết máu, chính là như thế một cái tự nhiên chỗ trống. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy ôm nàng tu sĩ kia giáp ngực hoa văn. Cửu Châu nhất hào quần, nguyên bản náo nhiệt nói chuyện phiếm tiết tấu, lập tức nguội đi. Sau một lúc lâu, Bắc Hà tán nhân vội vàng gõ nói, đợi đã, A Thất ngươi đừng vội. Đối với chúng ta tu sĩ tới nói, liền xem như đã mất đi trái tim, cũng không nhất định chính là chết. A Thập Lục, nói không chừng chỉ là ở trong thiên kiếp bị thương. Ngẩng đầu nhìn hiền thánh hình ảnh bên trong, tiểu tiên tử nơi trái tim trung tâm trống rỗng lỗ thủng, Bắc Hà tán nhân trong lòng cũng là siêu siêu ý lạnh. Vì cái gì thụ thương tổng là tiểu Thập Lục? Bắc Hà tán nhân đặt chén trà xuống, khe khẽ thở dài. Lần trước ba tấn bốn thiên kiếp, Tô Thị A Thập Lục trọng thương sắp chết, một lần không thuốc có thể y. Theo A Thất về sau tìm hắn lúc uống rượu miêu tả, đương nếu không phải là có Tống Thư Hàng tiểu hữu hoành không xuất hiện, khơi dậy A Thập Lục dục vọng cầu sinh, A Thập Lục lúc ấy giữ nhiều lành ít. Lần này 4 tấn 5 thiên kiếp, nàng lại xảy ra vấn đề rồi. Nàng cả đời này, thật đúng là bị thiên kiếp khắp nơi khắc chế. Thiên kiếp đối nàng, sao mà tàn khốc vô tình. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới giao lưu cũng lần nữa nổ tung. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Khó trách nhân tiền hiển thánh bên trong, một hơi xuất hiện hai tôn huyền thánh cùng nhau hiện thân hiển thánh hình ảnh. Rất có thể, trong đó một vị đã thân tử đạo tiêu, một vị khác chỉ là bi thương ôm nàng thi thể. Nhìn tư thế, bọn hắn hẳn là một đôi đạo lữ, sở dĩ lựa chọn cùng một chỗ độ kiếp. Chỉ là thiên kiếp vô tình, tại thiên kiếp bên dưới vị này tiên tử bất hạnh thân tử đạo tiêu. Sở dĩ, vị này ngàn năm thứ 12 thánh, mới có thể ôm nàng thi thể, liền ngay cả tại nhân tiền hiển thánh khâu lúc, đều không có đứng dậy, mà là bi thương ngồi ở trên vương tọa. Nói không chừng vị này ngàn năm thứ 12 thánh, đã sinh lòng tử trí. Nếu thật như thế, một hồi huyền thánh giảng pháp khâu lúc, vị này ngàn năm thứ 12 thánh, còn có thể tỉnh lại giảng pháp sao? Nửa cái hiển thánh hình ảnh, liền đầu cũng còn không lộ ra, liền để chư thiên vạn giới những người tu luyện, não bổ ra trăm vạn chữ khổ tình vở kịch. Tình yêu cùng hiện thực, sinh tử luyến, sinh ly tử biệt, loại này kịch bản vô luận tại chư thiên vạn giới cái góc nào, đều ăn mở. Cửu Châu nhất hào quần. Vô song điệp tiên, vũ nhu tử, A Thất tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhìn kỹ A Thập Lục ngực. Nhìn ngực, vẫn như cũ sơ lược bình, không phát dục A. Cuồng đao tam lãng đột nhiên thượng tuyến. Cũng không biết hắn còn ở tại thú tu giới hoặc là trở về đến hiện thế. Hoàng Sơn tôn giả. Hệ thống tin tức nhắc nhở, cuồng đao tứ lãng đã bị quần chủ Hoàng Sơn tôn giả cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Không có cấm ngôn cả ngày. Chỉ là bởi vì tiếp xuống nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp hình ảnh, cần cho tam lãng lưu cái trao đổi cơ hội. Ý của ta là, nhìn A Thập Lục ngực chập trùng. Mặc dù có trì hoãn, nhưng chỉ cần chú ý lời nói, tại sao một thời gian ngắn, bộ ngực của nàng còn sẽ có chập trùng. Nói cách khác, nàng đang hô hấp, mỉm cười biểu lộ Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Bắc Hà tán nhân cẩn thận xem về sau, quả nhiên như Vũ Nhu Tử nói, A Thập Lục hô hấp vẫn còn ở đó. Trước đó sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở A Thập Lục nơi trái tim trung tâm lỗ thủng, lại thêm trì hoãn nguyên nhân, trong lúc nhất thời cứ nhiên không phát giác được điểm ấy. Tô Thị A Thất, tạ tạ Vũ Nhu Tử, ngón tay cái biểu lộ. Có Vũ Nhu Tử nhắc nhở về sau, nội tâm của hắn cũng an tâm không ít. Mặc dù trái tim lỗ thủng vẫn còn, nhưng chỉ cần còn sống, liền còn có hy vọng bổ cầu. Tới, muốn lộ mặt, ta đã đang chờ mong chư thiên vạn giới người tu luyện. Lại một lần nữa nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu biểu lộ. Không nói, lá gan đau quá, trái tim cũng có chút nhìn không được. Hoàng Sơn tiền bối, lần sau có mới ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cho ta lưu một phần. Bắc Hà tán nhân nói. Hoàng Sơn tôn giả, dược hoàn biểu lộ. Hắn đã yên lặng tại nuốt thuốc, từ khi thành lập Cửu Châu nhất hào quần về sau, hắn hiện tại mỗi tháng tiêu xài tại đặc phối đan dược hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn bên trên tốn hao, liền đáng giá một cái ngũ phẩm linh thạch. Trăng sáng bao lâu có, thật hâm mộ. Giọng nói cho các ngươi nói một kiện càng đâm tâm sự tình. Thất tu thánh quân đột nhiên phát cái giọng nói, là lục tu tiên tử cái kia thanh âm dễ nghe tiếp tục chậm rãi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tống Thư Hàng lần này hiển thánh trước, là lục phẩm chân quân tu vi. Nói cách khác, nếu như là bình thường độ kiếp về sau, tu vi của hắn. Lục tu tiên tử im ngay, nói lại xuống dưới ngươi sẽ mất đi ta.
ta là Hoàng Sơn đại nhân. Trung Khuyển nói thật nhanh. Đang khi nói chuyện, Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh, kiên định hữu lực lên rời. Đầu tiên xuất hiện chính là Tô Thị A Thập Lục thân thể đầu, nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, liền xem như ngồi ở trong ngực, mặt cũng so Tống Thư Hàng sẽ sớm một bước lộ ra. Hình ảnh bên trong, nàng cái cằm đáng yêu, một chút xíu lộ ra. Tư tư, tại A Thập Lục đầu muốn lộ ra thời điểm, Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh, tựa hồ hoa bình phong một chút, tựa hồ bị quấy rầy rồi. Thất Tu Thánh Quân con ngươi nheo lại. Chư thiên vạn giới bên trong, ai có thể ảnh hưởng đến Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh? Bất kể là cái nào cấp bậc người tu luyện, đều khó có khả năng làm được, liền xem như Nho Gia thánh nhân tại thế, cũng làm không được. Trừ phi, Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, A Thập Lục nguyên bản cái cằm không thấy, ngược lại biến thành uy phong anh tuấn. Bạch Long Đầu, một cái lớn nhỏ cùng thân thể vừa phối Bạch Long Đầu, xuất hiện tại A Thập Lục trên thân thể. Tỷ lệ rõ ràng trải qua điều chỉnh. Cái này Bạch Long Long Đầu cùng A Thập Lục thân thể thiên y vô phùng. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lại trầm mặc xuống dưới. Mặc dù Long Đầu cùng thân thể nhận thiên y vô phùng, nhưng chỉnh thể phong cách vẽ vẫn là rất không cân đối a. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Long, Long Đầu, Bắc Hà Tán Nhân một mặt mộng bức. Tô Thị A Thất, có thể là A Thập Lục kích hoạt lên trong cơ thể nàng chân long huyết mạch nguyên nhân. A Thập Lục trước đó không lâu sinh ra một đôi tiểu long giác, hiện tại có đôi khi đi ra ngoài, đều là dùng tóc đem tiểu long giác cho bao trùm. Mà Nhân Tiền hiển thánh thời điểm, sẽ đem huyền thánh bản thể cho chiếu rọi cho chư thiên vạn giới. Sở dĩ, A Thập Lục xuất hiện một cái long đầu, cũng có thể lý giải. Có đạo lý, trăng sáng bao lâu có đạo. Vân Trung Tiên Khách, ta liền muốn biết, lần tiếp theo thành đoàn độ kiếp thời điểm, có thể hẹn trước bán vé vào cửa sao. Hắn bế quan đi ra về sau, luôn cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Quần bên trong đạo hữu bên trong đại bộ phận trên người đều cọ sát một cái cổ thánh xưng hào, mặc dù không có chư thiên vạn giới giảng pháp đãi ngộ, nhưng treo cái thánh hào cũng rất uy phong, khiến cho người hâm mộ. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Bá Tống mắt trái ngưng thị biểu lộ vô song điệp tiên, Vũ Nhu Tử nghiêm túc nhắc nhở. Nàng là phi thường nghiêm túc đang nhắc nhở. Thành đoàn độ kiếp sơ ý một chút, liền sẽ rơi xuống cả đời tiếc nuối cùng tâm ma. Đây là nàng không muốn nhìn thấy, nàng không hy vọng quần bên trong các tiền bối xảy ra chuyện. Vũ Nhu Tử, đừng phát cái này đồ, chết tiệt tam lãng, Hoàng Sơn tôn giả tâm tắc nói. Bởi vì chương này Tống Thư Hàng mắt trái ngưng thị đồ, là cuồng đao tam lãng phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tới, cũng không biết tam lãng là thế nào đạt được cái này đồ. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thập Lục lưng rồng về sau, nam nhân kia mặt cũng bắt đầu hiển hiện. Cùng trước đó đồng dạng, tại cái kia nam nhân khuôn mặt mau ra hiện thời điểm, hình ảnh cũng xuất hiện trong nháy mắt hoa bình phong quấy nhiễu. Chẳng lẽ Tống Thư Hàng tiểu hữu bộ dáng, cũng phát sinh biến hóa? Bắc Hà Tán Nhân chú ý tới chi tiết. Diệt Phượng công tử chính ghé vào chính nhà mình cửa thủy tinh bên trên, một bên nắm lấy cửa thủy tinh, một bên ngẩng đầu vọng thiên xem Nhân Tiền hiển thánh. Nắm lấy. Hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra hồi phục, lại nói, A Thập Lục biến ra cái long đầu, Thư Hàng sẽ không thay đổi ra cái phượng đầu a. Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, khuôn mặt của người đàn ông kia, rốt cục hiện lên ở trước mặt mọi người. Đó là một trường uy nghiêm nam nhân khuôn mặt. Không giận tự uy, tự mang khí vương giả. Đây là một trường đế mặt. Hà chỉ đại đế, chư thiên vạn giới, một số cổ lão ma môn tu sĩ, trừng to mắt. Gương mặt này, chính là sống ở ma môn trên sách giáo khoa nam nhân. Trong truyền thuyết lấy tám long văn thiên phú, cuối cùng thành công nghịch tập, trấn áp cùng thế hệ, bước ra bản thân con đường trường sinh, trở thành ma môn đại đế dốc lòng nhân vật, Hà Chỉ Ma Đế. Lần này Nhân Tiền hiển thánh, là năm đó Hà Chỉ Ma Đế chứng đạo lúc giảng pháp sao. Nhưng là, Hà Chỉ Ma Đế hiển thánh, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hiện thế, công minh giới cấm địa. Hà Chỉ Ma Đế ngẩng đầu, nhìn chăm chú Nhân Tiền hiển thánh hình ảnh. Ta chạy thế nào đến huyền thánh hiển thánh hình ảnh bên trong đi? Giảng pháp chính là ta, vậy bây giờ nằm tại cái này là ai? Ta đây là trạng thái không tốt, biệt xuất tâm ma, xuất hiện ảo giác. Hà Chỉ Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm hiển thánh hình ảnh. Mọi người đều biết, huyền thánh hiển thánh, giảng pháp thời điểm, sẽ hiện ra chân diện mục bất kể là dịch dung vẫn là ngụy trang, tại huyền thánh giảng pháp thời điểm. Cũng không có chỗ ẩn trốn. Liền xem như yêu tu,
cũng chỉ có thể từ nhân hình cùng thú hình hai loại chân diện mục bên trong chọn lựa một loại, nhưng tuyệt đối không cách nào biến thành những người khác. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể làm nhiễu đến huyền thánh nhân tiền hiển thánh khâu, liền xem như nho gia cấp bậc thánh nhân tồn tại, cũng làm không được. Sở dĩ, cái này giảng pháp bên trong Hà Chỉ Ma Đế là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là năm đó ta nhân tiền hiển thánh hình ảnh, ta cũng không có ôm nữ nhi cùng một chỗ độ kiếp qua, ta căn bản là không có nữ nhi. Sở dĩ, đây là ai? Hà Chỉ Ma Đế lạnh lùng nhìn qua nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chư thiên vạn giới, bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể quấy nhiễu được nhân tiền hiển thánh khâu. Nhưng nếu như là siêu thoát tại tu sĩ tồn tại đâu? Hà Chỉ Ma Đế suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nhưng là, giảng không thông, nếu như là siêu thoát tu sĩ thiên, hắn vì sao muốn đem ta cuốn vào sự kiện bên trong? Vì sao muốn để độ kiếp huyền thánh bằng vào ta bộ dáng xuất hiện? Hà Chỉ Ma Đế cau mày. Sau một lúc lâu, xem ra, lại phải thay đổi cái địa bàn. Ma Đế nói khẽ, luôn cảm giác có người muốn âm thầm mưu hại hắn. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, một mặt mộng bức. Bắc Hà Tán Nhân nhíu mày, không phải Thư Hàng, chúng ta đoán sai rồi. Hà Chỉ Ma Đế, Đông Phương Lục Tiên Tử lên tiếng nói, đồng thời nàng thật nhanh phục chế gián, đem trên sách giáo khoa liên quan tới Hà Chỉ Ma Đế đoạn ngắn, gián đến quần bên trong. Thất Tu Thánh Quân, vị này chính là lần trước nói Hà Chỉ Ma Đế. Nếu như là Ma Đế hiển thánh khâu, vậy nó thuộc về viễn cổ thời đại. So nho ra thánh nhân còn phải xa xưa hơn điểm ấy, liền có thể giảng thông. Không đúng, đây chính là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Coi như mặt không giống nhau, nhưng là trực giác nói cho nàng, đây chính là Tống Thư Hàng. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, hoàn chỉnh hiển hiện. Hình ảnh bắt đầu xoay chậm chậm, lúc trước đến sau sẽ hiển thánh huyền thánh, hướng chư thiên vạn giới người tu luyện hiện ra. Lên chư thiên vạn giới TV. Có thể nói là tu sĩ trong cuộc đời, nhất trí cao vô thượng vinh diệu. Tống Thư Hàng ngồi ở xoa bóp trên vương tọa, hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt mình. Hắn cảm giác tại nhân tiền hiển thánh trong nháy mắt, thời gian ở trên người hắn trùng điệp. Quá khứ cùng tương lai, trùng điệp đến cùng một chỗ. Sau đó trên mặt hắn liền nhiều một trương mặt. Nhân tiền hiển thánh thời điểm, huyền thánh liền sẽ lộ ra chân dung. Dịch dung tại nhân tiền hiển thánh khâu bên trong. Không hề có tác dụng. Nhưng hắn lại lấy dịch dung bộ dáng, xuất hiện tại nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong. Thú vị, cũng không biết ta hiện tại dịch dung chính là ai bộ dáng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch Long tỉ tỉ mắt liếc Tống Thư Hàng. Nàng có thể cảm ứng được, vừa rồi trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trên người quá khứ cùng tương lai trùng điệp, Bạch Mã nói tới thí nghiệm hiệu quả bắt đầu phát huy công hiệu. Tại Bạch Mã thí nghiệm quấy nhiễu bên dưới. Tống Thư Hàng có thể bằng dịch dung mặt bộ dáng, hiển thánh. Đây rốt cuộc là cái gì thí nghiệm? Bạch Long tỉ tỉ trong lòng cũng cảm giác đến hiếu kỳ. Tống Thư Hàng ngón tay, xẹt qua trên mặt dịch dung mặt, trong lòng sinh ra hiếu kỳ thời điểm. Xem xét bí pháp tự chủ kích hoạt. Đầu ngón tay có chút nhói nhói, xem xét bí thuật đại giới thanh toán. Ngân quái thiên tôn dịch dung mặt đã sử dụng duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng hết tức ném. Dịch dung nhân vật. Ma môn Hà Chỉ Ma Đế, đỉnh tiêm trường sinh giả, bằng tám long văn bước ra con đường trường sinh dốc lòng người. Nguyên lai ta dịch dung thành Hà Chỉ Ma Đế. Mặc dù không biết Hà Chỉ Ma Đế là ai, nhưng cảm giác phi thường sâu. Tống Thư Hàng sờ lên tấm mặt nạ này, trong lòng đột nhiên có cái mãnh liệt xúc động. Hắn muốn kéo xuống mặt, đối màn ảnh cùng đám người. Nói đúng ra, là cùng Hà Chỉ Ma Đế chào hỏi. Nhưng hắn nhịn xuống loại này xúc động. Nhất thời xúc động, đều là ma quỷ. Hắn là cái cẩn thận, người có kiên nhẫn. Sở dĩ, cùng Hà Chỉ Ma Đế chào hỏi sự tình, không cần vội vã như vậy. Dục tốc bất đạt. Hắn phải thật tốt ấp ủ một chút cảm xúc, tại thích hợp nhất thời điểm, vạch trần mặt nạ trên mặt, cho Hà Chỉ Ma Đế một kinh hỉ. Vô cực ma tông. Công tử Hải bản thể, ngẩng đầu nhìn nhân tiền hiển thánh Hà Chỉ Ma Đế, xa vào đến trong trầm tư. Mặc dù gương mặt này là Hà Chỉ Ma Đế mặt, nhưng khí chất không phải. Hắn thu được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, đối Ma Đế có hiểu biết. Sở dĩ, hắn có thể phân biệt ra được giảng pháp bên trong Hà Chỉ Ma Đế có vấn đề. Nhưng là, nếu như đây không phải Hà Chỉ Ma Đế, là ai? Công tử Hải chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay đặt tại bộ ngực mình.
nhịp tim, nặng dị thường. Trái tim tại quá tải, một xe lại trang 10 xe vật nặng, mỗi một lần nhảy lên đều cực độ cố hết sức. Huyền thánh không gian bên trong. Tống Thư Hàng trong lòng hạ quyết định về sau, đem ngón tay từ trên mặt nạ dịch chuyển khỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhân tiền hiển thánh về sau, sẽ ngưng tụ thánh ấn, lại nói tiếp chính là huyền thánh giảng pháp khâu. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Liên quan tới nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn cùng huyền thánh giảng pháp trình tự quá trình tin tức, sẽ tự động xuất hiện tại Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục trong đầu. Đây là thái cổ mới bắt đầu liền lập hạ quy tắc. Cái này nhắc nhở cũng coi là một loại dẫn đạo. Nếu quả thật có manh tân huyền thánh, tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống bên dưới thành công độ kiếp về sau, cái này nhắc nhở liền có thể dẫn đạo manh tân huyền thánh từng bước một hành động. Giảng pháp, Tống Thư Hàng cau mày. Không ổn a, hắn đã mất trí nhớ, muốn giảng cái gì nội dung. Đến lúc đó sợ là còn tẻ ngắt hơn. Tiểu tiên tử, người có chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục lắc đầu. Màu trắng dài tỉ tỉ thay thế nàng trả lời, nàng giảng pháp, ta có thể ở một bên cung cấp hiệp trợ. Coi như ký ức mơ hồ hóa, nhưng cảnh giới của ta vẫn còn ở đó. Chỉ cần bắt được một cái trọng điểm, ta liền có thể lý giải ra rất nhiều thứ, đầy đủ ứng phó giảng pháp. Vậy tỉ tỉ cũng giúp ta một tay, Tống Thư Hàng nói. Thật có lỗi, tha thứ ta bất lực, huyền thánh giảng pháp, là từng cái người lên, ta phân thân thiếu phương pháp. Màu trắng dài tỉ tỉ mở ra móng vuốt nhỏ. Tống Thư Hàng. Má ơi, lúc này muốn làm sao? Đây chính là nhân tiền hiển thánh trong trạng thái, chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện con mắt đều đang ngó chừng hắn. Như giảng pháp khâu cái gì đều giảng không ra, bị cho mèo, chẳng phải là tại vạn giới mất mặt. Đến lúc đó, nhất định sẽ trở thành vạn giới trò cười. Vậy hắn còn muốn hay không làm người rồi? Ân, a, à, đợi đã. Mất mặt, bị vạn giới chế nhạo. Ha ha ha. Mất mặt. Ta hiện tại mặt là vị kia Hà Chỉ Ma Đế mặt. Liền xem như mất mặt, rớt cũng không phải mặt của ta a. Tống Thư Hàng vui vẻ. Chỉ là huyền thánh giảng pháp, dù cho ta đã mất đi ký ức, cũng không làm khó được ta. Tống Thư Hàng tự tin nói. Khắp thiên hạ người tu luyện, đều duy trì ngẩng đầu vọng thiên tư thế. Sau đó, là ngưng tụ thánh ấn khâu. Đây là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Hình ảnh bên trong. Vị kia Hà Chỉ Ma Đế đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Đầu Tiên Tử phóng tới tấm kia tàn bạo trên vương tọa. Sau đó hắn đứng dậy tiến lên, hai tay vỗ tay, bắt đầu ngưng tụ thánh ấn. Có khổng lồ công đức chi quang từ nơi này vị Hà Chỉ Ma Đế trên người ngưng tụ. Ma môn tu sĩ một mặt mộng bức. Cái này khổng lồ công đức chi quang, hù đến bọn hắn. Cái này công đức quang lượng lớn, khối lượng cao hơn nữa dọa người. Liền xem như Phật môn cao tăng. Nho gia thánh hiền, cũng không có mấy người có thể ngưng tụ khổng lồ như vậy công đức chi quang a. Sau đó, trong hư không, có một phương thánh ấn hình thức ban đầu ngưng tụ, rơi vào Hà Chỉ Ma Đế phía trước. Nếu như đây thật là Hà Chỉ Ma Đế thành thánh chẳng diệt, vậy hắn thánh hào, hẳn là sẽ là Hà Chỉ A. Ma môn trong lòng mọi người ám đạo. Sau đó, cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng. Vị này Hà Chỉ Ma Đế đưa tay trên thánh ấn vạch một cái. Hà Chỉ hai cái văn tự hiển hiện. Bất quá, hai cái này văn tự không phải viễn cổ văn tự, mà là hiện thế địa cầu hoa hạ văn tự, vẫn là giản thể. Tại nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn khâu lúc, có pháp tắc xung làm phiên dịch, mấy chữ này tất cả mọi người có thể nhìn hiểu. Nhưng hiện thế bên trong, tiếp xúc qua hoa hạ văn tự người tu luyện, bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Viết ra Hà Chỉ hai chữ về sau, vị này Hà Chỉ Ma Đế nhưng lại rơi vào trầm tư. Sau đó hắn lại đưa tay vạch một cái, tại Hà Chỉ hai chữ lên vẽ lên cái X. Cái này thao tác, khiến cho chư thiên vạn giới người tu luyện ngạt thở. Quả nhiên, thánh hào vẫn là đừng như thế tùy ý. Hà Chỉ đã là người khác thánh hào, mà lại cái này thánh hào, không quá may mắn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vẽ rơi Hà Chỉ cái này đạo hiệu về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng hắn thuận theo bản thân bản năng. Lấy tay làm bút trên thánh ấn viết xuống một cái bá chữ. Ân, quả nhiên hắn vẫn tương đối vừa ý cái chữ này. Tuy chẳng biết tại sao, chư thiên vạn giới người tu luyện đang nhìn đến cái chữ này lúc, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu năm nay, nói đúng ra là năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, đại gia mỗi khi đọc được bá chữ lúc, liền sẽ cả lăm,
một cà lăm liền sẽ đem cái này bá chữ lặp lại niệm hai lần trở lên. Nếu như không phải nhiều lần xác định gương mặt này, không phải tấm kia quen thuộc người tốt mặt, nói không chừng đã có rất nhiều tu sĩ chọn ngắt mạng. Bá chữ về sau, phải dùng cái gì tên tương đối tốt? Tống Thư Hàng trong lòng suy tư. Hắn nhớ tới trước đó Bạch Mã đối với hắn xưng hô, bá Tống. Muốn viết lên bá Tống sao? Không đúng không đúng, bá Tống đã là hắn một cái thánh hào. Không thể lặp lại. Như vậy, đem bá chữ cùng Hà Chỉ Ma Đế kết hợp một chút. Bá Đế. Cái này danh nhi có khí thế. Nhưng cái này không phù hợp hắn điệu thấp phong cách. Trong tiềm thức, hắn muốn điệu thấp một số, chỉ ít đoạn thời gian gần nhất tận lực điệu thấp. Sở dĩ, điều hòa một chút. Bá ma như thế nào? Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động thời khắc, thánh ấn sinh ra cảm ứng. Bá ma thánh hào bị xác định được. Hôm nay là cái lễ lớn. Tại không biết Hà Chỉ Ma Đế những người tu luyện trong mắt xem ra, hôm nay ra ngàn năm thứ 12 thánh, kỳ danh bá ma. Mà biết được Hà Chỉ Ma Đế những người tu luyện, trong lòng hơi động. Nếu như đây thật là Hà Chỉ Ma Đế tại quá khứ lúc hiển thánh hình ảnh. Cái kia chính là nói, Hà Chỉ Đại Đế chân chính thánh hào, là bá ma. Bá ma Hà Chỉ. Hạng gì bá khí? Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hoàng Sơn Thánh Quân, bá ma. Bắc Hà Tán Nhân, danh tự phong cách. Tô Thị A Thất, phía trước là bá Tống, bá Nho, bá Long. Vô Song Điệp Tiên, Vũ Nhu Tử, sở dĩ ta nói, đây nhất định chính là Tống tiền bối không sai. Lệ Chi Tiên Tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, dược hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn Thánh Quân, đang ăn. Lệ Chi Tiên Tử, uống nhiều nước, đừng nghẹn lấy. Hoàng Sơn Thánh Quân, hừm. Ta đi trước đốt ấm nước. Luôn cảm giác một hồi sẽ còn dùng tới. Diệt Phượng công tử lăn lộn trên mặt đất, có phải hay không Tống Thư Hàng tiểu hữu, chờ giảng pháp sau khi kết thúc, hỏi một chút liền biết. Đông chủ Lục tiên tử từ lật nghiêng trong xe chậm rãi leo ra, trả lời, cái này kỳ thật không là vấn đề là. Một hồi bá ma giảng pháp, các ngươi muốn thu nhìn sao? Ta nghĩ tìm người theo giúp ta cùng một chỗ nhìn, vạn nhất là ta ma môn Hà Chỉ Ma Đế giảng pháp. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đông Phương Tĩnh Tuyết, ta cùng ngươi cùng một chỗ, Lục Tử. Vân Trung Tiên Khách đề nghị, bầu không khí không cần nghiêm túc như vậy, ta đề nghị một hồi bá ma sắp giảng pháp thời điểm, đại gia tiến vào bế quan tu luyện hình thức. Một hồi đi ra về sau, hỏi một chút nhìn giảng pháp đạo hữu, hỏi thăm bên dưới giảng pháp nội dung. Sau đó lại lựa chọn có nhìn hay không tiếp sóng. Cuồng Đao Tứ Lãng, cấm ngôn cuối cùng kết thúc. Ha ha ha. Đại gia là mụ mụ sinh, tiên khách đạo hữu ngươi vì cái gì đặc biệt cơ trí. Ta đề nghị, từ quần chủ đi trước quan sát giảng pháp, quần chủ muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Đồng quái tiên sư, Diệu A. Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, dược hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn thánh quân. Cái này phá quần, giải tán, giải tán. Bá ma thánh hào đã định. Chư thiên vạn giới lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì hiển thánh. Thánh hào về sau, đã đến trọng yếu nhất khâu. Tiếp đó, là huyền thánh giảng pháp quá trình đi. Nhưng là, vừa đã mất đi đạo lữ bá ma huyền thánh, có thể điều chỉnh tâm tình tốt tốt giảng pháp sao? Bá ma Hà Chỉ Đại Đế, không phải loại kia sẽ bị tùy tiện đánh ngã nam nhân. Hắn giảng pháp, chúng ta có thể chờ mong. Đại Đế không phải loại kia sẽ bị tình cảm đánh bại người, theo ma môn ghi chép, hắn nhưng là độc thân cả đời nam nhân. Bằng thực lực độc thân. Ngu xuẩn tình cảm sao có thể đánh ngã hắn. Đang lúc chư thiên vạn giới các nơi đều phi thường náo nhiệt thời điểm. Hiền thánh hình ảnh, lại chuyển rời đến vị kia long đầu tiên tử trên thân. Có thánh ấn, tại bên người nàng thành hình. Soạt, vị này tiên tử còn sống. Mà lại nàng đang ngưng tụ thánh ấn, đại biểu cho nàng độ kiếp thành công. Có thể là trước đó chúng ta hiểu lầm, có lẽ tiên tử trời sinh ngực liền lõm đi vào một cái hố, cũng không phải là thiên kiếp bên trong thụ thương. Thành đoàn độ kiếp khả thi, xem ra thật có hí. Thánh ấn phủ hiện ở Tô Thị A Thập Lục bên người. Tống Thư Hàng cũng tò mò nhìn về phía nàng, muốn nhìn một chút đồng dạng mất trí nhớ nàng, sẽ lấy vật gì danh tự. Tô Thị A Thập Lục đưa tay, trên thánh ấn vạch một cái. Một cái tô chữ hiển hiện. Tô Thị tô chữ đối A Thập Lục tới nói, đã là in dấu tiến thực chất bên trong bản năng, lấy thánh hào thời điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái chữ này. Định ra tô chữ về sau, nàng bắt đầu do dự. Muốn viết cái gì đạo hiệu tốt?
ký ức quá mơ hồ, nàng không nhớ được đạo hiệu của mình đến cùng là cái gì. Xem trực tiếp Tô Thị A Thất, phi thường nghi hoặc. A Thập Lục đến cùng đang nghi ngờ cái gì? Chẳng lẽ nàng không muốn lấy Tô Thị A Thập Lục vì nàng thánh hào? Thập Lục cái số này, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Tiểu Thập Lục không có lý do bỏ qua hắn nha. Hiền thánh hình ảnh bên trong. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng, nàng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư. Hắn từng lần một đọc lấy tô chữ. Đột nhiên, có một cái từ tổ, bản năng bị hắn gọi ra đến, Tô Hàng. Mặc dù không biết Tô Hàng là có ý gì, nhưng cái từ này, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cảm giác là phi thường chân quý danh tự. Tô Hàng, cái này nghe không giống như là cái đạo hiệu, màu trắng dài khăn quàng cổ tỷ tỷ nói. Mà lại, nàng cũng thấy danh tự phi thường quen tai, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Tống Thư Hàng trả lời, hoàn toàn chính xác không giống như là đạo hiệu. Bất quá hắn hẳn là rất có ý nghĩa, coi như mất trí nhớ, ta vẫn là cảm giác cái tên này đối với ta phi thường trọng yếu. Ta cũng cảm thấy cái tên này, phi thường trọng yếu. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, nàng đang nghe cái này phát âm lúc, cũng cảm giác lấp đầy lực lượng, coi như đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ không đi từ bỏ. Như vậy, các ngươi có thể nhớ tới hắn đến cùng có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Màu trắng khăn quàng cổ tỷ tỷ gãi gãi cái cằm, thánh hào thế nhưng là đi theo tu sĩ cả đời tôn hiệu, cả đời không cách nào cải biến. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong miệng thì thào đọc lấy Tô Hàng, Tô Hàng. Đọc lấy, đột nhiên hắn thuận miệng thì thầm, lên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Màu trắng dài tỷ tỷ. Ta cảm thấy hẳn không phải là ý tứ này. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, cái tên này đối với ta phi thường trọng yếu, đối với ta mà nói phi thường đặc thù. Nhưng ta không thể đem hắn làm đạo hiệu của ta. Tống Thư Hàng, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Tô Thị A Thập Lục thì thảo đọc lấy, sau đó, nàng mơ hồ lại nghĩ tới một cái từ, Tô Sơn. Thư Sơn đi, thư cùng Tô niệm pháp là khác biệt. Màu trắng dài tỷ tỷ nói. Hừm, nhưng là liền Tô Sơn, A Thập Lục quyết định nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Tô Sơn áp lực đại. Bởi vì địa phương khẩu âm ảnh hưởng. Hắn đối với sách cùng tô chữ phát âm, rất không mẫn cảm. Sau đó nghe được Tô Sơn lúc, hắn liền vô ý thức muốn tiếp lên áp lực đại. Hắn cảm giác Thư Sơn cùng áp lực đại phi thường phối. Ngươi lấy tên thiên phú thật nát, màu trắng dài tỉ tỉ miệt thị Tống Thư Hàng. Nếu như Thánh Hào gọi Tô Sơn áp lực đại, sẽ bị người cười đến rụng răng. Cái kia, Tô Sơn thiên tử, Tô Sơn thiên khách, Tô Sơn tán nhân, Tô Sơn phủ chủ, Tô Sơn cư sĩ. Tống Thư Hàng trong miệng báo ra một nhóm lớn xưng hào tới. Những thứ này tên hậu tố không phải đạo hiệu, là một loại xưng hô. Tự cùng tiên sinh, tiểu thư đồng dạng, màu trắng dài tỉ tỉ liếc mắt, mắt trợn trắng lên, nàng toàn thân trên dưới tuyết trắng, lại không một điểm đen. Vậy liền Tô Sơn đi, nghe rất có khí thế, Tống Thư Hàng nói. Thảo luận kết thúc, Tô Thị A Thập Lục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thành ấn bên trên, hiển hiện Tô Sơn xưng hào. Viết lên Tô Sơn về sau, tay nàng chỉ một điểm, không tự chủ được tại Tô Sơn đằng sau tăng thêm Thập Lục cái số này. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại đem cái số này vạch tới. 16 con số này cùng nàng rất hữu duyên, nhưng vẫn là giữ lại lần sau nàng chính thức nhân tiền hiển thánh thời điểm tái sử dụng đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi nàng thất phẩm tấn thăng bát phẩm lúc, còn có thể lại hiển lộ thánh một lần. Thánh hào chính thức xác định. Ngàn năm thứ 12 thánh Tô Sơn huyền thánh. Lại hoặc là theo một loại khác phép tính, ngàn năm đệ thập lục thánh, Tô Sơn huyền thánh. Cái này thánh hào, nghe liền biến thành Hoàng Sơn tôn giả nhất hệ, địa vực hình đạo hiệu. Bởi vì ngưng tụ thánh ấn quá trình bên trong, hiển thánh hình ảnh khóa chặt Tô Thị A Thập Lục. Sở dĩ chư thiên vạn giới không nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Long tỷ tỷ, cũng không biết giữa các nàng trao đổi quá trình. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trên thánh ấn viết xuống tô chữ, lại viết xuống Sơn cùng Thập Lục. Cuối cùng, lại đưa tay xóa đi Thập Lục, đem Thánh Hào xác định là Tô Sơn một màn. Cửu Châu nhất hào quần. Tô Thị A Thất. Đang nhìn đến Tô Thị A Thập Lục đem Thập Lục cái số này xóa đi thời điểm, A Thất cũng cảm giác lá gan bộ tại kịch liệt co rút đau đớn. Luôn cảm giác A Thập Lục muốn đem thiên hà Tô Thị từ bỏ đồng dạng. Thập Lục người cái này ngốc cô nương, người ngược lại là đem Sơn chữ xóa đi, lưu cái Thập Lục số tự A. Mà lại...
Tô Sơn cái này đạo hiệu đến cùng là cái quỷ gì a? À? Tô Thị A thất tại quần bên trong đậu đen rau muống nói. Bắc Hà tán nhân, cười xấu xa biểu lộ cũng không biết thiên hà Tô Thị có bao nhiêu người nhận ra A Thập Lục thân phận. Nếu là Tô Thị các trưởng lão nhận ra A Thập Lục thân phận, lại thấy được nàng đem Thập Lục đạo hiệu xóa đi một màn, cái kia thiên hà Tô Thị các trưởng lão trái tim, đến tiếp nhận bao lớn kích thích. Tu sĩ bản hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, chỉ sợ muốn bán chạy suy nghĩ một chút, giảng pháp xong A Thập Lục, trên người sẽ mặc lên thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả. Đến lúc đó, thiên hà Tô Thị các trưởng lão thấy được nàng, liền phải đau dạ dày, tâm can đau, thận đau, các loại đau. A Thập Lục chỉ muốn mỗi ngày tại thiên hà Tô Thị tộc địa đi dạo một vòng, thiên hà Tô Thị các trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ đau gan đến giảm thọ. Tô Sơn, Tô Sơn, đọc, liền giống như Thư Sơn. Hai đuôi ngựa bạch tiền bối biểu lộ vũ nhu tử trả lời. Diệt Phượng công tử chính đối một đầu chó hình quyền túi không ngừng ra quyền, một bên luyện quyền, một bên tuần thục dùng chân chỉ trả lời, Thư Sơn, áp lực đại. Tô Thị A thất, Bắc Hà tán nhân, đây là Tống Thư Hàng tiểu hữu mới vừa vào quần bên trong biệt danh đi, khi đó hắn còn không biết chúng ta là người tu luyện. Ngẫm lại tuế nguyệt không tha người, hắn hiện tại đã không còn là tiểu manh tân. Tô Thị A thất, thiên hà Tô Thị niên hội, người muốn cân nhắc bên dưới mời Thư Hàng. Lệ Chi tiên tử nói, Tô Thị A thất, quyết định, lần sau ta nhân tiền hiển thánh lúc, đạo hiệu liền gọi Linh Điệp đảo áp lực đại. Ta còn có một lần hiển thánh cơ hội, Vũ Nhu tử đột nhiên nói. Dứt lời, nàng đem bản thân quần biệt danh đổi thành Linh Điệp đảo áp lực đại Vũ Nhu tử. Bắc Hà tán nhân, che mặt đau nhức khí biểu lộ. Hoàng Sơn tôn giả, Linh Điệp thánh quân, Dược Hoàn biểu lộ. Một lát sau. Một cái ID là Linh Điệp đảo áp lực đại, Linh Điệp thánh quân tài khoản thượng tuyến. Cha con cùng khoản biệt danh. Hoàng Sơn tôn giả. Hắn run rẩy móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, đổ ra một hạt, liền nóng hổi nước sôi nuốt vào. Linh Điệp đảo bên trên. Vũ Nhu tử ngồi trước máy vi tính, một tay chống cằm, một cái tay khác tại trên máy vi tính nhẹ nhàng sao động lấy. Đồng thời, nàng ngẩng đầu nhìn nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong Tô Thị A Thập Lục. Như có điều suy nghĩ. Luôn cảm giác không thích hợp. Nàng nói khẽ. Vô cùng không thích hợp. Bởi vì hôm nay, nàng đề không nổi kinh. Liền muốn lặng lẽ rời nhà trốn đi, chạy đi chơi suy nghĩ đều đề lên không nổi. Là bởi vì trong sinh hoạt thiếu khuyết kích thích nguyên nhân sao? Người muốn kích thích sao? Một cái dụ hoặc thanh âm, tại Vũ Nhu tử trong đầu vang lên. Không phải tâm ma. Tâm ma của nàng đều bị cắt ra đi. Giao cho Tống tiền bối. Cái thanh âm này, là chiếm cứ lấy nàng linh quỷ ra hỏa thiên đế thanh âm. Vũ Nhu tử hì hì cười một tiếng. Thiên đế dụ hoặc đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Nàng muốn kích thích, thiên đế không cho được. Ngưng tụ thánh hào khâu kết thúc. Nhân tiền hiển thánh quá trình, tiến vào cao nhất thủy triều giai đoạn. Huyền thánh giảng pháp. Đây cũng là chư thiên vạn giới người tu luyện, mong đợi nhất khâu. Một thiên tinh diệu huyền thánh giảng pháp, có thể làm cho chư thiên vạn giới người tu luyện thu hoạch rất nhiều. Lần này, ma môn người tu luyện, trông mong lấy đợi. Bởi vì cái này rất có thể là bá ma hà chỉ đại đế năm đó huyền thánh giảng pháp. Nói thật, đương kim chư thiên vạn giới người tu luyện, đối với huyền thánh giảng pháp là lại yêu lại sợ. Yêu đương nhiên cũng không cần nói, huyền thánh miễn phí giảng pháp, nghe pháp giả thu hoạch vô tận. Một lần vừa vặn xứng đôi tự thân huyền thánh giảng pháp. Trực tiếp liền có thể cho người tu luyện mang đến trên cảnh giới đột phá. Sợ thì là vị kia liền thánh hào cũng không dám tại công chúng trường hợp nhất lên đáng sợ huyền thánh, hắn mang cho chư thiên vạn giới thật sâu tổn thương. Bất kể là tâm linh phương diện vẫn là nhục thân phương diện. Mấy tháng nay, chư thiên vạn giới người tu luyện tại nhất lên huyền thánh giảng pháp lúc, nhục thể liền sẽ truyền đến đau từng cơn. Nhưng tốt tại, huyền thánh giảng pháp trước đó có một cái trọng yếu nhân tiền hiển thánh khâu. Ở cái này khâu bên trong, tu sĩ chỉ có thể lấy chân diện mục gặp người. Không thể không bội phục lúc trước thiết lập nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp tồn tại, cái kia vượt mức quy định thấy xa. Trước hiển thánh, lại giảng pháp, sao mà trọng yếu? Hiện tại, chư thiên vạn giới người tu luyện đều đã trải qua tích lũy ra kinh nghiệm tới. Một khi huyền thánh giảng pháp bên trong người tu luyện, là bá tống huyền thánh, mặc kệ là đồng tử bản, thiếu niên bản, thanh niên bản. Trung niên bản hoặc là lão niên bản. Dù sao chỉ cần là bá tống huyền thánh, bọn hắn lập tức liền tại huyền thánh giảng pháp bắt đầu thời điểm,
cắt đứt giảng pháp chỉ cần tại nhân tiền hiển thánh khâu về sau, lập tức tiến vào bế quan trạng thái, liền có thể đem huyền thánh giảng pháp từ trực tiếp kéo thành tiếp sóng. Sau đó, liền có thể chờ đợi một nhóm có can đảm quan sát bá tống huyền thánh giảng pháp mãnh sĩ, xem hết giảng pháp sau phản hồi, đám người rồi quyết định có thu hay không nhìn lần này huyền thánh giảng pháp. Cái gì gọi là mãnh sĩ? Có can đảm trực tiếp xem bá tống huyền thánh giảng pháp, đều là mãnh sĩ. Mà lần này, huyền thánh chính là Hà Chỉ Ma Đế, cùng bá tống hoàn toàn không giống. Sở dĩ lần này huyền thánh giảng pháp, chư thiên vạn giới người tu luyện, có thể yên tâm dùng ăn. Vạn chúng chú mục bên trong, Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc, bước vào huyền thánh giảng pháp vị trí. Vừa bước lên vị trí này, hắn liền cảm giác chư thiên vạn giới bên trong có vô số ánh mắt, trong hư không quan sát lấy hắn, theo dõi hắn. Bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn. Từ đó về sau, thiên hạ không ai không biết ngài. Nếu như là lần thứ nhất giảng pháp huyền thánh, đạp vào giảng pháp đài, bị vô số con mắt tiếp cận, bình thường đều sẽ có sát na không được tự nhiên. Tống Thư Hàng cũng đã thích ứng loại cảm giác này. Như vậy, sau đó phải giảng thứ gì tốt đâu. Tống Thư Hàng sờ lên mặt mình, trên mặt tấm mặt nạ này vẫn còn ở đó. Đầu tiên, đến cái lời dạo đầu đi. Chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm, tiên tử nhóm, các tiền bối, tại bên dưới Hà Chỉ, thánh hảo bá. Ma, tại bên dưới trải qua ngàn chết, rốt cục bước vào huyền thánh cảnh giới. Hôm nay ở đây giảng pháp, như giảng có bất hảo chỗ, mong rằng đại gia cho chút thể diện. Tống Thư Hàng hướng về phía chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm tiêu sái ôm quyền, đơn giản giới thiệu bản thân. Đơn giản một câu lời dạo đầu, trực tiếp để chư thiên vạn giới ma môn người tu luyện xôi trào. Thật là Hà Chỉ đại đế, thật là hắn. Đây thật là từ viễn cổ thời kỳ bảo quản lại huyền thánh giảng pháp sao. Sinh thời cứ nhiên có thể nhìn thấy Hà Chỉ đại đế giảng pháp. Hà Chỉ Ma Đế vạn tuế. Hà Chỉ đại đế năm đó giảng pháp nội dung là cái gì? Có lưu truyền tới nay sao? Ta ma môn đại đế giảng pháp vượt qua thời không, tại hôm nay hiển lộ rõ ràng, ta ma môn sẽ rất hưng thịnh. Những thứ này sách giáo khoa bên trong có ghi chép Hà Chỉ Ma Đế viễn cổ ma môn đệ tử, nhao nhao hưng phấn lên. Mà những cái kia không biết Hà Chỉ Ma Đế hệ khác người tu luyện, cũng đều trông mong lấy đợi, mong mỏi ma đế giảng pháp. Chỉ có một phần nhỏ người, đã nhận ra không thích hợp, duy trì trầm mặc. Tỷ như công minh giới, một chỗ cấm địa. Hà Chỉ Ma Đế bản tôn mặt trầm như nước, sắc mặt đen đến muốn gạt ra mực nước đến, bá ma Hà Chỉ, ha ha ha. Hỗn đản này, đừng cho hắn bắt được chân ngựa. Lấy Hà Chỉ Ma Đế thực lực, hắn đồng dạng phát giác được lần này giảng pháp vượt thời không hương vị. Bộ này giảng pháp, tựa hồ là đang viễn cổ thời đại hiển lộ rõ ràng, nhưng lại bị một mực phong tồn lấy. Cho tới hôm nay bị giải khai phong ấn. Tại viễn cổ thời đại, giả mạo hắn tiến hành giảng pháp, gia hỏa này đến cùng là ai? Huyền thánh giảng pháp đài. Tống Thư Hàng giới thiệu sơ lược xong bản thân về sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người khôi giáp. Hắn con người hơi trầm xuống, trong đầu còn tại suy tư ứng đối giảng pháp phương án. Ngay từ đầu, hắn nghĩ đến, dù sao bản thân đỉnh lấy Hà Chỉ Ma Đế mặt, cùng lắm thì kiên trì đi lên. Trong đầu nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Tận chính mình có khả năng, giảng không tốt cũng không thể trách hắn. Dù sao mất mặt cũng không phải hắn. Nhưng chân chính đạp vào giảng pháp đài trong nháy mắt, hắn tâm niệm vừa động. Nhục thể kinh nghiệm ký ức nói cho hắn biết, huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc, chỉ muốn giảng tốt, thu hoạch vô tận. Bình thường tu sĩ, cả một đời chỉ có một lần huyền thánh giảng pháp, dùng chân chỉ suy nghĩ đều có thể biết chân quý của nó. Sở dĩ, không thể uổng phí hết một lần giảng pháp cơ hội. Tống Thư Hàng cẩn thận, to gan tính cách, cùng hắn lớn trái tim, ở lúc mấu chốt làm ra tác dụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu hắn hiển hiện một cái trên lý luận có thể thực hiện phương án. Không có lựa chọn nào khác hắn, không chút do dự tiếp thu cái phương án này. Mặc dù không biết trước kia giảng pháp hình thức là thế nào, nhưng hôm nay, liền để ta bá tống. Bá ma. Cho đại gia hiện ra một loại cùng từ trước tới giờ không cùng giảng pháp hình thức đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngồi xếp bằng, tiến vào giảng pháp hình thức. Trên mặt Hà Chỉ đại đế mặt, tự mang uy nghiêm. Chư thiên vạn giới người tu luyện, vỉnh tai. Như vậy hôm nay, ta tới cấp cho đại gia nói một chút 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Tống Thư Hàng dùng thanh âm uy nghiêm, trầm giọng nói. Hắn muốn tiến hành giảng pháp phương án,
cần một chút thời gian chuẩn bị. Sở dĩ, vừa vặn đỉnh lấy Hà Chỉ Ma Đế mặt, điều tiết bên dưới giảng pháp bầu không khí, thuận tiện kéo một ít thời gian. Phốc, sau lưng Tô Thị A Thập Lục nhịn không được cười ra tiếng. Bạch Long tỷ tỷ Long cái cằm đều nhanh rơi mất. Gia hỏa này điên rồi. Giảng pháp loại chuyện này, cũng dám nói đùa. Liền không sợ đến lúc đó không cách nào hội tụ chư thiên vạn giới tu sĩ công đức chi lực, cuối cùng chịu đến tâm ma kiếp phản phệ. Trong lúc đang suy tư, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bá Tống trên người cái kia sinh động như sống công đức xà mỹ nhân. Bực này thực chất hóa công đức chi lực, 10 cái bát phẩm huyền thánh cưỡi đỉnh tiêm phi toa cũng không đuổi kịp. Như thế hùng hậu công đức chi lực đặt cơ sở, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có tại huyền thánh giảng pháp làm ẩu vốn liếng. Có công đức liền có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, chư thiên vạn giới người tu luyện, há to mồm, một mặt mộng bức. Tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Đây là cái gì đồ chơi? Công minh giới. Hà Chỉ Ma Đế mặt đen đến có thể gạt ra than đen. Hắn từ nơi này giả Hà Chỉ trên người cảm ứng được nồng đậm ác ý. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Gia hỏa này nếu không phải Thư Hàng tiểu hữu, đầu ta hái xuống cho các ngươi làm cầu để đá. Cuồng Đao Tứ Lãng lên tiếng nói. Giọng nói đây nhất định đều là Tam Lãng sai. Sực Sư Tâm Tắc nói. Hồi tưởng lúc trước vừa gặp mặt lúc, Thư Hàng tiểu hữu hạng gì chất phác. Cái này nhất định đều là Tam Lãng nổi. Cái gì, quan ta chuyện gì, Cuồng Đao Tam Lãng buồn bực nói. Diệt Phượng công tử tại Hoàn Thành bắt môn, lăn lộn, đánh đậu đậu đống cát về sau, bắt đầu nghiêm túc tại máy vi tính thủy quần nói chuyện phiếm, trên lầu đạo hữu trong lòng chỉ có AC số. Đông Phương Lục Tiên Tử, Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ ta hiện tại tâm tình lão phức tạp. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Lục Tử vì sao tâm tình phức tạp? Bởi vì Lục Thần nàng là Ma Môn Thánh Nữ A, Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng đáp. Hà Chỉ Đại Đế thế nhưng là Ma Môn trên sách giáo khoa dốc lòng Ma Đế, tại trong Ma Môn uy vọng rất cao. Bây giờ thấy Tống Tiểu Hữu đỉnh lấy Hà Chỉ Ma Đế mặt, tại nhân tiền hiển thánh khâu gây sự, Đông Phương Lục Tiên Tử tâm tình tự nhiên phức tạp. Bắc Hà Tán Nhân, Lục Thần. Nước Hoa, Lệ Chi Tiên Tử hiếu kỳ nói tiếp. Linh Điệp Đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử ta đoán, Tam Lãng tiền bối muốn giảng chính là Đông Phương Lục Sa Thần. Cuồng Đao Tứ Lãng, chính xác, Vũ Nhu Tử cúi chào biểu lộ. Đông Phương Lục Tiên Tử. Nàng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình. Điểm mở một cái Cửu Châu Nhất Hào Quần nội bộ thông dụng thế giới hướng dẫn địa đồ, cũng ở phía trên lục soát chữ mấu chốt Cuồng Đao Tam Lãng động phủ. Rất nhanh, trên bản đồ cự ly nàng 10 cây số tả hữu chỗ, thì có một chỗ Cuồng Đao Tam Lãng biệt thự hình tiểu động phủ. Đông Phương Lục Tiên Tử đem cái này tiểu động phủ làm thành mục đích, bắt đầu hướng dẫn. Tiếp lấy nàng yên lặng screenshot, đem đồ phát đến Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Chuẩn bị xuất phát. Mục đích vì Cuồng Đao Tam Lãng số 33 động phủ, toàn bộ hành trình 11. 3 cây số, ước chừng cần 5 phút đồng hồ. Ta sẽ một bên xem huyền thánh giảng pháp, một bên tiến về Tam Lãng động phủ, mời mọi người chúc ta lên đường bình an. Tống Thư Hàng từ trên trời giáng xuống kêu thảm biểu lộ. Đông Phương Lục Tiên Tử trả lời. Cuồng Đao Tứ Lãng. Lục Tử thủ hạ lưu tình, 11. 3 cây số bên trên cư dân sao mà vô tội, họa không kịp người qua đường. Không muốn bởi vì Tam Lãng, để 11. 3 cây số bên trên cư dân gặp nạn, Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử an ủi. Đông Phương Lục Tiên Tử, Tĩnh Tuyết ngốc cô nàng, mặc dù chúng ta là bản gia, nhưng ngươi như thế đâm tâm ta được không? Khục, Tô Thị A Thất trả lời, Lục Tử chớ hoảng sợ, đợi ta tiến về, đem Tam Lãng đánh cho tê người dừng lại đem hắn trói lại chuyển phát nhanh cho ngươi. Đông Phương Lục Tiên Tử, thiện. Đồng Quái Tiên Sư, ta có cái đề nghị. Chúng ta cùng một chỗ khai phát cái phần mềm nhỏ, mỗi khi Tam Lãng tại quần bên trong duy nhất một lần phát biểu vượt qua 10 cái chữ lúc, liền tự động cấm ngôn hắn. Cuồng Đao Tứ Lãng. Tốt, Hoàng Sơn Tôn Giả nói, cái chương trình này nghiên cứu sau khi hoàn thành, ta sẽ đem Tam Lãng, Đồng Quái cùng một chỗ thêm vào. Đồng Quái Tiên Sư. Rời lên tảng đá nện chân của mình, Bắc Hà Tán Nhân nhấp một ngụm trà, nhìn thấy tính hắc quẻ kinh ngạc, hắn thể xác tinh thần sảng khoái. Huyền Thánh giảng pháp đài. Chỉ đùa một chút, phía dưới tiến vào chính thức giảng pháp khâu. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói. Hắn bắt đầu nghiêm túc, bắt đầu vì chính mình bố trí giảng pháp bầu không khí. Trong hư không,
có từng đóa trắng noãn hoa sen hiển hiện thiệt chán kim liên. Tọa hạ, càng là có một đóa to lớn hắc liên nở rộ bộ bộ sinh liên. Công đức chi quang ở trên người hắn bùng lên, tại chư thiên vạn giới ánh mắt mọi người bên trong, công đức chi quang hóa thành một vị to lớn xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân hai tay ôm ngực, bộ ngực thiên hạ. Chói mắt công đức chi quang, kém chút sáng mù chư thiên vạn giới người tu luyện con mắt. Vì cái gì Hà Chỉ Ma Đế sẽ có được khủng bố như vậy công đức chi lực? Các loại, đợi đã, cái này xà mỹ nhân, làm sao nhìn khá quen? Cái này công đức nữ tử bộ dáng, đây không phải bá Tống Huyền Thánh Nữ Đế công đức hóa thân sao? Bá ma, bế quan, ta muốn bế quan. Nói không chừng là trùng hợp, đây là xà mỹ nhân, cùng công đức nữ đế tựa hồ hơi có khác biệt. Nữ đế uy nghiêm, cái này xà mỹ nhân nhìn qua rất phũ mị, là khác biệt loại hình. Đừng sợ, giảng pháp chính là Hà Chỉ Ma Đế, không phải bá Tống. Huyền Thánh giảng pháp, nhất định phải là chân diện mục thượng tuyến. Liền xem như bá Tống Huyền Thánh, cũng không có khả năng biến thành Hà Chỉ Ma Đế bộ dáng. Đây là không người nào có thể sửa chữa thiết tắc. Lúc này, bế quan cũng chậm, Huyền Thánh giảng pháp đã chính thức bắt đầu, đã bỏ qua kẹt bế quan giai đoạn. Ta không biết trước kia, các tiền bối là thế nào giảng pháp. Nhưng hôm nay, ta chuẩn bị sử dụng một loại hoàn toàn mới giảng pháp hình thức. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, mắt trái của hắn bắt đầu sáng lên. Quen thuộc quang huy, ở bên trái trong mắt lóe ra. Chư thiên vạn giới, không ai có thể quên con mắt này cùng cái này quang huy. Nho ra thánh nhân chi nhãn. Theo vị này Hà Chỉ Ma Đế mắt trái hào quang sáng lên. Một cái ma tính thanh âm, phảng phất tại chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trong đầu quanh quẩn. Chị Hiếu. Như thế nào Hiếu? Như thế nào yêu? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Đây là nghe nhầm. Lại vô cùng chân thực. Biết, chúng ta biết. Rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Vì cái gì Hà Chỉ Ma Đế sẽ có được nho ra thánh nhân con mắt? Vì cái gì ma đế sẽ có được khổng lồ công đức chi lực? Là thế giới vặn vẹo, vẫn là nhân tính sa đọa. Sớm tại bá ma cái này thánh hào ngưng tụ thành hình thời điểm, chúng ta nên trực tiếp cắt đứt trực tiếp bế quan. Chư thiên vạn giới người tu luyện, rên rỉ. Nhưng mà, trong tưởng tượng mang thai chi quang, sinh nở nỗi khổ, nhưng không có giáng lâm. Hà Chỉ Ma Đế mắt trái quang mang, cũng không phải là mang thai ngưng thị. Hắn là một loại kết nối, thông qua thiên đạo, Huyền Thánh giảng pháp tăng phúc, để mỗi cái quan sát giảng pháp người tu luyện, cùng đang tại giảng pháp Hà Chỉ Ma Đế ở giữa, sinh ra một loại kết nối. Tại Huyền Thánh giảng pháp quá trình bên trong, giảng pháp Huyền Thánh một số năng lực cũng tìm được đến từ thiên đạo pháp tắc gia trì, tăng phúc. Tựa như lúc trước, Tống Thư Hàng bá nho Huyền Ma giảng pháp lúc, cho mượn nho ra thánh nhân chi nhãn thi triển mang thai ngưng thị, liền phần lớn cửu phẩm kiếp tiên, cũng vô pháp miễn dịch. Đây chính là Huyền Thánh giảng pháp tăng phúc hiệu quả. Rất tốt, cùng ta tưởng tượng đồng dạng, mượn giảng pháp hiệu quả, liên tiếp thành công. Sự bị hoàn thành công tác, giảng pháp bên trong Hà Chỉ Ma Đế nói khẽ. Thanh âm của hắn phi thường ôn nhu. Bất an chư thiên vạn giới người tu luyện, cảm xúc bình phục lại. Tiếp đó, tiến vào giai đoạn sau cùng, Tống Thư Hàng đưa tay, tế ra một cái kim loại khối vuông nhỏ. Đây là hắn trong mộng cùng vị kia tam nhãn thiếu niên đánh cược thắng đến bảo vật tại tuyến đáp để trí tuệ nhân tạo. Vốn cho rằng là mộng, nhưng thắng đến hai kiện bảo vật, đều chân thực xuất hiện trong tay hắn. Cái này trí tuệ nhân tạo, trực tiếp cùng tam nhãn thiếu niên một bộ phân thân kết nối, lấy phân thân số lượng dữ liệu. Tống Thư Hàng lần này, liền muốn mượn dùng cái này pháp khí công năng, đến lăn lộn qua lần này giảng pháp. Cái này pháp khí sử dụng một lần sau liền sẽ rơi dây. Bất quá không quan hệ, sử dụng xong về sau, lại đi tìm tam nhãn thiếu niên một lần nữa quay số điện thoại kết nối, liền có thể lần nữa sử dụng, đây là có thể tuần hoàn sử dụng bảo bối. Tống Thư Hàng nhanh trí suy tư ra lớn mật giảng pháp phương án gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề. Bất quá, giảng pháp trước, hắn còn có một việc muốn làm. Hắn muốn hướng thật, Hà Chỉ Ma Đế Vân An, cũng cảm tạ hắn khen thưởng một cái kiếp tiên năng lượng Tống Thư Hàng ký ức, tại đảo nghịch khôi phục. Có thể là bạch mã thí nghiệm sắp kết thúc. Tống Thư Hàng phát hiện mình ký ức, tại chạy đến khôi phục, hắn bắt đầu nhớ lại mấy ngày gần đây nhất tiếp xúc một ít sự tình. Tỷ như bản thân, màu trắng dài tỷ tỷ, nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, tự xưng là đao kiếm, tại thời không nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả bên trong sự.
cùng bản thân đã từng bị Hà Chỉ Ma Đế viễn trình quán công ký ức. Ký ức tại chạy đến khôi phục thời điểm, sẽ rất thú vị. Nhân sinh lộn ngược. Ở trong quá trình này, người sẽ phát hiện mình và một người xa lạ không giải thích được tiếp xúc thân mật, sau đó mới là cùng nàng chậm rãi nhận biết quá trình, cuối cùng mới là cùng nàng bảo trì xa lạ trạng thái. Ta lần này giảng pháp, không còn là truyền thống ta giảng, các ngươi nghe hình thức. Thừa dịp huyền thánh giảng pháp hiệu quả gia trì, ta nghĩ cùng đại gia tiến hành một lần hỗ động tính giảng pháp. Các ngươi hỏi, ta đến đáp, ta đem tại tuyến vì mọi người giải hoặc. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, chậm rãi nói. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe vậy, lập tức tâm động. Hỗ động tính giảng pháp. Huyền thánh giảng pháp muốn làm sao hỗ động? Nghe nói huyền thánh giảng pháp lúc, giảng pháp huyền thánh có thể tiếp thu được chư thiên vạn giới người tu luyện ý niệm, cũng sàng chọn ra một số những người tu luyện phản hồi tới được tin tức. Chẳng lẽ, bá ma tiền bối muốn lợi dụng chức năng này? Cùng Tống Thư Hàng cái này hàng lởm huyền thánh khác biệt, chính quy huyền thánh đang giảng pháp thời điểm, là có thể tiếp thu chư thiên vạn giới truyền đến một số tin tức cùng loại với nhìn mưa đạn cảm giác. Nhưng là chư thiên vạn giới nghe giảng pháp người ngàn ngàn vạn vạn, bá ma tiền bối muốn làm sao cùng đại gia hỗ động? Chẳng lẽ là muốn từ đó rút ra một số may mắn thành viên? Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện, từng cái dục dịch. Bá ma tiền bối giảng pháp thủ đoạn, thật sự là không giống bình thường, phi thường sáng tạo cái mới. Nếu như, bản thân nói lên vấn đề, có thể được đến bá ma tiền bối tại tuyến giải đáp, nói không chừng có thể một hơi phá vỡ tâm giải, để cảnh giới tăng lên. Mặc dù muốn tại ngàn ngàn vạn vạn người tu luyện bên trong chỗ hết tài năng tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng cái đồ chơi này liền cùng chúng thưởng đồng dạng, tỷ lệ càng nhỏ càng mang cảm giác a. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Lệ Chi tiên tử nuốt vào một cái quả cam vị đan dược, nghi hoặc tại quần bên trong phát biểu, đợi đã, Thư Hàng lại muốn tại tuyến cho chư thiên vạn giới người tu luyện tại tuyến giải hoặc. Ta có nghe lầm hay không? Chẳng lẽ, cái này thật không phải là Thư Hàng tiểu hữu? Chấn kinh biểu lộ Bắc Hà tán nhân cầm trong tay một cái đan dược lạp hoàn, tùy thời chuẩn bị. Diệt Phượng công tử nói thẳng, tha thứ ta nói thẳng, lấy Thư Hàng tri thức dự trữ lượng, làm sao có thể làm đến vì chư thiên vạn giới người tu luyện giải hoặc. Hắn liền cho nhị phẩm tu sĩ giải hoặc đều làm không được, tuyệt đối không có khả năng. Vũ Nhu tử xạ kích thủ thế biểu lộ. Hoàng Sơn tiền bối thấy thế nào? Sược sư hỏi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu hồi phục, ta chính nằm nghiêng nhìn. Sược sư. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi muốn về hưu, thật là đúng dịp, ta cũng chính nằm nghiêng nhìn, cái tư thế này nếu như mang thai, sẽ giảm bớt bụng đau đớn cảm giác áp bách. Đúng, ta vẫn xứng quả cam vị đan dược. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, thì ra là không chỉ ta một cái người phối a, ta phối chính là thịt chó vị. Tuyết Lang động chủ, thật là đúng dịp, ta phối cũng là thịt chó vị. Thất sinh phù phủ chủ, động chủ, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà quá mau. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển, Vũ Nhu tử vung tiền biểu lộ. Tống tiền bối tri thức dự trữ lượng hoàn toàn chính xác không đủ. Bất quá. Hắn nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Tỷ như tại tuyến thông qua cái kia mã QR nói chuyện phiếm công năng, hướng đại lão xin giúp đỡ. Hoặc là có cái gì đặc thù pháp khí. Dù sao, huyền thánh giảng pháp cũng còn có giảng pháp bản thảo có thể dùng đây. Linh điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu tử nhắc nhở. Điền thiên đảo chủ, có đạo lý, coi như hắn không có tri thức dự trữ lượng, nhưng hắn có thể mở treo A. Thế là, quần bên trong các tiền bối lại bắt đầu hiếu kỳ. Tống Thư Hàng lần này cần chơi cái gì trò mới? Huyền Thánh giảng pháp đài chỗ. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, tiếp tục nói, nhắc nhở một chút chư thiên vạn giới đạo hữu, mỗi người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội, vấn đề nhất định phải là liên quan tới tu luyện phương diện nghi hoặc. Sở dĩ, muốn hỏi điều gì vấn đề, mời trước tiên ở trong lòng nghĩ tốt. Một vấn đề đáp xong về sau, ta liền sẽ không đáp lại cái thứ hai nghi vấn. Mời các đạo hữu chân quý cái này đặt câu hỏi cơ hội. Ta cho đại gia một điểm thời gian chuẩn bị. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, chư thiên vạn giới giao lưu lại phát nổ. Chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều có một cái đặt câu hỏi cơ hội. Không phải rút ra may mắn người sử dụng đến trả lời. Làm sao làm được, bá ma tiền bối muốn làm sao trả lời tất cả mọi người vấn đề. Dù cho mượn huyền thánh giảng pháp công hiệu, hắn cần hồi đáp ngàn ngàn vạn vạn vấn đề, muốn về tới khi nào. Coi như bá ma tiền bối tính toán năng lực siêu cường,
sợ rằng cũng phải mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian vừa đi vừa về để a. Mặc dù lòng mang nghi hoặc, nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện, vẫn là không kịp chờ đợi ở trong lòng chuẩn bị vấn đề. Đặt câu hỏi cơ hội chỉ có một cái, sở dĩ nhất định phải đem bản thân nội tâm liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề trọng yếu nhất, đối với mình tu luyện mấu chốt nhất nghi hoặc sửa sang lại. Đại bộ phận người tu luyện đều phi thường trân quý cái này đặt câu hỏi cơ hội. Đương nhiên, rừng lớn cái gì chim đều có. Chư thiên vạn giới như vậy lớn, ưa thích tìm đường chết, hoặc là ôm lấy cái khác mục đích, hoặc là lanh tranh người, cũng không phải số ít. Giảng pháp hình ảnh bên trong. Tống Thư Hàng bóp lấy thời gian, cảm giác không sai biệt lắm. Thừa dịp chư thiên vạn giới tu sĩ đang chuẩn bị vấn đề thời gian, hắn vừa vặn có thể cho Hà Chỉ Ma Đế đến cái điểm danh ân cần thăm hỏi, lấy cảm tạ Hà Chỉ Ma Đế hữu nghị gói quà lớn. Khục, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hà Chỉ tiền bối, đúng, chính là ngươi, Hà Chỉ Ma Đế tiền bối. Ngươi nhất định đang nhìn giảng pháp, ta nghĩ, ngươi nhất định nội tâm phi thường nghi hoặc a. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tống Thư Hàng nheo mắt lại cười nói. Dạng này cười, đặc biệt giống nhân vật phản diện. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đại bộ phận một mặt mộng bức. Một số nhỏ như có điều suy nghĩ. Còn có càng ít bộ phận biết chân tướng, che chắn, biểu lộ phức tạp. Công minh giới. Hà Chỉ Ma Đế trong mắt mang theo hàn ý, nếu như đem hắn trong mắt hàn ý ném đến Bắc Cực, như vậy gấu Bắc Cực đem rốt cuộc không cần lo lắng mất đi gia viên. Đồ cùng chủy hiện sao? Tới đi, để cho ta nhìn xem đến cùng là ai, dám ở viễn cổ thời đại, giả mạo ta hiển thánh. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ ngươi, Hà Chỉ tiền bối. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn đưa tay bắt đầu chậm rãi vạch trần trên mặt mình mặt. Uy nghiêm đế vương dưới mặt, lộ ra thịt thịt cái cằm có thể là trước đó chỉ còn một cái đầu thời điểm, dinh dưỡng đều ra phủ sọ hấp thu, Tống Thư Hàng cái cằm trưởng thịt không ít. Cảm tạ Hà Chỉ tiền bối phía trước mấy ngày viễn trình khen thưởng ta một cái kiếp tiên cấp năng lượng, chính là có phần này năng lượng, để cho ta vào hôm nay được cùng đại gia gặp nhau. Hà Chỉ tiền bối, hôm nay lên ngươi chính là ta thân thiết nhất lão cương. Tống Thư Hàng dùng sức vạch trần mặt nạ trên mặt. Lộ ra tấm kia cười rộ lên rất ấm, rất hiền lành mặt. Bá, bá Tống. Bá, bá Nho. Bá, bá Long. Bá, bá Ma. Bá, bá, bá. Có đôi khi, cả lâm là loại bệnh, hắn sẽ truyền nhiễm. Bá Tống hèn hạ thủ đoạn, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng hắn cứ nhiên có thể tại nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp thời điểm, sử dụng dịch dung thuật che giấu hình dáng của mình. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, huyền thánh giảng pháp lúc tu sĩ nhất định phải lấy chân thân gặp người, không cách nào ngụy trang hoặc dịch dung thiết tắc, cũng ngã ở bá Tống huyền thánh tao thao tác dưới. Đây là thật, không biết xấu hổ. Lần trước bá Tống lấy đứa bé hình tượng xuất hiện, lừa qua đại gia. Thế là, chư thiên vạn giới người tu luyện hấp thụ giáo huấn. Lần này tất cả mọi người phòng bị khác biệt tuổi bá Tống. Nhưng không nghĩ tới, bá Tống lần này trực tiếp sử dụng thuật dịch dung, hơn nữa còn chẳng biết tại sao, cái này thuật dịch dung còn có thể né qua huyền thánh giảng pháp thiết tắc. Còn gọi người làm sao phòng bị. Lần sau chúng ta trực tiếp nhìn huyền thánh giảng pháp còn không được sao. Tất cả mọi người là tu sĩ. Đều thành thật điểm, khai môn kiến sơn. Chúng ta trực tiếp từ đầu tới đuôi xem một lần, nhưng người đang giảng pháp trước, để cho chúng ta trước có điểm tâm lý chuẩn bị được chứ. Chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ đều là nghĩ như vậy, bọn hắn hy vọng bản thân những thứ này tâm ý có thể thông qua huyền thánh giảng pháp mưa đạn công năng, truyền lại cho bá Tống tiền bối. Hy vọng bá Tống huyền thánh lần sau giảng pháp, có thể thẳng thắn chút, dứt khoát một chút, đừng nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Lại nói, sư huynh các ngươi vừa rồi chú ý tới không có. Bá Tống vừa rồi nhắc lên, cảm tạ Hà Chỉ Ma Đế một cái kiếp tiên năng lượng khen thưởng. Nhượng hắn lần nữa đạp vào huyền thánh giảng pháp đài, có được một cái giảng pháp cơ hội, có người nhạy cảm phát hiện bá Tống cảm nghĩ. Bá Tống huyền thánh lần thứ tư giảng pháp, rất có thể là Hà Chỉ Ma Đế nguyên nhân. Sở dĩ bá Tống huyền thánh lần này hiển thánh lúc, bộ mặt mới có thể huyễn hóa thành Hà Chỉ Ma Đế bộ dáng. Nói không chừng là ma đế trong bóng tối trợ hắn. Chư thiên vạn giới không ít người tu luyện trong lòng, hiện lên to gan suy đoán. Công minh giới. Tại Tống Thư Hàng tấm kia người vật vô hại mặt lộ ra, nghe được cái kia chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn cảm nghĩ, Hà Chỉ ma đế ngực đều khí đại. Ma đế ngực buồn bực hoảng, nếu không phải hắn tâm trí kiên định,
lúc này sớm đã bị tức đến phun máu. Nghìn tính vạn tính, cứ nhiên không tính tới gia hỏa này là bá Tống. Cái này oan nghiệt. Nhìn thấy bá Tống nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, Hà Chỉ Ma Đế liền biết bản thân mạnh quán một cái kia kiếp tiên năng lực, là bánh bao thịt đánh cho có đi không về, không những không làm bị thương Tống Thư Hàng, còn đem hắn lần nữa đẩy lên huyền thánh giảng pháp phương tọa. Người tốt sống không lâu, oan gia sống ngàn năm. Bá Tống cái này oan nghiệt đến cùng là thế nào chạy đến viễn cổ thời đại, giảng pháp hiển thánh. Chỉ là một cái kiếp tiên năng lực, sẽ đưa ngươi. Hà Chỉ Ma Đế cắn răng nói, nhưng đừng để ta lại nắm lấy cơ hội. Chỉ muốn ngươi lộ ra chân ngựa, ta nhất định phải. Nói đến một nửa lúc, Hà Chỉ Ma Đế cắn răng, đem phía dưới lời muốn nói nhịn xuống. Hiện tại bá Tống ở vào huyền thánh giảng pháp hình thức. Vạn nhất trong lòng của hắn suy nghĩ bị ném đến bá Tống huyền thánh trước mặt, tránh không được bại khuyển chi sủa. Đồ làm trò cười cho người khác. Đường đường Hà Chỉ Ma Đế, còn chưa xuống phách đến phóng ngoan thoại giữ thể diện cục diện. Hắn chỉ sẽ giấu ở chỗ tối, bắt thời cơ, tùy thời mà động, một kích mất mạng. Vô cực ma tông. Công tử Hải nhìn thấy chương này người vật vô hại mặt, cũng cảm giác não rộng rãi đau nhức. Đồng thời, tâm ma bắt trước bá Tống thanh âm, trong lòng hắn vang lên, Hà Chỉ Ma Đế phi thường cường đại khủng bố. Ngày ấy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau, ta mới đưa hắn đỗi bảo. Đỗi bảo, đỗi bảo. Ma Đế bị đỗi bảo. Cái kia tâm ma thanh âm, tiếp tục vang lên, công tử Hải, người đột nhiên biến yếu như vậy, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Nhẫn hắn, nhượng hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Công tử Hải chậm rãi thì thầm. Tâm cảnh của hắn, tại áp lực dưới, lại ngược lại nâng cao một bước. Công tử Hải hoàn toàn chính xác cùng Hà Chỉ Ma Đế có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như hai người đều là tám long văn tư chất, tỷ như hai người đều có tuyệt không chịu thua ý chí, tỷ như hai người đều có lớn lao dã tâm, lại tỷ như hai người đều am hiểu mưu đồ bố cục. Khác biệt duy nhất, có thể là công tử Hải không có gì tiên chủ thiên phú. Áp lực không cách nào đánh ngã ta, chỉ sẽ ta biến kiên cường hơn. Công tử Hải lẩm bẩm nói. Sau đó, chỉ cần tránh đi bá Tống huyền thánh. Lần trước tiếp xúc về sau, đó có thể thấy được bá Tống huyền thánh đối với hắn đã mất đi hứng thú. Chỉ muốn chính hắn không đụng họng súng đi lên, bá Tống huyền thánh đoán chừng cũng không có hứng thú tới đối phó hắn. Nhẫn hắn, tránh hắn. Không khí phách nắm quyền. Tương lai, cuối cùng sẽ có một ngày. Huyền thánh giảng pháp đài. Tống Thư Hàng trong tay tấm mặt nạ kia hóa thành cho tàn. Đáng tiếc, một chương quý giá mặt, cứ như vậy lãng phí, nếu như có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Như vậy, vấn đề của mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm a. Tống Thư Hàng đưa tay, ngón trỏ trên không trung huy động. Một cái lấp đầy khoa học kỹ thuật phong cách vẽ kim loại khối lập phương hiển hiện. Đồng thời, có một cái mọc ra Tống Thư Hàng khuôn mặt quy bản người máy hình chiếu hiển hiện. Tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo. Lúc này, cái này pháp khí thông qua nho ra thánh nhân chi nhãn huyền thánh giảng pháp tăng phúc, cùng chư thiên vạn giới cái kia vô số người tu luyện nối liền cùng một chỗ. Huyền thánh giảng pháp tăng phúc thực sự cường lực. Chỉ các loại Tống Thư Hàng mở ra cái này pháp khí, chư thiên vạn giới người tu luyện có thể hướng cái này pháp khí hỏi thăm một cái liên quan tới tu luyện lên nghi hoặc vấn đề. Nó kho số liệu kết nối lấy tam nhãn thiếu niên tiền bối một tôn phân thân, Tống Thư Hàng tin tưởng nó đáp đề năng lực. Tại tuyến đáp đề, đếm ngược bắt đầu. Tại 20 giây tính theo thời gian về không lúc, mời mọi người trước tiên hướng ta gửi đi các người muốn tư vấn vấn đề. Nhớ kỹ, đáp đề cơ hội, một người chỉ muốn một lần. Chỉ sẽ trả lời cùng tu luyện vấn đề tương quan. Xin đừng nên tại đặt câu hỏi phương diện đùa nghịch tâm cơ, không hợp quy phạm vấn đề, ta không có trả lời. Tống Thư Hàng nghiêm túc nhắc nhở. Dứt lời, hắn kích hoạt tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo chương trình. 20 giây đếm ngược bắt đầu. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại nhắc nhở, cuối cùng hữu nghị nhắc nhở, bởi vì lần này tại tuyến giảng pháp thủ đoạn phi thường sáng tạo cái mới. Sở dĩ, chỉ có thông qua trực tiếp thu lấy giảng pháp đạo hữu, có thể thu hoạch được đặt câu hỏi tư cách. Xem tiếp sóng đạo hữu, chỉ có thể xem bộ phận đã nâng lên vấn đề cùng đáp án. Giảng pháp về sau, còn mời các đạo hữu tương hỗ chuyển cáo. Gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề, đương nhiên là tại tuyến mới có hiệu quả. Liền cùng xem dẫn chương trình tiết mục tiếp sóng đồng dạng, tiếp sóng lúc đặt câu hỏi, dẫn chương trình người không online, tự nhiên không cách nào trả lời.
tương hỗ chuyển cáo, bá tống lão tặc gian trá vô sỉ, chư thiên vạn giới người tu luyện trong đầu, trước tiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Đây là ép đại gia xem trực tiếp a, mà lại nghe bá tống huyền thánh khẩu khí, là tại vì lần sau giảng pháp làm nền. Bốn lần hiển thánh, còn không thể thỏa mãn hắn. Thôi thôi, đã chết lặng, quá tam ba bận. Lần thứ nhất hiển thánh là bình thường thao tác, lần thứ hai hiển thánh là kinh ngạc, lần thứ ba hiển thánh đại gia là chấn kinh, lần thứ tư đã chết lặng. Yêu hiển không hiển, chỉ muốn thành thật điểm, ngài hiển, chúng ta liền nhìn. Để mọi người tương hỗ chuyển cáo, đích thật là vì lần sau nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp đánh tốt cơ sở. Tống Thư Hàng một mặt chấn định bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn phi thường không có ý tứ. Nếu không phải hắn bây giờ tam đại công pháp tôi luyện thân thể nâng cao một bước, da mặt biến càng dày, cứng hơn, nói không chừng hôm nay liền muốn phá công. Nhưng không có cách, hắn hiện tại là 6 tấn 7, phía dưới còn có một lần 7 tấn 8, kia là hắn chân chính bát phẩm cách nói. Da mặt không dày điểm, vạn nhất lần sau cách nói tất cả mọi người không nhìn trực tiếp, hắn cách nói không ai cổ động, há không xấu hổ. 20 giây đếm ngược, rất nhanh kết thúc. Mọi người tốt. Ta là tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo. Các ngươi tại tu luyện phương diện có vấn đề gì, có thể hướng ta đặt câu hỏi. Cái kia 3D hình quy bản Tống Thư Hàng hình chiếu lên tiếng nói. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới tất cả xem huyền thánh giảng pháp người tu luyện, cực nhanh đem chính mình vấn đề thông qua ý niệm gửi đi cho bá ma huyền thánh. Lần này, xem huyền thánh giảng pháp trực tiếp nhân số, so xem Tống Thư Hàng 3 lần trước cách nói nhân số, đều muốn nhiều. Mấy lần trước huyền thánh giảng pháp lúc, luôn có người tu luyện bởi vì các loại ngoài ý muốn, dịch ra cách nói trực tiếp. Mà lần này, bởi vì bá tống huyền thánh tại tuyến đáp đề nguyên nhân, có thật nhiều ở vào nhưng bị tỉnh lại bế quan hình thức người tu luyện, đều bị bọn hắn sư huynh đệ hoặc đệ tử hoặc thân bằng hảo hữu tỉnh lại, tiến vào xem bá tống trực tiếp hình thức. Dù sao, chỉ có trực tiếp có thể trưng cầu ý kiến vấn đề, tiếp sóng liền không có chức năng này. Tự mình hỏi thăm cùng nhìn người khác hỏi, đáp. Hoàn toàn là hai cái hiệu quả khác nhau. Nếu như Tống Thư Hàng gợi cảm bá tống, tại tuyến đáp đề khâu, mở ra thời gian có thể lại kéo dài một hồi, xem huyền thánh giảng pháp người tu luyện số lượng sẽ còn lại chướng. Cứ như vậy, cũng phù hợp tán tài vương tọa nguyên tắc. Ta cực thắng hai kiện bảo vật, một kiện để dùng cho chư thiên vạn giới người tu luyện sử dụng, tương đương với tán tài. Một hòn đá ném hai chim, bổng, lại đảo nghịch lấy khôi phục chút ký ức Tống Thư Hàng. Vì mình cơ trí điểm cái tán. Chư thiên vạn giới người tu luyện, mỗi người một vấn đề, trong đó có thật nhiều vấn đề sẽ lặp lại, nhưng tổng cộng xuống tới đặt câu hỏi số lượng vẫn như cũ không cách nào thống kê, phi thường khủng bố. Nếu không phải có huyền thánh giảng pháp loại này tối cao ưu tiên đẳng cấp pháp tắc gia trì, nhiều vấn đề như vậy một hơi gửi đi tới, Tống Thư Hàng trong tay tại tuyến đáp để trí tuệ nhân tạo liền sẽ trực tiếp bị nổ tung. Hiện tại, Nho gia thánh nhân chi nhãn huyền thánh giảng pháp tác gia chỉ tán tài vương tỏa tán tài pháp tác tam nhãn thiếu niên phân thân kho số liệu, tứ đại trí cường cấp đạo cụ pháp tác đồng thời làm việc, liên thủ trở thành một cái có thể gánh chịu chư thiên vạn giới người tu luyện đặt câu hỏi server. Tam nhãn tiền bối, ta tán tài nghi thức muốn bắt đầu a, tiếp nhận ta tán tài đi. Tống Thư Hàng nội tâm sục sôi nói. Thích tán tài, cũng thích xem người tán tài là tam nhãn tiền bối một cái yêu thích. Cho nên mình lần này một hơi hướng chư thiên vạn giới người tu luyện tán tài, tam nhãn tiền bối nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Sau cửa gỗ thế giới. Hôm nay thế giới, là mưa sau cầu vòng hình thức. Cái này sau cửa gỗ thế giới, sẽ theo tam nhãn thiếu niên tâm tình, thỉnh thoảng cải biến. Sau cơn mưa cầu vòng thế giới, đại biểu cho tam nhãn thiếu niên tâm tình rất không tệ, hôm nay tâm tình là tiểu thanh tân cầu vòng sắc. Trong mắt quản gia dùng xúc tu đưa lên trà thơm. Tam nhãn thiếu niên nâng lên trà thơm, tựa ở trên ghế xích đu, có chút lung lay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhã như lão nhân. Lão gia tâm tình rất tốt, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Trong mắt quản gia lên tiếng hỏi. Tam nhãn thiếu niên khẽ gật đầu, vừa cược một ván, mặc dù thua, nhưng cách chơi rất kích thích. Cho nên, hơi có điểm vui vẻ, ta đã đem cái này cách chơi ghi lại, chờ cùng bá tống tiểu hữu khế ước kết thúc về sau. Ta sẽ cùng kế tiếp khế ước giả cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Bởi vì rất chờ mong, cho nên tâm tình rất tốt. Phong ấn toàn thân thực lực, từ không trung giáng xuống, gấp 10 nhanh không ngừng biến hóa, rơi xuống đất thành hộp nhìn nhân phẩm, cỡ nào thú vị.
cùng lần trước mấy ngàn năm đều không có cái mới xuất hiện cực pháp tiêu giao tán tiên so ra, bá Tống tiểu hữu não động phải lớn rất nhiều, cực pháp một lần so một lần có ý tứ. Trong mắt quản gia, đột nhiên, tam nhãn thiếu niên một trận kêu thảm, trong tay tiên trà đều rớt xuống. Làm sao vậy, lão gia? Trong mắt quản gia, liền vội vàng tiến lên, dùng xúc tu đem chén trà đỡ tốt, cũng đem ghế đủ ổn định. Đây là cái gì, phân thân kém chút muốn nổ tung. Thư này hơi thở lưu lượng điên rồi. Tam nhãn thiếu niên run rẩy vịn ghế đu tay vịn, nói chuyện đều mang run rẩy. Là bá Tống tiểu hữu đang làm trò quỷ. Trong tích tắc, liền phảng phất chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện, một hơi hướng phân thân của hắn gửi đi vấn đề đồng dạng. Đủ loại ngôn ngữ, đủ loại vấn đề, đủ loại đẳng cấp. Một mạch đưa qua tới. Tựa như là ức ức vạn con ruồi, con muỗi, ve đồng thời ở bên tai phát ra tiếng. Phân thân không chịu nổi, trực tiếp hướng tam nhãn thiếu niên bản thể xin giúp đỡ, cũng đem khổng lồ tin tức phân lưu bộ phận cho tam nhãn thiếu niên, miễn cho phân thân bị no bạo. Tam nhãn thiếu niên run rẩy, ngón tay tại ghế đu trên lan can cầm ra mấy đạo chỉ ấn. Bá Tống tiểu hữu coi hắn là cái gì a? Coi hắn là thiên đạo hay sao? Mà lại, con hàng này đến cùng là thế nào làm được, một hơi đem một cái chư thiên vạn giới vấn đề lược, một hơi gửi đi tới. Năm cái hô hấp sau, tam nhãn thiếu niên phân thân, đem đại bộ phận đơn giản, tái diễn vấn đề trước xử lý. Sau đó, gạt ra càng lớn tính toán xử lý không gian, nhanh chóng xử lý những cái kia phức tạp tu luyện vấn đề. Có một bộ phận nhàn rỗi tính toán tài nguyên về sau, tam nhãn thiếu niên bắt đầu nghịch hành bắt giữ Tống Thư Hàng tin tức, nhìn xem con hàng này đến cùng đang làm cái gì. Loại cảm giác này, huyền thánh giảng pháp, nhật đấy, điên ư. Tam nhãn ít dùng lực vỗ ghế đu tay vịn. Cũng đúng, cũng chỉ có huyền thánh giảng pháp gia trì, mới có thể làm đến như thế bắc sự tình. Ta vậy mà lại ngốc ngốc đem trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp để pháp khí giao cho bá Tống tiểu hữu, ta thật sự là xuẩn. Tam nhãn thiếu niên thở dài, phải thừa nhận, ta quá coi thường bá Tống tiểu tử gây sự năng lực. Đang lúc này, thông qua tán tài vương tọa, có một đường tới từ Tống Thư Hàng tâm ý bị gửi đi tới. Tam nhãn tiền bối. Ta tán tài nghi thức muốn bắt đầu a, tiếp nhận ta tán tài đi. Ta lần này, một hơi hướng chư thiên vạn giới người tu luyện tán tài, tam nhãn tiền bối nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tam nhãn thiếu niên. Đồng thời, chỗ hắn lý xong tất cả vấn đề, hư nhược đổ vào trên ghế, mười ngón nắm thật chặt ghế đu tay vịn. Ta, không, vui, vẻ. Tam nhãn thiếu niên gần từng chữ một. Loại này tán tài phương thức, ta mới không vui đâu. Hoa lạp lạp lạp. Nguyên bản sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng thế giới, rơi ra mưa to. Trong mắt quản gia yên lặng trống lên dù. Đồng thời nội tâm bắt đầu bội phục bá Tống huyền thánh. Dựa vào lão gia thích nhất tán tài nghi thức, đem lão gia tán tài đến suy yếu. Bá Tống huyền thánh, quả nhiên là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Mưa to ào ào rơi xuống. Sau cửa gỗ trong thế giới, thời tiết đại biểu cho tam nhãn thiếu niên tâm tình. Trước đó vẫn là cầu vồng sắc tâm tình. Hiện tại trực tiếp biến thành mưa rào tầm tã. Điều này đại biểu lấy lão gia rất bi thống a. Trong mắt quản gia thầm nghĩ trong lòng, hắn xúc tu yên lặng che dù, đứng ở tam nhãn thiếu niên một bên. Một lát sau, bị mưa to ngâm một thân tam nhãn thiếu niên, xoay đầu lại nhìn về phía mình quản gia bung dù, vậy mà chỉ lo mình, không có đem hắn che khuất. Tam nhãn thiếu niên tâm thật tắc, thế là, mưa to càng rơi xuống càng lớn. Bởi vì mưa to lớn hơn, cho nên, tam nhãn thiếu niên càng thêm tâm tắc. Sau đó, mưa to hạ lớn hơn. Vô hạn tuần hoàn, căn bản không dừng được. Mưa rào tầm tã, mỹ lệ vườn hoa, trên ghế xích đu bị xối 3 năm mỹ thiếu niên, bung dù đứng ở bên trên tròng mắt quản gia, cấu thành một bộ bức tranh, hài hòa bên trong mang một ít bi thương mỹ cảnh. Một bên khác, chư thiên vạn giới người tu luyện, hướng bá ma huyền thánh gửi đi vấn đề, đều lần lượt đạt được đáp án. Mà lại, đáp án về thật nhanh. Đơn giản vấn đề, tại một cái hô hấp bên trong liền được quản tốt. Chỗ khó, cũng bất quá ba cái hô hấp. Chư thiên vạn giới người tu luyện, khi lấy được mình vấn đề đáp án về sau, bắt đầu tương hỗ thảo luận. Có người càng là vượt giới cùng mình hảo hữu, giao lưu lẫn nhau thu hoạch. Sau đó, những người tu luyện phát hiện chỉ cần là nghiêm túc đặt câu hỏi, vô luận là cái nào hệ thống tu luyện người tu luyện, vô luận dùng chính là cái gì ngôn ngữ. Vô luận là trên tâm cảnh vấn đề, công pháp vấn đề, pháp thuật vấn đề. Chỉ cần cùng tu luyện có quan hệ,
liền đều có thể đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Là thật tâm hài lòng trả lời chắc chắn. Bá Tống Huyền Thánh hồi phục, phảng phất như là đứng mỗi một cái hệ thống tu luyện đỉnh phong, lấy chỉ điểm góc độ, đến giải đáp mỗi vị người tu luyện về mặt tu luyện nghi hoặc. Bá Tống Huyền Thánh tri thức, như thế uyên bác. Chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện nhiều như sao trời, mỗi một cái hệ thống tu luyện lại có thể chia nhỏ vì rất nhiều khác biệt phe phái. Bình thường bát phẩm huyền thánh, có thể đem tự mình tu luyện thể hệ tri thức đại bộ phận nắm giữ, liền đã cực kỳ khủng bố. Mà Bá Tống Huyền Thánh, hắn là như thế nào làm được tinh thông chư thiên vạn giới tất cả hệ thống tu luyện, tất cả phe phái. Liền lấy tu chân hệ đến nói, tu chân hệ còn chia làm Phật môn, Nho gia, Đạo tông, Ma môn các loại, mà chỉ là Đạo tông lại chia nhỏ xuống tới, lưu phái đều nhiều như sao trời. Mỗi một môn, mỗi một tông phương pháp tu luyện tri thức hệ thống đều có chỗ khác nhau. Đồng dạng thánh quang hệ, ma pháp hệ, cổ vu hệ, chiến sĩ hệ chờ chút. Hơn nữa còn có cái khác chư thiên vạn giới người tu luyện, tỉ như thiên nhân, thú tu giới, cổ giới, công minh giới. Có chút khác biệt hệ thống tu luyện, lý luận tri thức là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần là nghiêm túc đặt câu hỏi, tất cả mọi người đạt được hài lòng hồi phục. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện, bị hung hăng rung động đến. Bá Tống Huyền Thánh mới hình tượng, tại tất cả người tu luyện trong lòng dựng đứng. Không còn là bởi vì mang thai ngưng thị khủng bố, mà là bởi vì Bá Tống Huyền Thánh cái kia cao thâm mà chắc học thức, dựng đứng lên cao lớn hình tượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vạn pháp quy nhất. Khi cảnh giới đạt tới cực điểm, chư thiên vạn giới vô luận cái gì hệ thống tu luyện, vô luận môn phái nào, chỉ cần là trong vấn đề tu luyện, bày ở Bá Tống Huyền Thánh trước mặt lúc, hắn đều có thể từ nhất bản nguyên bên trên, cho mọi người tiến hành giải đáp. Bá Tống Huyền Thánh học thức cảnh giới, đến cùng đạt đến trình độ gì? Chư thiên vạn giới người tu luyện, lần này tâm phục khẩu phục. Con mắt cũng phục, con mắt sớm tại mấy lần trước liền phục. Phàm là bình thường đặt câu hỏi người tu luyện, đều chiếm được để cho mình hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng một chút tìm đường chết vấn đề, lanh chanh vấn đề, cùng tu luyện không quan hệ vấn đề, thì nhận được một viên tròng mắt đồ án quỷ dị trả lời chắc chắn. Không phải Bá Tống mang thai chi nhãn, nhưng tương tự vô cùng quỷ dị, nhìn xem cái này tròng mắt, nội tâm liền sẽ sinh ra trận trận bất an. Những này không chính quy đặt câu hỏi, nội dung cũng là thiên kỳ bách quái. Có người hỏi thăm Bá Tống Huyền Thánh một chút xấu hổ người tư ẩn, có người hỏi bên cạnh vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tô tiên tử phương thức liên lạc, có người hỏi về cùng một chỗ huyền thánh linh điệp tử cổ thánh phải trăng hôn phối, có người hỏi lần trước cùng Bá Tống cùng một chỗ huyền thánh bạch thánh quân phương thức liên lạc, có người hỏi thất sinh phù thánh quân có hay không đạo lữ. Nhưng chính là không ai hỏi Bá Tống Huyền Thánh phải trăng hôn phối. Nhất không muốn mặt chính là, có người hỏi công đức xà mỹ nhân có hay không kết đạo lữ khả năng. Phàm là những này không muốn mặt đặt câu hỏi, toàn bộ bị phối đưa một con tròng mắt đồ án trả lời chắc chắn. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong, có một nhóm nhỏ ẩn thế, đứng ở thế giới đỉnh tiêm tồn tại, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chấn động. Đây là một nhóm nhỏ lần trước ngoài ý muốn chúng Bá Tống mang thai ngưng thị kiếp tiên. Bọn hắn bởi vì thiên đạo nhiệm kỳ mới sắp đến nguyên nhân, đều tại thị thế. Nhưng biết được Bá Tống lại một lần giảng pháp lúc, bọn hắn thi triển thần thông, bắt đầu tiếp thu Bá Tống giảng pháp. Cũng không phải là mang thai nghiệt, đơn thuần chỉ là trong lòng không phục. Cho nên khi gợi cảm Bá Tống, tại tuyến bài thi khâu xuất hiện lúc, cái này nhóm nhỏ cửu phẩm kiếp tiên cười hắc hắc. Đem tự mình tu luyện lên gặp gỡ nan đề, cũng gửi đi tới. Dùng cửu phẩm kiếp tiên trên việc tu luyện nan đề, đi khó xử một vị giảng pháp bên trong bát phẩm huyền thánh, dĩ vãng loại này chuyện mất mặt, kiếp tiên nhóm là vạn vạn không làm được. Nhưng đối phương là Bá Tống Huyền Thánh lúc, loại chuyện này kiếp tiên nhóm làm nhưng trượt. Muốn chính là vì khó Bá Tống, để hắn kinh ngạc. Nhưng làm bọn hắn nội tâm khiếp sợ là, 5-6 cái hô hấp về sau. Bọn hắn về mặt tu luyện nan đề cũng đã nhận được giải hoặc. Trả lời vấn đề phương thức, đơn giản rõ ràng, chưa dùng tới cái gì bá khí câu nói tới sửa sức. Nhưng từ cái này trả lời đơn giản bên trong, kiếp tiên nhóm lại phảng phất thấy được vô cùng lớn Bá Tống Huyền Thánh. Cái kia Bá Tống thân ảnh, đỉnh thiên, đạp đất. Bất luận tu vi, đơn thuần tri thức, Bá Tống Huyền Thánh là chân chính cao cao tại thượng. Hắn lấy chỉ điểm, dạy bảo lão sư tư thái. Vì nhóm này kiếp tiên nhóm giải đáp trên việc tu luyện nghi hoặc đạt giả vi tiên, bối rối kiếp tiên nhóm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nan đề,
cứ như vậy tại bá Tống Huyền Thánh dăm ba câu trả lời bên trong, đạt được hài lòng đáp án. Nói thật, loại trình độ này chỉ điểm, nếu như là ở trước mặt giải đáp lời nói, xứng nhận cúi đầu. Đây là thụ đạo giải hoặc tri ân. Đây quả thật là một vị huyền thánh. Không, bá Tống tuyệt đối không phải huyền thánh. Lần lượt nhân tiền hiển thánh, đã tại nói cho chúng ta biết, hắn tuyệt đối không phải là huyền thánh. Rất có thể bá Tống huyền thánh, là một tồn tại bước ra mình con đường trường sinh kiếp tiên, hắn lần lượt hiển thánh, là hắn tại hoàn thiện thức đạo. Hắn đạo, nói không chừng cùng nhân tiền hiển thánh, giảng pháp có quan hệ. Nói cách khác, tương lai trong một đoạn thời gian, bá Tống huyền thánh sẽ còn lần nữa hiển thánh. Giờ khắc này, kiếp tiên nhóm trong lòng hơi động. Có người bắt đầu cho mình hậu bối, đệ tử hạ đạt bí ẩn ý chỉ. Đồng thời, thiên hà Tô Thị. Tô Thị tộc trưởng, đột nhiên nhận được một vị đã qua đời lão tổ tông ý chỉ đến từ lão tổ Tô Thị thằng kết ý chỉ. Lão tổ, hy vọng có thể mời bá Tống huyền thánh tới tham gia thiên hà Tô Thị niên kỷ hội. Huyền thánh giảng pháp đài. Tống Thư Hàng khóe miệng lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười, nghĩ nghĩ về sau. Hắn nhắm lại cặp kia sẽ mang lại cho người tu luyện áp lực thật lớn con ngươi. Thập toàn thập mỹ. Hắn muốn tranh lấy để lần này giảng pháp phản hồi tới được công đức chi lực, tối đại hóa. Sở dĩ tại gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề khâu sau khi kết thúc, hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Thật tình không biết, khi hắn nhắm mắt lại sát na, chư thiên vạn giới người tu luyện lá gan cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì nhớ kỹ thượng thượng hồi bá Nho Huyền Ma giảng pháp lúc cũng là như vậy. Bá Tống con mắt trước nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, phối hợp Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, trực tiếp dẫn bạo chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nước mắt điểm. Vết xe đổ. Cho nên nhìn thấy bá Tống huyền thánh nhắm mắt, đoàn người liền khẩn trương lên. Có kinh nghiệm người tu luyện bắt đầu uống thuốc, hoặc là nằm thẳng, hoặc nằm nghiêng, hoặc lơ lửng nằm. Còn có một số người tu luyện đang nỗ lực hướng bá Tống gửi đi vấn đề thứ hai. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng cái kia trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp để pháp khí đang sử dụng một lần sau liền sẽ rất mạng nguyên nhân, những người tu luyện phát thứ hai vấn đề, toàn bộ đá chìm đáy biển. Lần này giảng pháp kết thúc, Tống Thư Hàng nhắm mắt, bình tĩnh nói. Kết thúc. Không có mang thai ngưng thị. Cái này không bá Tống, không khoa học a. Không có mang thai ngưng thị, ta luôn cảm giác bá Tống giảng pháp thiếu khuyết cái gì. Thuốc của ta chẳng phải là ăn không rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối cùng không hoàn mỹ cảm giác. Bất quá, chư thiên vạn giới người tu luyện ý nguyện vẫn là liên tục không ngừng hướng Tống Thư Hàng ngưng tụ tập. Những thứ này cùng loại tín ngưỡng chi lực ý nguyện lực lượng, bị huyền thánh giảng pháp nghi thức thu thập, chuyển hóa, khi chúng nó rơi vào Tống Thư Hàng bên người, hóa thành đầy trời công đức chi quang. Lần này giảng pháp công đức chi quang, tới so mấy lần trước đều muốn mãnh liệt. Thứ nhất là bởi vì nghe pháp nhân số càng nhiều. Còn nữa lần này giảng pháp áp dụng trực tiếp tại tuyến trả lời hình thức, giải đáp rất nhiều người tu luyện nghi ngờ trong lòng, đây là thụ đạo giải hoặc tri ân. Liền ngay cả một nhóm kia cửu phẩm kiếp tiên, đều tâm phục khẩu phục. Sở dĩ, Tống Thư Hàng lần này lấy được công đức, phá lệ cuồn cuộn. Công đức như biển, từ đỉnh đầu đè xuống. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân hai tay cổ tay tương hợp, bàn tay như hoa nở rộ, chậm rãi giơ cao. Công đức phỉ kình nâng thân hình của nàng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy công đức phỉ kình thể nội có lôi quang đang lóe lên. Đó là kiếp lôi. Chư thiên vạn giới người tu luyện dụi mắt một cái. Bọn hắn không nhìn lầm, cái kia thật chính là thiên kiếp lôi quang. Không biết rõ tình hình người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết bá Tống huyền thánh phong ấn cái này kiếp lôi muốn làm gì dùng, chỉ là âm thầm bội phục bá Tống huyền thánh thủ đoạn. Chỉ tình một nắm người tu luyện, liếm liếm khóe miệng. Nhớ lại thiên kiếp mỹ vị, nước bọt đều xuống. Tống Thư Hàng vì bảo trì hình tượng, không có quay đầu đi xem công đức xà mỹ nhân. Bất quá, tính toán vị trí, lần này công đức tiên tử hẳn là muốn đem đuôi rắn hóa đi, ngừng tụ ra cặp chân A. Mà cái kia cấm kỵ vị trí, đã từ nàng phần eo một đôi cánh ngăn trở, sở dĩ bên ngoài quan thượng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng vẫn là rất chờ mong công đức tiên tử hóa ra hai chân sau bộ dáng. Đầy trời công đức chi lực dung nhập xà mỹ nhân thể nội. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt. Nàng theo thói quen muốn chết một đợt. Nhưng ngẫm lại hơn mấy về hiển thánh thời điểm, nàng đều chết qua, cảm giác thoáng có chút không sáng ý. Đáng tiếc, xích tiêu kiếm bản thể không ở. Nếu không, nàng có thể vì chư thiên vạn giới người tu luyện biểu diễn nuốt hoạt kiếm nha. Ao ao ao.
công đức hải công đức, hạ xuống, dung nhập vào xà mỹ nhân trong thân thể. Xà mỹ nhân công đức thân thể cường độ không ngừng tăng lên, nếu không phải bị giới hạn Tống Thư Hàng cảnh giới, lần này thân thể của nàng cường độ nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới tiếp cận nguyên tiên tử thời kỳ cường độ. Công đức xà mỹ nhân cường độ thân thể tại tăng lên, nhưng nàng hai chân nhưng không có tiến hóa, nàng đang tận lực bảo trì đuôi rắn trạng thái. Dư thừa công đức chi lực, bị nàng truyền lại cho công đức phỉ kình, đưa nó cường hóa. Chỉ là, lần này công đức chi lực quá mức cuồn cuộn. Công đức phỉ kình coi như bị no bạo, cũng không chứa được khổng lồ như vậy công đức chi lực. Mà đỉnh đầu, công đức chi lực còn tại liên tục không ngừng hạ xuống. Công đức phỉ kình dung nạp không được khổng lồ như vậy công đức chi lực, chỉ có thể đưa chúng nó từ hô hấp lỗ bên trong phun ra đi. Cái này một đợt công đức hải lực lượng, tại công đức xà mỹ nhân, công đức phỉ kình thể nội đi một vòng về sau, lại tính cả công đức phỉ kình thể nội kiếp lôi lực lượng, bị phun trào ra ngoài. Bộ phận này lực lượng, sau lưng Tống Thư Hàng hóa hình, hóa thành Tống Thư Hàng công đức cụ hiện hóa thứ ba dị tượng. Một gốc to lớn lôi thụ chậm rãi mọc ra. Công đức vì thân cây, kiếp lôi chi lực vì lá cây. Cái này gốc to lớn lôi thụ càng dài càng lớn, trong nháy mắt hóa thành cao 20 mét cự vật. Hồ quang điện tiếng đang không ngừng rung động đùng đùng. Tống Thư Hàng ngửa đầu nhìn qua cái này gốc lôi thụ. Hắn dở khóc dở cười nhìn qua công đức xà mỹ nhân. Tiên tử đây là làm gì đâu? Bộ phận này công đức chi lực, dùng để cường hóa nàng tự thân, xúc tiến tự thân tiến hóa không phải càng tốt sao? Tại sao phải đưa nó tách ra? Công đức xà mỹ nhân càng mạnh, Tống Thư Hàng an toàn mới càng có bảo đảm. Mà lại, cái này lôi thụ có cái gì dùng? Chậm rãi khôi phục trong trí nhớ, bạch tiền bối công đức chi lực biến thành đại thụ chí ít còn có thể kết quả ăn đây. Viên này lôi thụ, có thể mọc trái cây sao? Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng. Nàng đột nhiên đưa tay, ôm lấy cái này gốc lôi thụ, 20 mét đại thụ bị nàng một cánh tay nắm lên. Sau đó nàng đuôi rắn bắn ra, nhảy lên công đức phỉ kình. Đây là công đức xà mỹ nhân, kỵ sĩ hình thức, to lớn lôi thụ, hóa thành kỵ sĩ trưởng thương, công đức phỉ kình hóa thành tọa kỵ. Công đức xà mỹ nhân là không còn thỏa mãn trước kia bị động phòng thủ nhân vật, nàng đây là muốn khai phát ra công kích hình thức tới. Công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ lắc lắc trong tay lôi thụ về sau, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Nàng lấy ra bình thiên quan đeo lên. Trên đỉnh đầu, còn sót lại công đức chi lực quán vào đến bình thiên quan bên trong, hoàn thành bổ sung năng lượng. Một thân hoa lệ đế bào, bao trùm công đức xà mỹ nhân thân thể. Công đức xà mỹ nhân, đế vương kỵ sĩ hình thức. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân con mắt đều muốn bị sáng mù. Cuối cùng, trên đỉnh đầu tất cả công đức chi lực, toàn bộ bị lôi thụ hấp thu. Công đức xà mỹ nhân, công đức phỉ kình, công đức lôi thụ, toàn bộ bắt đầu trở về Tống Thư Hàng thể nội. Hắn là bảo bối, tại trở về Tống Thư Hàng thân thể thời điểm. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên cúi người tại Tống Thư Hàng bên tai, nói khẽ. Nàng nói là lôi thụ. Lôi thụ không chỉ là nàng kỵ sĩ thương, còn có càng lớn tác dụng. Hắn chính là Tống Thư Hàng hệ thống không thể thiếu một bộ phận. Cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Công đức xà mỹ nhân không tiếp tục trả lời, nàng mang theo lôi thụ, dung nhập vào Thư Hàng thể nội. Đầy trời dị tượng tiêu tán. Mà Tống Thư Hàng thể nội, tất cả nguyên anh, chậm rãi nhắm mắt lại. 6 tấn 7 thiên kiếp, triệt để kết thúc. Tống Thư Hàng quay người từ huyền thánh giảng pháp đài bên trên xuống tới. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước. Thứ nhất tiểu đan điền nguyên anh, có chút sáng lên. Phảng phất là dòng điện vọt qua. Sau đó, có huyễn tượng từ thứ nhất tiểu đan điền nguyên anh trên người, khuếch tán ra tới. Lúc này, huyền thánh giảng pháp không gian bên trong. Tống Thư Hàng quay người. Từ huyền thánh giảng pháp trên đài xuống tới, bước ra bước đầu tiên. Đối diện, Bạch Long tỷ tỷ đẩy tấm kia nhẫn nại vương tọa, mang theo Tô Thị A thập lục, hướng huyền thánh giảng pháp đài vị trí bay tới. Hai người một rồng, sáu mắt nhìn nhau. Tống Thư Hàng thể nội, thứ nhất tiểu đan điền bên trong nguyên anh, phảng phất tiếp thu được tín hiệu cái này thứ nhất tiểu đan điền nguyên anh, chính là từ mượn nhờ Tô Thị A thập lục Long Châu thai nghén mà thành. Lúc này, chính thức bước vào thất phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng. Tại cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc lúc, Tiểu Nguyên Anh tự cùng A Thập Lục Long Châu sinh ra cộng minh. Có huyễn tượng lực lượng, từ Tiểu Nguyên Anh trên người khuếch tán ra tới. Đây là thất phẩm tôn giả biểu tượng lực lượng chân thực huyễn tượng. Từng để cho Tống Thư Hàng chịu nhiều đau khổ,
nhưng cũng thu hoạch rất nhiều tôn giả quyền hành. Bình thường tới nói, lục phẩm tu sĩ tại tấn cấp tôn giả về sau, cần thời gian nhất định, đem trong đầu của mình ấn tượng khắc sâu nhất hình ảnh, chuyển hóa làm chân thực huyễn tượng, đem cái này huyễn tượng thế giới cấu tạo đi ra. Như bạch tiền bối sa mạc thế giới cùng đang tại cấu tạo Tống Thư Hàng gian phòng. Thất tu tôn giả cổ mộ thế giới. Nhưng Tống Thư Hàng tiểu nguyên anh, là không đi đường thường đản sinh tác phẩm tựa như là ống nghiệm hài nhi cùng phổ thông hài nhi khác nhau. Cái này tiểu nguyên anh, cùng Tô Thị A thập lục Long Châu Cộng Minh về sau, trực tiếp kích hoạt lên chân thực huyễn tượng năng lực. Một tòa hùng vĩ, uy nghiêm, phòng thủ cường đại thánh thành hiển hiện. Thánh thành đại môn đóng chặt. Trước cổng chính có một cỗ uy vũ Hà Long thần hành chiến xa cùng kim sắc khôi giáp. Chính là Tống Thư Hàng thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành đồ án. Tiểu Nguyên Anh đây là đang lười biếng. Hắn trực tiếp tham ô kim đan cấu đồ, đưa nó cụ hiện hóa thành chân thực huyễn tượng tràng cảnh. Vô liêm sỉ. Chân thực huyễn tượng cụ hiện hóa, thật lớn thánh thành, đem Tô Thị A thập lục bảo hộ ở bên trong. Trên bảo tọa Tô Thị A thập lục, bị thánh thành ủng hộ. Đẩy đưa đến thánh thành đỉnh, tựa như thánh thành chi chủ. Võ trang đầy đủ Tống Thư Hàng, bị đưa lên Hà Long thần hành chiến xa, đẩy đưa đến thánh thành ngoài cửa lớn. Chân thực huyễn tượng, Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên. Trên bầu trời, có vô số thiên kiếp, tại thành hình. Đó là Tống Thư Hàng trải qua tất cả lôi kiếp, lúc trước bị hắn cấu hoạch định kim đan cấu đổ bên trong, hiện tại cũng bị chân thực huyễn tượng cụ hiện hóa đi ra. Ngàn năm khó gặp 2 tấn 30 một đợt thiên kiếp. 3 tấn 4 lúc thiên kiếp 5. 4 tấn 5 lúc cửu u ma kiếp cùng thiên kiếp lần đầu liên thủ biến thành thiên ma kiếp. Thiên kiếp lôi hải, ma kiếp chi lôi, lôi cầu hình thiên kiếp, lôi long kiếp lôi, sông tố, ngũ hành thiên kiếp, tử tiêu thần lôi, thiên kiếp trưởng tâm lôi, thiên kiếp hiện đại hóa hỏa pháo, thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp vũ khí hạt nhân. Thiên kiếp chủng loại chi phong phú, khiến cho người nhìn lấy lòng chua xót tê cả da đầu. Mà lại, có thể là bởi vì Tống Thư Hàng ngưng tụ ra thiên kiếp lôi thụ nguyên nhân, tại cái này chân thực huyễn tượng. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành bên trong, trên bầu trời thiên kiếp, đều mang chính tông thiên kiếp hương vị, không còn là đơn giản huyễn tượng sản phẩm. Cái này phi thường đáng sợ. Nếu như có địch nhân bị cuốn vào cái này huyễn tượng thế giới, chỉ là cái này đầy trời thiên kiếp, liền đủ địch nhân uống một bình. Tống Thư Hàng đưa tay đối bầu trời nhẹ nhàng nhấn một cái. Đầy trời thiên kiếp, ma kiếp, toàn bộ như bị ấn tạm dừng khóa, không nhúc nhích. Đây là Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng thế giới bên trong hết thảy, đều thụ hắn ý chí chi phối. Dù sao tại là lục phẩm cảnh giới, liền thể nghiệm qua ngụy. Chân thực huyễn tượng, đồ lậu nhiệt tình sa mạc thế giới nam nhân, Tống Thư Hàng đối trưởng nắm chân thực huyễn tượng vẫn có chút kinh nghiệm. Trên đầu thành, A Thập Lục ánh mắt cùng Tống Thư Hàng nhìn nhau. Muốn tốt giảng pháp nội dung sao? Tống Thư Hàng mỉm cười hỏi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu thừa dịp Tống Thư Hàng giảng pháp thời điểm, trên cổ khăn quàng cổ tỷ tỷ đã vì nàng chuẩn bị một thiên giảng pháp bản thảo. Chỉ là, trước có Tống Thư Hàng mới là tại tuyến đáp để giảng pháp hình thức, cũng không biết nàng giảng pháp, có thể hay không hấp dẫn lên chư thiên vạn giới người tu luyện hứng thú. Nội tâm của nàng có chút ít tâm thần bất định. Mặt khác, trước đó bá Tống tại tuyến đáp để khâu lúc, A Thập Lục cũng thừa cơ đề một vấn đề. Sau đó, nàng đạt được một con mắt hạt châu đồ án hồi phục. Chuyện này, nàng liền khăn quàng cổ tỷ tỷ đều không nói cho. Đi thôi, tự tin điểm, giảng pháp loại sự tình này, kỳ thật rất nhẹ nhàng. Chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta là tại tán tài, mà không phải nhận lời mời tiếp nhận khảo hạch. Dọn xong tâm tính, Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời hắn lại bước về phía trước một bước, đạp xuống huyền thánh giảng pháp đài. Siêu. Chân thực huyễn tượng thế giới, chuyển. Tô Thị A Thập Lục bị chuyển rời đến huyền thánh giảng pháp đài phía trên. Mà lúc này, chân thực huyễn tượng còn không có giải trừ bởi vì Tống Thư Hàng cái này thái kê, còn không tìm được giải trừ cái này chân thực huyễn tượng. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành phương pháp. Ngụy, chân thực huyễn tượng giải trừ phương thức, cùng cái này thật vật khác biệt. Có ý tứ chính là, A Thập Lục thân hình xuất hiện đang giảng pháp đài lúc, chân thực huyễn tượng nội dung cũng bị đưa vào đến giảng pháp đài, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Có thể là bởi vì, cái này chân thực huyễn tượng chủ thể tiểu nguyên anh, là Tống Thư Hàng Kim Đan cùng Tô Thị A Thập Lục Long Châu cùng một chỗ dựng dục ra tới nguyên nhân. Sở dĩ, huyền thánh giảng pháp đài ngầm thừa nhận cái này chân thực huyễn tượng cũng là A Thập Lục một bộ phận.
Thấy thế, Tống Thư Hàng lập tức ngừng đem chân thực huyễn tượng triệt tiêu ý nghĩ. Hắn phải dùng chân thực huyễn tượng vì vị này nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử tạo thế. Lớn tiếng dọa người. Mặc kệ giảng pháp nội dung như thế nào, bắt đầu bài giảng lúc khí thế hùng vĩ, liền có thể đè người một đầu. Chí ít có thể chấn nhiếp những cái kia nhất, nhị phẩm tu sĩ tiểu manh tân. Chư thiên vạn giới, đại bộ phận người tu luyện còn đắm chìm ở bá tống huyền thánh tại tuyến đáp để đáp án bên trong, dư vị vô tận. Lúc này, vị thứ hai huyền thánh Tô Sơn bắt đầu giảng pháp. Lại nói, cái này Tô Sơn nghe, tựa như là Tô Tam. Tô Sơn huyền thánh cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ giảng pháp, có thể hay không cũng có đặc thù giảng pháp hình thức. Mặc kệ là mới hình thức vẫn là cũ hình thức, chỉ cần là huyền thánh giảng pháp, đều sẽ làm chúng ta được ích lợi vô cùng, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo nghe. Đang lúc chư thiên vạn giới người tu luyện giao lưu ở giữa, thứ hai huyền thánh giảng pháp hình chiếu mở lúc. Ầm ầm, một tòa to lớn thánh thành xuất hiện tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt. Thánh thành to lớn, uy nghiêm, tự mang một loại cảm giác áp bách. Tô Tam huyền thánh lúc này ngồi ở thánh thành đỉnh. Nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lúc này khí chàng chỉ ít có 5m8. Đồng thời, tại Tô Sơn huyền thánh đỉnh đầu, có vô số thiên kiếp hiển hiện. Đủ loại kiếp lôi, ngũ hành thiên kiếp, tổ hợp thiên kiếp, thậm chí là ma kiếp, khiến cho người hoa mắt. Bầu trời chí cao chỗ, thì bị ma lôi hải cùng thiên lôi hải chia đôi phân chia, một phái tận thế cảnh sắc. Cái kia ầm ầm thanh âm, chính là những thiên kiếp này, ma kiếp phát ra vang vọng. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đành phải nuốt khẩu nước bọt. Tô Tam huyền thánh còn chưa bắt đầu giảng pháp, khí thế liền đè người một đầu. Đặc biệt là tại tòa này thánh thành phía dưới, còn luôn có đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Kia là toàn thân trang bị đến tận răng bá tống huyền thánh. Rõ ràng hắn giảng pháp đã trải qua kết thúc, nhưng cái này tồn tại cảm mạnh vô cùng nam nhân, liền xem như trốn đến phía sau màn, vẫn như cũ như vậy dễ thấy. Thừa dịp Tô Sơn huyền thánh giảng pháp còn không có chính thức bắt đầu, bá tống huyền thánh ảnh chân dung tại thánh thành phía dưới không ngừng thoáng hiện. Cặp kia còn đóng chặt lấy hai mắt, phảng phất là tại hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện, muốn một bộ mặt. Phát rồ. Cửu Châu nhất hào quần. Bắc Hà tán nhân phát tin tức nói, Thư Hàng vừa rồi tại tuyến đáp đề khâu, hẳn là mượn pháp khí lực lượng. Vừa rồi ta trưng cầu ý kiến một cái rất thâm ảo tu luyện nan đề, bất quá 3 giây. Thư Hàng tiểu hữu liền cấp ra phi thường đáng tin đáp án. Loại này ngắn gọn, rõ ràng trả lời, không phải Thư Hàng phong cách. Ta trưng cầu ý kiến một cái bát phẩm huyền thánh cấp vấn đề, đồng dạng tại 5 giây bên trong đạt được hồi phục. Thất tu thánh quân mỉm cười tại trên bàn phím đánh xuống hồi phục. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, tại tuyến đáp đề công năng, hẳn là Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp lúc, tế ra cái kia kim loại khối lập phương pháp khí tác dụng. Mỗi lần giảng pháp đều có thể đổi lấy hoa văn đến, Thư Hàng tiểu hữu. Ân, cũng không dễ dàng. Cuồng Đao tứ lãng, a, à, các ngươi đạt được đáng tin trả lời chắc chắn, ta chỉ lấy được một con tròng mắt đồ án. Tam lãng, ngươi vì sao lại đạt được một con tròng mắt đồ án, chính ngươi trong lòng phải có số. Tam lãng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Cuồng Đao tứ lãng, ta cũng không tin chỉ có ta một người đạt được chính là tròng mắt, Đồng Quái tiên sư. Linh Điệp đảo áp lực lớn, Vũ Nhu tử ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, ta là Hoàng Sơn Đại Nhân Trung Khuyển, Đông Phương Tĩnh Tuyết. Bạch, nhìn xem Cuồng Đao Tam Lãng ra thật dài danh sách, Hoàng Sơn tôn giả yên lặng cho mình trái tim tới phát trưởng tâm lôi. Vật họp theo loài. Phía trên trong danh sách đại bộ phận thành viên, đến lúc đó đều muốn cân nhắc gia nhập siêu thập tự cấm ngôn phần mềm nhỏ liệt biểu. Diệt Phượng Công Tử, Đồng Quái Tiên Sư, Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ta là Hoàng Sơn Đại Nhân Trung Khuyển. Ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc. Phô Thanh Thắng Hữu Thanh. Cùng Cuồng Đao Tam Lãng dự liệu đồng dạng, mấy tên này hồi phục, quả nhiên cũng là một con tròng mắt biểu lộ. Bất quá, Vũ Nhu Tử không có hồi phục, Phô Thanh Thắng Hữu Thanh trong thành viên, nhiều chỉ Diệt Phượng Công Tử. Tam Lãng tiền bối, ta thế nhưng là nghiêm túc hỏi thăm một cái liên quan tới thời gian chi đạo vấn đề, cũng đạt được hài lòng hồi phục. Tất cả mọi người là tu sĩ. Loại này rõ ràng là giải quyết trên việc tu luyện nghi ngờ kỳ ngộ, sao có thể bạch bạch đưa nó lãng phí. Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ Vũ Nhu Tử chứng trạc đàng hoàng trả lời. Hoàng Sơn tôn giả nội tâm lập tức thật là vui mừng. Đồng dạng vui mừng còn có Linh Điệp Thánh Quân. Lại nói, các ngươi cảm thấy A Thập Lục sẽ nói cái gì?
có thể hay không cũng mượn Tống Thư Hàng cái kia pháp khí, tiến hành giảng pháp. Diệt Phượng công tử chủ động nói sang chuyện khác. Huyền Thánh giảng pháp trên đài, Tô Thị A thập lục khí chàng khổng lồ, Thánh Thành, Thiên Kiếp Chi Lôi, Bạch Long khăn quàng cổ, còn có phía dưới thỉnh thoảng nổi lên bá Tống Huyền Thánh ảnh chân dung. Chỉ là một màn này mở màn, liền đã để A thập lục hình tượng khắc họa tại lòng người. A thập lục nàng vừa mới tấn thăng ngũ phẩm A, nàng giảng pháp bản thảo phải làm sao? Tô Thị A thất hoảng nói. Thất sinh phù phủ chủ, không có việc gì, Thư Hàng trên thân khẳng định sẽ có thích hợp giảng pháp bản thảo, ta lần trước chính là ở trên người hắn vị kia khôi lỗi tiên tử trong tay mua thiên giảng pháp bản thảo. Minh Nguyệt bao lâu có, nhân tiền hiển thánh A. Tạo hóa pháp vương, A thất, điện thoại của ngươi vang lên. Tô Thị A thất, ai gọi điện thoại tới? Tô Thị A tứ, tạo hóa pháp vương trả lời. Bắc Hà tán nhân, mộng bức biểu lộ tạo hóa, ngươi cùng A thất ở chung một chỗ. Ta chuẩn bị tại Thiên Hà Tô Thị mở màn buổi hòa nhạc, cho nên tìm được A thất động phủ, đến mai cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Hà Tô Thị tộc địa. A thất điện thoại tại ta bên cạnh nạp điện, tạo hóa pháp vương nói. Bắc Hà tán nhân, Thiên Hà Tô Thị đồng ý ngươi mở buổi hòa nhạc. Ta hiện tại thế nhưng là tu chân giới đang hồng là tử kê, ta biểu diễn hành trình đã trải qua xếp tới sang năm. Nếu không phải vì chiếu cố tu luyện, ta mỗi ngày đều có thể mở 3 trận buổi hòa nhạc. Vũ Nhu Tử hất đầu đạn guitar động thái biểu lộ tạo hóa pháp vương đắc y nói. Bắc Hà tán nhân cảm giác, tu chân giới dược hoàn. Một bên khác, Tô Thị A thất từ căn phòng cách vách chạy tới, nhận điện thoại. A thất, đỉnh đầu chúng ta lên hiển thánh chính là A thập lục sao? Tô Thị A tứ thanh âm, từ trong điện thoại truyền đến. Là nàng không sai. Có vấn đề sao? Tô Thị A thất nói. Tô Thị A tứ trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, cho nên, nàng quả nhiên là nghĩ soán vị sao? Cái gì? Tô Thị A thất một mặt mộng bức. Thánh hào Tô Tam A. Tô Thị A tứ nhắc nhở, đây là hắn trước kia đạo hiệu tới. Tô Thị A thất. Là Sơn A, cho ta nhếch lên đầu lưỡi niệm, là Sơn A. Đúng rồi, lão tổ có chuyện truyền cho tộc trưởng lại truyền cho ta lại truyền cho ngươi. Tô Thị A tứ tiếp tục nói. Tô Thị A thất, vị nào lão tổ? Thằng kết lão tổ, Tô Thị A tứ hạ giọng nói, lặng lẽ cùng ngươi nói, ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi đừng tìm những người khác nói, hiện tại tộc trưởng ngay tại lặng lẽ hủy đi linh bài đâu. Lúc đầu đã trải qua Tô Thị thằng kết lão tổ đã trải qua lành lạnh, không nghĩ tới hắn còn chưa nguội thấu. Thiệt thòi ta trước kia tế bái hắn lúc, còn chảy không ít nước mắt. Khi còn bé còn hướng hắn cầu không ít tâm nguyện, đều uổng phí. Tô Thị A thất hỏi, lão tổ phát lời gì? Lão tổ còn sống, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc. Tô Thị A tứ kinh ngạc nói. Đoạn thời gian trước có chỗ phát giác, Tô Thị A thất trả lời. A thất ngươi cũng đã trưởng thành, cũng có bí mật nhỏ của mình. Tô Thị A tứ cảm thán nói. Tô Thị A thất. Quay đầu hắn buộc Tam Lãng đi gặp Đông Phương Lục Tiên Tử lúc, muốn bao nhiêu cùng hắn chiến mấy trận. Không nhiều hàn huyên, tiền điện thoại quá đắt. Ta liền đơn giản cùng ngươi truyền đạt hạ lão tổ hy vọng lần này Thiên Hà Tô Thị niên hội, có thể tận lực đem bá Tống Huyền Thánh mời đi theo. Nhiệm vụ này liền giao cho A thất ngươi, mặt khác ngươi còn muốn mời những người khác, cho ngươi lớn nhất danh ngạch, nghĩ mời bao nhiêu liền mời bao nhiêu, nghĩ mời người nào liền mời ai. Có danh ngạch, tùy hứng, coi như ngươi nghĩ mời A Miêu A Cẩu cũng không có vấn đề gì. Tô Thị A tứ nói. Ta hiểu được, Tô Thị A thất ngẩng đầu vọng thiên. Lão tổ đều lên tiếng. Đã từng, hắn còn tại lo lắng Tống Tiểu Hữu lại nhận đến từ Thiên Hà Tô Thị áp lực. Tuế Nguyệt trôi qua, Tống Tiểu Hữu đã trải qua phát triển đến đáng tin cảnh giới. Lại nói, A thập lục thật nghĩ soán vị sao? Tô Thị A tứ lại hỏi. Tô Thị A thất ôn nhu nói, cho tiền bối đề cử một quyển sách, tiểu học ngữ văn năm nhất, thượng sách. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Đồng thời, Huyền Thánh giảng pháp trên đài. Tô Thị A thập lục mở miệng, chư thiên vạn giới đạo hữu, ta hôm nay liền cùng mọi người nói một chút lôi pháp. Ầm ầm, đỉnh đầu thiên lôi, ma sấm vang càng luống cuống là bá Tống tại sau lưng thao tác, tăng cường A thập lục khí thế. Bá Tống, phối âm thấp điểm, A thập lục quay đầu, nhỏ giọng nói. Phối âm quá lớn, người khác sẽ nghe không được giảng pháp nội dung. Tống Thư Hàng lý giải gật đầu, đưa tay một nắm, cái kia tiếng sấm ầm ầm, thấp xuống hơn phân nửa. Lôi âm thấp xuống, Tống Thư Hàng khống chế chân thực huyễn tượng tiêu hao, đồng bộ giảm xuống, hắn liền nhiều hơn bộ phận tinh lực.
những này dư thừa tinh lực đương nhiên không thể lãng phí. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đem cái này dư thừa ra tinh lực, dùng tại khống chế ánh đèn. Lôi điện quang mang trên. Trên bầu trời những cái kia ma lôi, kiếp lôi, bắt đầu án lấy Tống Thư Hàng ý chí, có tiết tấu nổ vang. Các loại thiên kiếp án lấy nhan sắc khác biệt, ấn trình tự bạo liệt. Kiếp lôi nổ lên quang mang, như là thất thải sân khấu ánh đèn, chiếu sáng Tô Thị A Thập Lục. Màu trắng khăn quàng cổ tỉ tỉ. Ăn no dỗi việc lấy sao. Tinh lực nhiều đến không có địa phương dùng. Nàng quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng vị trí. Ân, gia hỏa này thật đúng là ăn no dỗi việc. Độ kiếp kết thúc, lại tại đại lượng công đức chi lực phản hồi hạ, Tống Thư Hàng chỉnh thể trạng thái tăng lên một đoạn. Vô luận là nguyên thần, nhục thân, công lực, toàn phương vị cường độ đều chiếm được tăng lên. Hiện tại Tống Thư Hàng, bành trướng hung ác, tinh lực bạo tạc, không chỗ phát tiết. Màu trắng dài mảnh tỉ tỉ thở dài, đối Tô Thị A Thập Lục nói, bắt đầu giảng pháp đi. Ánh đèn cùng phối âm, liền mặc cho Tống Thư Hàng dày vò. A Thập Lục mỉm cười, thân thể tựa ở tấm kia nhẫn nại vương tọa bên trên, mở miệng giảng thuật lôi pháp. Nhẫn nại vương tọa thống khổ, không ngừng truyền đến. Nàng không có Tống Thư Hàng loại kia thích ứng thống khổ, hưởng thụ thống khổ năng lực, chỉ có thể dựa vào ý chí gượng chống. Thông thiên lôi pháp từ cạn tới sâu, giảng pháp quá trình bên trong, toàn bộ hành trình có Bạch Long tỷ tỷ từ bên cạnh hiệp trợ, Tô Thị A Thập Lục giảng pháp trạng thái rất ổn. Ngay từ đầu, chư thiên vạn giới người tu luyện nghe bản này lôi pháp giảng giải lúc, còn cảm giác bản này giảng pháp có chút quá mức đơn giản. Giảng lôi pháp yếu điểm, cơ hồ là nhất, nhị phẩm cơ sở. Cảnh giới hơi cao điểm tu sĩ, đều sớm đã nắm giữ những cơ sở này lôi pháp tri thức. Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp nội dung có phải là quá mức đơn giản? Những này lôi pháp tri thức, ta đã sớm nắm giữ. Là cơ sở bên trong cơ sở. Tại Huyền Thánh giảng pháp lúc, giảng như thế cơ sở lôi pháp tri thức thật không có vấn đề. Loại trình độ này lôi pháp tri thức, ta đều lên đi giảng pháp A. Chẳng lẽ đây chính là bá Tống Huyền Thánh liều mạng vì Tô Sơn Huyền Thánh tráng thế, kiến tạo bầu không khí nguyên nhân? Bởi vì bá Tống Huyền Thánh biết Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp năng lực phi thường nát, cho nên đang giảng pháp trước liền tận lực tăng lên nàng giảng pháp khí tràng. Đang lúc chư thiên vạn giới người tu luyện, suy đoán nhau nhau lúc. Tô Thị A Thập Lục giảng pháp nội dung bắt đầu thâm ảo, càng giảng càng sâu. Huyền Thánh giảng pháp trên đài, các loại thiên địa dị tượng bắt đầu hiển hiện. Cơ bản nhất giảng pháp đại đạo thanh âm, trung thanh. Tiếp theo là đại đạo chi hoa. Lại sau đó là ngư dược long môn chi tượng, các loại dị tượng cũng là từ nhỏ đến lớn, không ngừng nở rộ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, bắt đầu vểnh tai nghe giảng. Diệu A, đây mới là chúng ta khát vọng nội dung. Coi như thế, Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp, dần vào diệu cảnh, đại thiện. Bản này giảng pháp thực cùng là thiên hạ lôi hệ người tu luyện tin mừng. Chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện, đặc biệt là lôi hệ người tu luyện, nghe như si như say. Nhưng nghe, Tô Thị A Thập Lục giảng pháp biến càng thâm ảo hơn. Đại bộ phận chư thiên vạn giới người tu luyện, bắt đầu nghe không hiểu. Giảng pháp nội dung quá mức thâm ảo, trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được. Lúc này, Tô Sơn Huyền Thánh mỗi một câu nói, chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện đều cần ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, mới có thể có thu hoạch. Chờ một chút, Tô Sơn Huyền Thánh, chúng ta sai. Quá thâm ảo, dừng lại a. Đừng nói nhanh như vậy, xin cho điểm phản ứng thời gian. Hoặc là thả chậm một điểm tiết tấu cũng tốt. Phần lớn người tu luyện, điên cuồng đem ý nghĩ của mình truyền đạt đi lên, hy vọng giảng pháp bên trong Tô Sơn Huyền Thánh có thể nhìn thấy bọn hắn mưa đạn. Nhưng thật đáng tiếc, Tô Sơn Huyền Thánh là hàng lởm, nàng đang giảng pháp thời điểm, không có quan sát mưa đạn năng lực cùng quyền hạn. Nàng chậm rãi án lấy Bạch Long tỉ tỉ cho kịch bản, đều đâu vào đấy giảng giải xuống tới. Đến cuối cùng, giảng pháp nội dung đã trải qua thâm ảo đến ngay cả đại bộ phận kiếp tiên, đều nghe không hiểu trình độ. Tỉ như cái kia một nhóm nhỏ xem xong bá Tống giảng pháp về sau, tiện thể lấy xem Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp kiếp tiên nhóm, hiện tại chính một mặt mộng bức. Đây là Huyền Thánh giảng pháp. Đùa cái gì? Đây tuyệt đối là kiếp tiên giảng pháp, thậm chí có thể là siêu việt kiếp tiên trường sinh giả đang giảng pháp. Nghe không hiểu, đoạn này giảng pháp nội dung, đã trải qua dính đến lôi hệ bản nguyên pháp tắc. Không hổ là hiển thánh thời điểm, bị bá Tống Huyền Thánh ôm vào trong ngực tiên tử. Trước nhớ kỹ,
chờ giảng pháp hoàn tất sau lại tinh tế suy nghĩ. Hôm nay cái này hai trận giảng pháp, một trận mới lạ, một trận cao thâm. Xem cái này hai trận giảng pháp, quả thật khánh sự. Nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trên thân không ngừng xuất hiện giảng pháp dị tượng, Tống Thư Hàng liền biết nàng lần này giảng pháp, ổn. A Thập Lục giảng pháp nội dung phía sau, quá mức thâm ảo, Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, trước mặt lôi pháp giảng giải đối với hắn mà nói, phi thường hữu dụng. Chí ít hiện tại, hắn đối trưởng tâm lôi, dẫn lôi thuật cùng nạp điện thuật lý giải, càng lên hơn một tầng lầu. Đặc biệt là đối trưởng tâm lôi lý giải, giảng pháp kết hợp hắn tiếp xúc, thể nghiệm qua thiên kiếp trưởng tâm lôi uy năng, để Tống Thư Hàng đối trưởng tâm lôi lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn đưa tay nâng lên. Lần này không cần vẽ bùa văn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn chói mắt trưởng tâm lôi liền xuất hiện trong tay hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, trưởng tâm lôi thể tích tăng vọt. Từ trưởng tâm lôi hóa thành trưởng tâm bóng rổ, rất nhanh lại bành trướng đến đường kính 5 mét chi cự. Mà lại, đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu hình thức. Chỉ cần hắn hướng cái này cự hào trưởng tâm lôi bên trong tiếp tục rót vào năng lượng, thể tích của nó có thể điên cuồng bành trướng. Tống Thư Hàng mơ hồ đoán chừng, trước mắt cái này cự hào trưởng tâm lôi thể tích cực hạn, đường kính hẳn là tại 500 mét, có thể sẽ lớn hơn. Miễn cưỡng xem như thôn nhỏ cấp trưởng tâm lôi. Chờ hắn đối trưởng tâm lôi lý giải càng sâu một chút về sau, hẳn là có thể đưa nó khuếch trương đến đại thôn cấp trưởng tâm lôi trình độ. Chỉ cần độ thuần thục đi lên, cuối cùng cũng có một ngày, thành phố cấp trưởng tâm lôi ở trong tầm tay. Tô Thị A Thập Lục giảng pháp, tiến vào hồi cuối. Theo nàng giảng pháp kết thúc, chư thiên vạn giới người tu luyện ý niệm tụ tập, hóa thành khổng lồ công đức chi lực, hạ xuống ở trên người nàng. A Thập Lục bản này giảng pháp kết cuối cùng đến nói chính là, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Giảng pháp sau cùng thiên chương, chư thiên vạn giới không có mấy người nghe hiểu, dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ. Cuối cùng hội tụ công đức chi lực, so Bạch Long tỷ tỷ dự liệu còn muốn càng nhiều hơn một chút. A Thập Lục công đức chi quang cuối cùng sẽ ngưng tụ thành cái gì hình thái? Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ. Là dung nhập vào màu trắng dài mảnh tỷ tỷ thể nội, tăng cường nàng tồn tại. Vẫn là một lần nữa cụ hiện hóa ra một cái mới công đức chi quang thực chất thể. Một lát sau, trong hư không công đức chi quang, rơi trên người A Thập Lục, cuối cùng. Rót vào đến Tô Thị A Thập Lục cái kia trống rỗng ngực bên trong. Nơi trái tim trung tâm chỗ trống, bị công đức chi lực bổ khuyết. Khổng lồ công đức chi quang, tại A Thập Lục trong lồng ngực ngưng tụ, áp xúc, hóa hình. Cuối cùng, công đức chi lực lại hóa thành một viên hư ảo công đức trái tim. Cái này công đức chi quang là muốn chữa trị lồng ngực của nàng thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Công đức chi lực còn có loại này thao tác. Bất quá, như công đức quang năng thành công chữa trị tiểu tiên tử ngực trái tim thương thế, cũng không tệ. Trong lúc suy tư, viên kia thuần công đức hư ảo trái tim, triệt để thành hình. Nó bắt đầu như chân chính trái tim nhảy lên. Theo hữu lực nhịp tim, Tô Thị A Thập Lục trên mặt đều khôi phục chút huyết khí. Oanh oanh! Công đức trái tim có tiết tấu nhảy lên. Nhưng là, nhảy nhảy, đột nhiên, nó lại vỡ vụn ra. À, chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, mới vừa rồi còn nhảy hảo hảo nha. Thuần công đức chỗ tạo thành tâm, thiếu khuyết bổ sung. Nó không có một cái dựa vào, như là cây không rễ, nước không nguồn. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Thiếu khuyết bổ sung, dùng cái gì bổ sung, dùng yêu sao, Tống Thư Hàng hỏi. Nói lên dùng yêu bổ sung lúc, tay phải của hắn liền không tự chủ được tại hư không ma sát. Người đối yêu có phải hay không có chỗ hiểu lầm, màu trắng dài tỉ tỉ mắt liếc Tống Thư Hàng. Gia hỏa này thật đúng là coi là yêu là vạn năng đồ vật, thiếu cái gì đều có thể dùng yêu đỉnh lên. Bởi vì chỉ muốn nhắc lên tâm không có dựa vào, người bình thường đều sẽ lập tức nghĩ tới yêu, dùng yêu đến bổ sung trống rỗng nội tâm, Tống Thư Hàng chứng trạc đàng hoàng trả lời. Màu trắng dài tỉ tỉ. Đừng đem vật lý lên trái tim không có cùng tình cảm phương diện trong lòng trống không liên lạc với cùng một chỗ a. Hừm, nếu như công đức chi quang cần dựa vào chi vật đến ngưng tụ trái tim, có lẽ ta chỗ này có kiện bảo vật có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng nói, ngón tay gảy nhẹ, một cái đan dược xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Thánh dược chữa thương trọng sinh đan, mặc dù hắn đối thiên kiếp thương thế không có hiệu quả, bất quá dùng hắn tạm thời xung làm công đức chi quang dựa vào, cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng đưa tay bắn ra,
đem viên đan dược này bắn vào nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trống rỗng lồng ngực. Chủ yếu hiện tại vẫn là huyền thánh giảng pháp cuối cùng khâu, chư thiên vạn giới nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Nếu không, hắn khẳng định phải lựa chọn càng ổn thỏa phương án, đem đan dược tự tay để vào nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ngực. Dù sao, đem đan dược bắn ra thời điểm, vạn nhất dùng lực quá lớn, rất dễ dàng làm đan dược xuyên thấu nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử lồng ngực. Không bằng tự tay để vào vững như vậy thỏa. Cùng Tống Thư Hàng phỏng đoán đồng dạng, cái này tam nhãn tiền bối xuất khẩu thánh dược chữa thương, hoàn toàn đủ để trở thành công đức chi quang gửi lại dựa vào chi vật. Lấy hắn làm trung tâm, khổng lồ công đức chi quang ngưng tụ làm một cái trái tim, lần nữa chậm rãi nhảy lên. Lần này, vô luận hắn nhảy bao nhanh, cũng không có lại băng tán. Còn lại công đức chi lực, tại bổ sung xong nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ngực chỗ trống sau. Ngược lại dung nhập vào màu trắng dài tỉ tỉ trên người. Màu trắng dài tỉ tỉ không có cự tuyệt, bộ phận này dung nhập công đức chi quang, sẽ làm nàng cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Huyền thánh giảng pháp hiệu quả, chậm rãi tiêu tán. Tống Thư Hàng cái kia chân thực huyến tượng hiệu quả đồng dạng giải tán. Kết thúc, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Tiếp đó, chúng ta muốn từ nơi này không gian bên trong đi ra rồi hả? Tống Thư Hàng nói. Giảng pháp sau khi kết thúc, dưới tình huống bình thường, thiên kiếp không gian liền sẽ quan bế, giảng pháp huyền thánh sẽ bị chuyển di đi ra. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu, nhìn về phía mình bị công đức chi quang bổ sung hoàn chỉnh lồng ngực. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng thử nghiệm từ nhẫn nại vương tọa đứng lên. Tống Thư Hàng vội vàng tiến lên, đứng ở nhẫn nại vương tọa bên cạnh, đưa tay bắt lấy nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử mềm mại cánh tay. Một khi nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thân thể ngoài ý muốn nổi lên, hắn có thể thiếp được nàng, đưa nàng một lần nữa ôm trở về vương tọa. Sắt thép màu sắc đại thủ nắm lấy dữ liệu tay nhỏ. Hai tay tiếp xúc sát na, Tống Thư Hàng cảm giác mình linh hồn kích động phảng phất muốn từ nhục thân bên trong chui ra ngoài, thân thể cùng ý thức muốn bị chia cắt đồng dạng. Sắt cái tay mà thôi, muốn làm khoa trương như vậy đặc hiệu. Không, không đúng, không phải đặc hiệu. Tống Thư Hàng rất nhanh phát hiện, linh nhục tách rời hiện tượng, không phải là ảo giác. Là ý thức của hắn, thật sự tại cùng nhục thân tách rời. Không chỉ có là hắn, bên trên Tô Tiên Tử cũng là như thế, thân thể của nàng cùng linh hồn, cũng đang bị xé mở. Là vô tình thời gian. Thời gian là vô tình nhất, hắn làm cho nhân loại thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ xuất thế, giữa lẫn nhau kết nối hình thành thân mật nhất quan hệ. Nhưng ở cuối cùng, thời gian lại sẽ vô tình đem bọn hắn chia rẽ, để thân thể cùng linh hồn chia cắt, để chúng nó thiên nhân vĩnh cách. Lúc này Tống Thư Hàng cùng Tô Tiên Tử, liền ở vào cái trạng thái này bên trong. Cái kia ngàn ngàn vạn vạn năm dài rằng giặc thời gian, vô tình xé mở linh hồn cùng thân thể, để bọn hắn thân thể, linh hồn bị thời gian sông lớn ngăn cản, không cách nào cùng một chỗ. Thê lương, thực sự thê lương. Tống Thư Hàng cảm giác mình có thể dùng 800 chữ viết văn, để diễn tả loại này thê lương lưu luyến không rời tách rời chi tình. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục linh nhục tách rời thời điểm, huyền thánh độ kiếp không gian cũng đang thu nhỏ lại, sụp đổ. Xé. Lúc này, trang giấy xé rách thanh âm vang lên. Là không gian, bị người xé mở. Hắc bạch phong cách vẽ độ kiếp không gian bên trong, có một đạo màu sắc rực rỡ phong cách vẽ thân ảnh, bước vào. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tóc dài đen nhánh tung bay, đây là vị tự mang chấp lóe hiệu quả thế giới chân bảo. Bạch tiền bối. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, không hẹn mà cùng kêu to lên tiếng. Đuổi kịp, bạch tiền bối mỉm cười nói, sau lưng của hắn, vác lấy một thanh trường kiếm tâm ma xích tiêu kiếm. Bạch tiền bối, cứu chúng ta. Tống Thư Hàng đưa tay kêu lên, hắn cảm giác lại có cái 10 giây 8 giây, linh nhục liền muốn triệt để tách rời. Đến lúc đó, hắn liền muốn triệt để lành lạnh. Không cần phải lo lắng, ta chính là vì thế mà tới. Bạch tiền bối nói. Hắn chậm rãi dậm chân đi vào Tống Thư Hàng bên người. Sau một khắc, chỉ thấy bạch tiền bối cũng chỉ thành đao, đột nhiên một đao đâm về Tống Thư Hàng lồng ngực. Sẽ có chút đau nhức, cắn răng nhẫn nại một chút. Bạch tiền bối nhắc nhở. Tiền bối ngài ngược lại là tại đâm ta trước đó trước tiên nói a. Đau nhức đau nhức đau nhức đâm tâm a, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cảm giác mình như sắt thép cơ ngực bị xé mở, bạch tiền bối bàn tay đâm vào trong lồng ngực, nắm lấy trái tim của hắn. Đây chính là trong truyền thuyết đều bị nắm lấy,
khiến cho người vô pháp hô hấp cảm giác sao? Càng quỷ dị chính là, miệng vết thương, không có máu tươi chảy ra. Bạch Tiền Bối đưa tay sờ mó. Một cái hoàn chỉnh trái tim xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Mà lại cùng người bình thường loại kia trái tim máu rầm rề khác biệt, viên này bị móc ra trái tim như là đá quý tạo thành, toàn thân lưu ly, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật. Trái tim tắc nghẽn, cứng đờ. Tống Thư Hàng run rẩy nói. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn tự động vận chuyển tam đại thối thể công pháp, còn có một loại bí ẩn tự lành pháp phối hợp với thối thể công pháp. Đan điền bên trong, bản mệnh phi kinh đỉnh đầu, có một cái phù văn lóe sáng, yên lặng phối hợp. Không bao lâu Tống Thư Hàng liền cảm giác mình trong lồng ngực ngứa một chút, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể lại sinh ra một khỏa lưu ly hóa trái tim. Bạch Tiền Bối một tay nâng Tống Thư Hàng lưu ly trái tim, tay kia ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ. 3. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục nhục thân, triệt để cùng ý thức tách rời, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thiên đạo Bạch lưu lại thủ đoạn. Tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục độ kiếp, giảng pháp thời điểm, nhục thể của bọn hắn cùng ý thức, vượt ngang ngàn ngàn vạn vạn năm thời gian, ngắn ngủi hợp nhất. Đang giảng pháp tấn cấp sau khi hoàn thành, linh nhục tách rời, ý thức vẫn như cũ ngừng lại tại quá khứ, nhục thân quay về hiện thực. Chết rồi, chết rồi, chết. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Thư Hàng tiểu hữu đừng làm rộn, đón lấy đến ta muốn phong ấn ý thức của các ngươi, mang các ngươi trở về. Bạch Tiền Bối cười nói. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ nhìn qua Bạch Tiền Bối trong tay lưu ly trái tim. Trở về cùng Bạch Tiền Bối móc bá tống trái tim có liên quan sao? Tựa hồ là nhìn ra A thập lục nội tâm nghi hoặc, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng tung tung lưu ly trái tim nói, đây là môi giới, dùng để phong ấn ý thức của các ngươi sử dụng. Bạch Tiền Bối, đừng vứt trái tim của ta chơi a, nhịp tim đều gia tốc. Phong ấn ý thức, không phải kết thúc thời gian nghịch chuyển pháp thuật, đem ý thức kéo về tương lai sao? Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Trí nhớ của nàng, khôi phục nhanh nhất, gần đây ký ức đã khôi phục 7-8 phần. Dính đến phong ấn, nàng liền biến mẫn cảm. Giống nàng loại này trường sinh bất tử tồn tại, bình thường tuyệt đối sẽ không cho người khác phong ấn bản thân cơ hội. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật đã kết thúc, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng xích tiêu kiếm tâm ma, lên tiếng nói, sở dĩ, ta phải thông qua những phương pháp khác, đem bọn ngươi ý thức mang về. Lần này thời gian nghịch chuyển pháp thuật là thiên đạo Bạch thí nghiệm phúc lợi, ngoại trừ đem mọi người ý thức đưa đến quá khứ bên ngoài, hắn sẽ còn ở cái này thời kỳ ở giữa, tiến hành một số thí nghiệm. Vì bảo trì thí nghiệm thuận lợi, sẽ không bị nửa đường cắt ngang, sở dĩ coi như pháp thuật kết thúc, thời gian nghịch chuyển hiệu quả cũng sẽ không biến mất. Kể từ đó, muốn trở về, liền phải nghĩ biện pháp khác. Sở dĩ, muốn đem đại gia ý thức phong ấn đến trái tim của ta bên trong. Trái tim của ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Có thể bảo hộ đại gia ý thức, tiến hành thời gian xuyên thẳng qua. Tống Thư Hàng nhìn qua viên kia lưu ly trái tim lại nói, hắn hiện tại bao nhiêu cũng là thất phẩm tôn giả. Cái này lưu ly trái tim nếu như xuất ra đi bán lấy tiền, có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp, bởi vì trái tim của ngươi tương đối kiên cố. Hắn tuyệt đối không phải thuận tay hái Tống Thư Hàng trái tim. Cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vừa rồi vì muốn lấy cớ này, hắn liền suy tư thật lâu. Mặt khác, sử dụng trái tim của ngươi vì phong ấn vật chứa, chủ yếu cũng là thêm tầng một bảo hiểm. Bạch Tiền Bối lại bổ sung. Dứt lời, hắn từ trong tay lại lấy ra một kiện đĩa tròn lớn, đĩa tròn bên trên tán phát lấy mông lung sương mù. Đĩa tròn là thiên đạo Bạch lưu lại bảo vật, cũng là hắn lưu lại để đám người ý thức trở về tương lai phương án. Bình thường quá trình là trực tiếp để đại gia ý thức tiến vào cái này đĩa tròn bên trong, sau đó trở về. Nhưng là, cân nhắc đến thiên đạo Bạch cái kia không đáng tin cậy tính cách, Bạch Tiền Bối cảm giác có cần phải lại tăng thêm một lớp bảo hiểm. Bạch Long tỉ tỉ ý thức kéo dài tới, nhẹ nhàng tiếp xúc cái này đĩa tròn bên trên sương mù. Một chút tiếp xúc về sau, ý thức của nàng lại nhanh chóng lui về, hoảng nói, bất hủ khí tức. Nói đúng ra, hẳn là ngụy bất hủ khí tức. Tống Thư Hàng đáp cái này đĩa tròn bên trên sương mù, cùng hắn sương mù hóa thân không sai biệt lắm. Huyền Thánh giảng pháp sau khi kết thúc, trí nhớ của hắn cũng khôi phục 7-8 phần, chủ yếu là hắn thời gian tu luyện ngắn, sở dĩ tương quan ký ức khôi phục đặc biệt nhanh. Tô Thị A thập lục hỏi, Bạch Tiền Bối, cái này đĩa tròn chính là muốn mang bọn ta ý thức trở về pháp khí sao? Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu.
vậy cái này đĩa tròn bên trong, ẩn chứa thời gian pháp thuật. A Thập Lục lại hỏi. Không sai, Bạch Tiền Bối đáp, ta sẽ trước đem đại gia ý thức dẫn đạo đến thư hàng trái tim bên trong tiến hành phong ấn, cuối cùng lại đem thư hàng trái tim chứa vào đến đĩa tròn bên trong. Cứ như vậy, liền trung gian xảy ra ngoài ý muốn, còn có thư hàng trái tim làm giảm sóc. Tống Thư Hàng. Đau lòng trái tim của mình. Cái kia Bạch Tiền Bối chính ngươi đâu? Tô Thị A Thập Lục lại hỏi Bạch Tiền Bối ý thức của mình, không thông qua cái này đĩa tròn trở về. Ta đương nhiên cũng sẽ tiến vào đĩa tròn trở về. Mặt khác, ta chỉ cần nửa cái thân thể trở về là đủ. Thao tác đĩa tròn sự có thể giao cho ta nửa cái phân thân. Phân thân tại kích hoạt đĩa tròn về sau, có thể trực tiếp giải trừ pháp thuật, tiêu tán. Bạch Tiền Bối mỉm cười. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đưa tay hái một lần, bản thân đem nửa người trên của mình thân thể nhấc lên. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền trở về đi. Tống Thư Hàng cười nói nhìn thấy thân thể tách rời Bạch Tiền Bối, nội tâm của hắn mới rốt cục có thể xác định, trước mắt Bạch Tiền Bối chính là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đầu tiên tại Tống Thư Hàng trong trái tim, vẽ lên một chuỗi phức tạp phù văn. Hắn mỗi vẽ một bút, Tống Thư Hàng cũng cảm giác trong lòng ngứa một chút đây là một loại ảo giác. Nhưng bất kể là ai, nhìn thấy trái tim của mình bị người cầm ra đến vẽ vẽ, đều hẳn là sẽ sinh ra tương tự ảo giác. Bạch Long tỷ tỷ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, xác định cái này phù văn phong ấn trận pháp vận chuyển nguyên lý. Tốt, giải quyết, Bạch Tiền Bối hài lòng giơ lên Tống Thư Hàng trái tim nói, duy nhất một lần trái tim phong ấn pháp khí. Tống không không một hào. Tống Thư Hàng dùng sức vỗ tay, loại này lấy tên phong cách, vô cùng Bạch Tiền Bối. Mặt khác quay đầu về sau, hắn đến tìm dược sư Tiền Bối tư vấn bên dưới, có hay không bổ tâm đan dược, hắn khả năng đến chuẩn bị một số. Bởi vì Tống không không một hào là duy nhất một lần pháp khí, hắn đến cân nhắc bồi bổ tâm. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối nhìn qua Tống Thư Hàng hai người, một long, một kiếm. Bạch Long tỷ tỷ, ta không có vấn đề. Tống Thư Hàng, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thăm thẳm thở dài nói nhiều hắn, từ đầu tới đuôi cứ nhiên không nói một câu. Như vậy, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối kêu lên. Tống Thư Hàng, tại. Sau đó, ý thức của hắn liền bị kéo thành một cây mì sợi, hút vào đến lưu ly trái tim bên trong đi. Vọng Thiên, lần này tính phong ấn pháp khí Tống không không một hào như thế ra sức. Tống Thư Hàng cảm giác mình tâm động, quay đầu nhìn xem có thể hay không lại móc cái lưu ly tâm đi ra, chế thành Tống không không một hào, đặt ở trên người phòng thân. A Thập Lục, Bạch Tiền Bối lại điểm danh nói. Đến, A Thập Lục cười một tiếng. Bước lên Tống Thư Hàng theo gót. Bạch Long đạo hữu, Bạch Tiền Bối nhìn về phía Bạch Long. Tới, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu đáp lại, thân thể của nàng không cần bị kéo thành mì sợi, bởi vì vốn chính là màu trắng hình sợi dài, không cần biến hình liền bị kéo vào đi. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, Bạch Tiền Bối cuối cùng kêu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm chui kiếm đối Bạch Tiền Bối, ta à, thất tình. A, ý thức của nó cũng bị cuốn vào. Bạch Tiền Bối hài lòng nhẹ gật đầu, một tay nâng lấy Tống Thư Hàng trái tim, tay kia mở ra cái kia đĩa tròn. Đĩa tròn bên trong, là một cái kỳ quái dị thứ nguyên. Bên trong có vô số quỷ dị tia sáng, mỗi một đạo tia sáng lên đều ẩn chứa thời gian lực lượng. Lúc này, tất cả ánh sáng tuyến, đều đứng im bất động. Đĩa tròn bên trong, là một người thời gian ngừng ngừng lại không gian. Bạch Tiền Bối nâng Tống Thư Hàng trái tim. Thận trọng đưa nó phóng tới cái kia đĩa tròn bên trong. Nguyên bản thỉnh thoảng sẽ có chút khiêu động lưu ly trái tim, vừa tiến vào đĩa tròn lúc, hình ảnh bị phảng phất bị dừng lại. Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nửa người hóa thành độn quang, tiến vào đĩa tròn bên trong. Mà phân thân của hắn nửa người, linh xảo dùng chân đóng lại đĩa tròn, đưa nó phong tỏa, kích hoạt. Đĩa tròn bị kích hoạt về sau, hóa thành một đạo độn quang, tan biến tại huyền thánh giảng pháp không gian. Bạch Tiền Bối phân thân nửa người, ở cái này huyền thánh giảng pháp không gian tùy ý lung lay một vòng, tìm tới một cái hài lòng vị trí về sau, ngồi xếp bằng xuống. Phanh! Phân thân pháp thuật giải trừ. Cỗ này thân phận nửa người, tiêu tán không thấy. Tống Thư Hàng trái tim, bị Bạch Tiền Bối đưa vào đĩa tròn về sau, tất cả mọi người ý thức, toàn bộ dừng lại. Đĩa tròn thế giới bên trong, tất cả mọi thứ, toàn bộ ở vào đông kết trạng thái. Liền ngay cả Bạch Tiền Bối nửa người,
cũng ghé vào lưu ly trên trái tim, lâm vào thời gian ngừng ngừng lại trạng thái. Đĩa tròn trốn xa, tại ngụy bất hủ sương mù bảo hộ, ẩn tàng bên dưới, chỉ muốn hắn không hiện thân, chư thiên vạn giới không có người có thể tìm được sự tồn tại của nó. Tống Thư Hàng ý thức, đồng dạng xa vào đến ngừng ngừng lại bên trong, tại đĩa tròn trong thế giới, thời gian tựa hồ đã mất đi khái niệm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản ngừng ngừng lại Tống Thư Hàng, đột nhiên bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ tới một mảnh rực nóng sa mạc, không phải bạch tiền bối cái kia phiến sa mạc, mà là một mảnh lạ lẫm, nóng bỏng như luyện ngục sa mạc. Trong mộng hắn, đi chân đất trong sa mạc hành tẩu, như là khổ hạnh cao tăng sa mạc hắn nóng bàn chân đau nhức. Sở dĩ, cái thứ nhất phát minh giày nhân loại thật mẹ hắn chính là một thiên tài. Bởi vì bàn chân quá nóng, thế là Tống Thư Hàng đánh thức. Ý thức của hắn mở ra con mắt. Sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh mình Bạch Long tỷ tỷ. Nói thật, Bạch Long tỷ tỷ tại trong long tộc khẳng định là cái đại mỹ nhân. Nhìn nàng cái kia xinh đẹp long giác, quang trạch sáng người, hình dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ như Kiều Kiều đã từng nói, đối long tộc tới nói có soái hay không. Có đẹp hay không, đầu tiên muốn nhìn long giác. Sau đó nhìn hình thể. Bạch Long tỷ tỷ hình thể thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Phi thường thích hợp làm khăn quàng cổ. Cũng không biết Bạch Long tỷ tỷ hóa thành hình người lại là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng ý thức lại xoay người lại, nhìn về phía một bên khác. Một bên khác là Tô Thị A Thập Lục. Ngủ say trạng thái nàng giống bì bì tôm cuộn thành một đoàn, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Tống Thư Hàng ngồi ở bên cạnh, chằm chằm vào thời đình trạng thái Tô Thị A Thập Lục, lại nói, A Thập Lục tương lai thật có thể trưởng thành là Đại Thập Lục sao? Cảm giác độ khó rất lớn. Mặt khác, hắn lại nghĩ tới lần trước xung hợp Long Châu lúc, trong mộng cảnh A Thập Lục. Phi thường thú vị, đặc biệt liêu. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ lại cái kia liêu nhân Tô Thị A Thập Lục tư thái, sau đó. Hắn mặt gối lên hai tay, bên mặt lộ ra con mắt, lại có non nửa khuôn mặt giấu ở hai tay bên trong. Nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Ân, hẳn là cái tư thế này. Lần sau, hắn phải dùng đồng dạng đối mặt A Thập Lục, nhìn xem A Thập Lục sẽ có phản ứng gì. Hiện tại, thừa dịp A Thập Lục ở vào thời đình hình thức, luyện tập một chút. Cái này so với lấy tấm gương luyện tập mang cảm giác nhiều. Tống, Liêu Nhân, Thư Hàng. Luyện tập mấy lần về sau, Tống Thư Hàng ý thức lại thẩm thấu ra ngoài, nhìn xem có thể hay không xuyên thấu qua trái tim của mình. Nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, ý thức liền thẩm thấu ra lưu ly trái tim. Sau một khắc, ý thức của hắn liền thấy được ghé vào lưu ly trên trái tim Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối cũng ở vào thời đình trạng thái. Hai tay của hắn trùng điệp, bên mặt ghé vào trên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi nhếch lên. Sợi tóc màu đen rải rác ở trên mặt, tự mang một loại lười biếng hương vị. Bạch, đặc biệt lưu nhân. Không học được, không học được, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay. Cái này độ khó quá lớn, vô pháp học. Ý thức của hắn lặng lẽ lách qua Bạch Tiền Bối, lại hướng ngoại giới thăm dò. Nhưng không đợi hắn hành động, từ lưu ly trên trái tim thì có một cổ hấp xả lực truyền đến, đem hắn kéo về. Tống Thư Hàng ý thức lại lần nữa tiến vào thời đình trạng thái. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu sau, tân tấn Tống Tôn giả lại bắt đầu nằm mơ. Lần này, hắn mơ tới mình bị hồng thủy cuốn đi, hắn tại hồng thủy dòng chảy xiết bên trong dãy giụa lấy, cuối cùng lại đấu không lại thiên nhiên lực lượng, bị hồng thủy bao phủ, ở trong nước không thể thở nổi, vô cùng thống khổ. Loại này mộng, lão thục tất Tống Thư Hàng mơ hồ nhớ kỹ bản thân lúc còn nhỏ, đái dầm hoặc là sắp đái dầm lúc, cũng sẽ mơ tới tương tự mộng. Mỗi khi mơ tới hồng thủy không cách nào chống cự khâu lúc, chỉ muốn buông lỏng trễ, từ bỏ chống lại lúc, trong hiện thực hồng thủy liền sẽ mãnh liệt mà ra. Trên giường vẽ lên một bức địa đồ. Vừa nghĩ tới bản thân có thể muốn đái dầm, Tống Tôn giả mở choàng mắt. Sau đó Bạch Long tỷ tỷ long giác ánh vào trong mắt của hắn. Hình ảnh quen thuộc, người vật quen thuộc. Tống Thư Hàng ý thức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đánh trước đo mắt Bạch Long tỷ tỷ, lại quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Nghĩ nghĩ sau, hắn lại tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh luyện tập hai chuyến liêu nhân tư thế. Sau đó ý thức của hắn thẩm thấu ra trái tim. Lưu ly trên trái tim, Bạch Tiền Bối vẫn như cũ duy trì đặc biệt liêu nhân tư thế. Tống Thư Hàng nhìn không được chăm chú nhìn thêm về sau, ý thức thật nhanh hướng ngoại giới thẩm thấu. Lần trước chính là phía trước giày vò khốn khổ quá lâu, kết quả thời gian vừa đến,
ý thức của hắn bị kéo về lưu ly trái tim. Lần này, hắn muốn nhìn một chút, dành thời gian, hắn có thể hay không nhìn thấy ngoại giới đang phát sinh biến hóa gì. Tống Thư Hàng ý thức, tựa hồ thành công thẩm thấu đi ra. Một sát na. Thẩm thấu thành công thời gian, ngắn đến làm hắn đau lòng. Sát na về sau, ý thức của hắn bị kéo về lưu ly trái tim. Tại ý thức một lần nữa lâm vào thời đình trạng thái lúc, hắn tinh tế trở về chỗ vừa rồi sát na gián tiếp chạm đến ngoại giới tình báo. Đầu tiên, là nước. Ngoại giới tựa hồ là đáy nước, cùng hắn trong mộng bị dìm nước không phù hợp. Sau đó, mơ hồ nhìn thấy một thiếu nữ, đang tại nghịch nước. Thiếu nữ hai chân, chìm ở trong nước, nhẹ nhàng lung lay. Nàng bộ dáng, cực kỳ giống Sở Các Chủ. Nói đúng ra, nên là Sở Các Chủ bộ dáng. Nghĩ đến Sở Các Chủ, Tống Thư Hàng liền không khỏi sờ lên cổ mình. Còn tốt, đầu óc vẫn còn ở đó. Sau đó hắn lại lâm vào đến thời đình trạng thái. Đĩa tròn bên trong không tuế nguyệt, ngoại giới thời gian nhưng vẫn đang cực nhanh. Tân nhiệm bá ma huyền thánh mộng. Lần này, hắn mơ tới mình tại trên đám mây hành tẩu. Dưới tầng mây, là chứng sợ độ cao. Hắn đều không dám hướng phía dưới quan sát, sợ mình một cước đạp hụt, liền rơi xuống tầng mây. Có cái gọi Edward Murphy người đã từng đưa ra một đầu định luật nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy hắn thì càng có khả năng phát sinh. Tống Thư Hàng vừa nghĩ tới đạp hụt sự tình, sau một khắc hắn liền một cước đạp không, từ tầng mây bên trong ngã xuống. Bá ma huyền thánh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lần này sau khi tỉnh lại, hắn bình tĩnh không ít. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ, theo thường lệ tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh luyện tập vẩy tư thế. Tiếp lấy thật nhanh đem ý thức thẩm thấu ra, nhìn nhiều đặc biệt Liêu Bạch tiền bối, học tập một chút Bạch tiền bối Liêu nhân tư thế. Sau đó hắn nhanh chóng đem ý thức hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Khi hắn ý thức thẩm thấu ra ngoài lúc, liền thấy được tử khí đông lai, tường vân che trời, rồng bay phượng múa. Cỡ nào hình ảnh quen thuộc? Là hắn, rất sâu thánh nhân, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không sai được, đây chính là Nho Gia thánh nhân lúc sinh ra đời thiên địa dị tượng. Đó là cái từ xuất sinh liền nhất định phi phàm nam nhân, cả đời chi sâu, từ xưa đến nay, hiếm có người có thể cùng hắn địch nổi. Cho dù chết về sau, chỉ để lại con mắt. Uy danh của hắn, vẫn như cũ mượn bá tống danh tiếng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Bất kể là sa mạc, bích thủy các sở các chủ, vẫn là Nho Gia thánh nhân, đều là cùng ta có liên quan người hoặc vật, đây là đang đánh thời gian tiết điểm tiêu ký sao. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Càng quan trọng hơn là, Bạch tiền bối kích hoạt lên đĩa bay pháp khí về sau, cứ nhiên không phải trực tiếp đem bọn hắn mấy người ý thức đưa về đến tương lai. Từ sa mạc thế giới đến sở các chủ lại đến Nho Gia thánh nhân, đây rõ ràng là lịch sử phát triển. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Bởi như vậy, chờ trở về hiện thực, hắn muốn cùng địch nhân giao chiến lúc, chẳng lẽ có thể niệm câu kia thai từ. Ta bị nhốt một vạn năm. Không đúng, đến sửa đổi một chút. Ta tại thời gian trung lưu lãng ngàn vạn năm, kinh lịch cái này đến cái khác thời đại, bây giờ ngươi cũng dám đối địch với ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bội có cảm giác, chính là quá xấu hổ điểm. Mà lại dưới tình huống bình thường, cái này lời kịch chỉ sợ còn không niệm xong, địch nhân liền thao đao chặt lên tới, lời kịch quá dài. Tống Thư Hàng đang nghĩ ngợi thời điểm, ý thức lại bị kéo về, xa vào đến thời đình trạng thái. Sau đó, Tống Thư Hàng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng từ thời đình trạng thái bên trong giải thoát đi ra, đồng thời có thể ngắn ngủi đem ý thức thẩm thấu đến đĩa tròn bên ngoài, dò xét tin tức của ngoại giới. Có đôi khi, hắn có thể được đến một số tinh chuẩn tình báo. Có đôi khi cũng sẽ không thu hoạch được gì. Từ Nho Gia thánh nhân về sau, Tống Thư Hàng tiếp xúc ngoại giới, phỏng đoán đạt được tình báo đại khái tin tức, có Bạch Long tỷ tỷ và Thiên Đế. Bạch Long tỷ tỷ tin tức, là hắn vừa vặn nhìn đến một bộ đã qua đời thái cổ kim long long cốt bên trong, dựng dục ra một đầu trắng noãn tiểu long, đây cũng là Bạch Long tỷ tỷ nơi phát ra. Thiên Đế tin tức thì là thiên đình thành lập lúc, chư thiên vạn giới đều có thể nghe được chấn động. Lại về sau, Tống Thư Hàng ý thức đã từng mấy lần thẩm thấu ngoại giới. Nhưng lấy được tin tức không có giá trị, không cách nào suy đoán ra ngoại giới cụ thể tường tình. Dù cho không thể đạt được tình huống cặn kẽ, Tống Thư Hàng vẫn như cũ làm không biết mệt đem ý thức thẩm thấu ra ngoài, tìm hiểu ngoại giới. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể ước chừng đánh giá ra bản thân lúc nào có thể đến chạm.
lần này, cũng không ngoại lệ. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa tỉnh táo lại lần này, không có làm ác mộng, là khó được tự nhiên tỉnh. Lại là tự nhiên tỉnh, cái này thật là có điểm không thích ứng. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Quen thuộc ác mộng bừng tỉnh về sau, đột nhiên thành tự nhiên tỉnh, luôn cảm giác thiếu một chút thú vị tính. Cùng mấy lần trước đồng dạng, sau khi tỉnh lại, ánh vào ánh mắt hắn chính là Bạch Long tỷ tỷ sừng nhỏ. Bởi vì đã nhìn qua rất nhiều lần, Tống Thư Hàng theo thói quen liếc một cái về sau, liền quay người hướng Tô Thị A thập lục vị trí. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến chạm. Nói, hắn mặt hướng lấy Tô Thị A thập lục, liên tiếp bày mấy cái liêu nhân tư thế. Đây là hắn tại lần lượt thanh tỉnh quá trình bên trong, nhàn rỗi nhức cả trứng, suy nghĩ ra được chọn bộ vẩy tư thế, hết thảy 9 cái động tác, toàn phương vị không góc chết liêu nhân. Lấy hắn hiện tại thiên phạt đều oanh không phá ra mặt, nếu như chờ Tô Thị A thập lục sau khi tỉnh lại, cho nàng đến một bộ đầy đủ vẩy tư thế, sẽ có phản ứng gì? A thập lục sẽ bị vẩy đến không? Một bộ động tác sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức lên đằng, siêu một chút, thẩm thấu ra lưu ly trái tim. Tại Tống Thư Hàng ý thức sau khi rời đi, Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A thập lục, đồng thời mở to mắt. Một người một rồng đối mặt. Vừa mới cái kia, là Thư Hàng không sai a, Bạch Long tỷ tỷ nói. Hừm, là hắn không sai. Tô Thị A thập lục lau đi khóe mắt nước mắt, nhếch miệng lên, có trời mới biết nàng nín cười nhẫn có bao nhiêu vất vả. Liêu nhân lúc Thư Hàng, phi thường có ý tứ. Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc sau một lúc lâu, khẳng định nói, hắn uống lộn thuốc chứ. Một bộ này giới vậy là chuyện gì xảy ra, kích thích nàng long lân đều muốn đứng đấy đi lên. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta bây giờ là ý thức thể. Tô Thị A thập lục nhắc nhở, ý thức thể làm sao uống thuốc? Đó chính là hắn hôm nay ngừng thuốc, không uống thuốc. Bạch Long tỷ tỷ nói. Xuẩn manh, Tô Thị A thập lục nói. Bất quá, gia hỏa này cứ nhiên khai khiếu, bắt đầu học tập vẩy muội. Mặc dù vẩy pháp hoàn toàn không đúng, nhưng ít ra hắn có cái ý thức này. Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên, so mẫu khối đầu gỗ tốt hơn nhiều lắm. Lần sau ta dạy hắn chân chính vẩy muội tư thế. Tô Thị A thập lục. Thời gian pháp thuật hiệu quả, tựa hồ đã kết thúc, chúng ta hẳn là trở về. Tiếp đó, liền chờ Bạch đạo hữu mở ra phong ấn, đem chúng ta phóng xuất. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Mặc dù chỉ là nhắm mắt lại, vừa mở mắt sự. Nhưng luôn cảm giác, tựa hồ kinh lịch rất dài thời gian. Lưu ly trái tim bên ngoài. Tống Thư Hàng ý thức theo thường lệ trước mắt liếc Bạch Tiền Bối. A, à, làm sao luôn cảm giác Bạch Tiền Bối biến càng hút con ngươi rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trước đó Bạch Tiền Bối, tựa như là không có hơi thở sự sống tác phẩm nghệ thuật. Mà bây giờ Bạch Tiền Bối, phảng phất muốn sống tới. Gãi gãi đầu về sau, Tống Thư Hàng ý thức lại hướng ra phía ngoài thẩm thấu dù sao có thể thẩm thấu ra ngoài giới thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải dành thời gian. Miễn cho còn chưa kịp tới thẩm thấu, ý thức liền bị kéo về đến lưu ly trái tim bên trong đi. Đương Tống Thư Hàng ý thức hướng ra phía ngoài thẩm thấu thời điểm, phát hiện lần này đĩa tròn lại rơi xuống một cái trong sa mạc. Hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích sa mạc. Tống Thư Hàng trong lúc đó có ít lần, hướng ra phía ngoài thẩm thấu thời điểm, xem đến tin tức đều là sa mạc thế giới. Cái này sa mạc, đại biểu là cái nào thời đại? Lại tượng trưng cho vị nào nhân vật, hoặc là ta người quen? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn tận lực cố gắng đem ý thức của mình, thẩm thấu ra ngoài, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lần này, hắn thẩm thấu đi ra ý thức khuếch tán phạm vi đặc biệt lớn, so trước mấy lần muốn lớn hơn nhiều. Rất nhanh, Tống Thư Hàng ý thức tiếp xúc đến một cái quen thuộc chi vật. Đó là một khối cao lớn bia đá, đỉnh thiên lập địa, chống đỡ tại trong sa mạc. À, đây không phải bia huynh sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, lần này thời gian tiết điểm là bia đá đạo hữu, cũng không biết là cái nào thời kỳ bia huynh. Thư Hàng, người đã tỉnh. Đột nhiên, Tống Thư Hàng bên tai vang lên một thanh âm. Hắn bị giật nảy mình, đại bộ phận ý thức siêu một chút, thu hồi. Ý thức thu về sau, hắn liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối nửa người, đang đánh ngáp. Bạch Tiền Bối tỉnh. Ồ, cái này há không đại biểu cho, bọn hắn thành công trở về. Tống Thư Hàng liền tranh thủ ý thức lần nữa thẩm thấu ra ngoài, tìm hướng bia huynh. Ý thức quét qua về sau, hắn liền thấy được bia huynh mặt khác. Trên đó khắc họa lấy Tống Thư Hàng chi mộ vài cái chữ to. Ha ha, đúng rồi, là thời đại này.
ý thức của bọn hắn bình an trở về. Đang nhìn cái gì đâu? Bạch Tiền Bối hỏi. Nhìn ta bản thân mộ bia đây. Tống Thư Hàng tâm tình rất tốt, trêu ghẹo nói. Bạch Tiền Bối hướng ra phía ngoài liếc một cái, há, là bia đá à? Hắn tại cùng ai đối chiến? Đối chiến, Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn ý thức lại khuếch tán một vòng. Sau đó, một đầu cổ quái tà ma xuất hiện tại hắn cảm ứng vòng phạm vi. Ý thức nhìn đến cái này cổ quái tà ma lúc, Tống Thư Hàng ý thức thể không tự chủ được sờ về phía phần eo. Không biết tại sao, nhìn thấy cái này kỳ quái tà ma lúc, Tống Thư Hàng liền cảm giác thận ngứa. Trên đời này, luôn có người nhớ ta đại thận. Thư Hàng ngươi đau eo? Bạch Tiền Bối hỏi. Không phải, Bạch Tiền Bối, ta không có đau eo. Chẳng biết tại sao, ta nhìn thấy cái này tà ma, liền nhớ lại ta đã từng mất đi thận. Tống Thư Hàng thương cảm nói. Cảm giác của ngươi không có vấn đề. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, cái này tà ma cấu thành, hoàn toàn chính xác cùng ngươi đã từng hoại tử thận có quan hệ. Tống Thư Hàng sững sờ. Mặt khác, ngươi thấy trên người nó cái kia từng sợi vụ hóa cửu u tà năng sao? Bạch Tiền Bối nửa người tới gần Tống Thư Hàng, chỉ vào con kia tà ma nói. Tống Thư Hàng cẩn thận quan sát, quả nhiên từ con kia cửu u tà ma trên thân nhìn đến từng sợi vụ hóa cửu u tà năng, cái này sương mù, làm sao cùng ta sương mù trạng thái có điểm giống. Đúng, loại trạng thái này có thể xưng là ngụy ngụy ngụy. Bất hủ hình thức, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, xem ra, cửu u cầu cầu chúa tể đang nghiên cứu bất hủ chi cốt cùng ngươi hoại tử đại thận về sau, thu hoạch không ít. Dù sao cũng là cửu u chúa tể, tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại. Nói cách khác, đây là béo cầu chúa tể tác phẩm. Tống Thư Hàng cau mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Béo cầu chúa tể đối bất hủ nghiên cứu càng thấu triệt, cái kia nói không chừng nó liền có thể không mượn bất hủ chi cốt, liền có thể trực tiếp giáng lâm hiện thế. Càng quan trọng hơn là, nếu như đây là béo cầu chúa tể tác phẩm, vậy liền đại biểu cho đã từng hắn bị cắt lấy hoại tử thận, bị béo cầu chúa tể nhặt đi, thậm chí bị mang đi nghiên cứu. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình thận, bị béo cầu chúa tể ngày đêm nghiên cứu, Tống Thư Hàng liền cảm giác thận phát lạnh lại lạnh xuống dưới, hắn không phải âm hư không thể. Ngoại giới, Tống Thư Hàng thận tà ma cùng Tống Thư Hàng mộ bia chiến đấu tiến vào gay cấn. Ta thận tại cùng ta mộ bia chiến đấu, nói ra ai mà tin. Tống Thư Hàng vô cùng tâm tắc. Oanh! Lúc này, con kia thận tà ma hai tay giơ cao, một cái cự đại màu đen lôi cầu, tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Màu đen lôi cầu thể tích điên cuồng khuếch trương, đảo mắt hóa thành 5 mét đường kính. Tà ma giống giận, điên cuồng đem lôi cầu nện xuống. Bia đá trên thân phù văn sáng tỏ, chống lên thuẫn trạng phòng ngự pháp thuật, cứng rắn chống đỡ cái này ngang ngược cuồng lôi. Màu đen cuồng lôi cùng thuẫn trạng pháp thuật chạm vào nhau, tà lôi quang mang tràn ngập cả vùng không gian, tiếng sấm không ngừng vang vọng. Nhật đấy, dùng ta thận chế tác tà ma vậy thì thôi, ngay cả cự hình trưởng tâm lôi cũng phải bắt trước. Tống Thư Hàng bất mãn nói. Đây cũng không phải là trưởng tâm lôi, người ta là dùng hai tay tế ra lôi pháp. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Đây là cao giai lôi pháp, cuồng lôi bạo cức. Cái này tà ma đổi dùng cửu u tà năng đến thôi động, lực phá hoại phương diện ngược lại nâng cao một bước. Tống Thư Hàng. Đi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Bia đá đạo hữu một bên cùng tà ma đối kháng, còn vừa muốn thủ hộ lấy mọi người nhục thân, phi thường bị động. Chủ yếu của nó phương thức công kích là trấn áp thủ đoạn, nhưng bây giờ nó được thủ hộ lấy mọi người nhục thân, trấn áp thủ đoạn không cách nào thi triển. Chúng ta ra ngoài. Phối hợp bia đá đạo hữu, đem cái này tà ma bắt. Bạch Tiền Bối hai mắt sáng lên nói. Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối sáng tỏ hai mắt, trong lòng hơi động, hỏi, bắt lấy làm sủng vật. Mặc kệ là cửu u thế giới Bạch U U, vẫn là hiện thế Bạch Tiền Bối, tựa hồ cũng có nuôi sủng yêu thích. Bất quá Bạch U U nuôi sủng năng lực nhất lưu, Bạch Tiền Bối, tựa hồ đã từng nuôi chết qua sủng vật. Không cần, quá xấu, bắt tới giải phẫu đi. Bạch Tiền Bối nói, đó là của ta thận a. Tống Thư Hàng nói, ngươi về lưu ly trái tim đi, ta thi pháp mang mọi người ra ngoài. Trước đem cái này tà ma bắt lấy lại nói, Bạch Tiền Bối dứt lời, đưa tay tại Tống Thư Hàng ý thức vỗ một cái. Tống Thư Hàng ý thức bị đập trở lại lưu ly trái tim bên trong. Ầm ầm ngoại giới, tà ma lại bắt đầu thôi động từng cái cao giai lôi pháp, giận đỗi bia đá. Mà thừa dịp đầy trời cuồng lôi che lấp. Bạch Tiền Bối thi pháp, thôi động đĩa tròn, tới gần Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục nhục thân.
lưu ly trái tim bên trong. Nhìn thấy Tống Thư Hàng ý thức tại trở về lúc, Tô Thị A Thập Lục nhanh chóng bày ra nguyên bản thời đình tư thế, nhắm mắt lại, tiến vào thai tức trạng thái, không nhúc nhích. Bạch Long tỷ tỷ, làm gì đâu? Bạch Long tỷ tỷ ngươi cũng phối hợp một chút nha, nếu không vạn nhất Thư Hàng biết chính hắn trước đó giới vẩy, bị chúng ta thấy được lời nói, khẳng định sẽ cảm giác thật mất mặt, về sau đều không giới vẩy làm sao bây giờ. Tô Thị A Thập Lục thông qua tâm linh câu thông công năng đối Bạch Long tỷ tỷ nói. Bạch Long tỷ tỷ, chẳng lẽ lại A Thập Lục ngươi còn muốn lại nhìn Thư Hàng cái kia một bộ chính thức giới vẩy? Vẩy rồng đều muốn đứng đấy được không? Nhưng đã đây là A Thập Lục quyết định, nàng đành phải cũng phối hợp lấy A Thập Lục, đặt lại thời đình tư thế, không động đậy được nữa. Tại Bạch Long tỷ tỷ dọn xong tư thế về sau, Tống Thư Hàng ý thức thể vừa lúc bị đập về. A, à, Bạch Long tỷ tỷ cùng A Thập Lục cũng còn không có thức tỉnh. Tống Thư Hàng nghi ngờ gãi gãi đầu. Thời đình hẳn là kết thúc mới đúng a. A Thập Lục trên thân loại kia thời đình cảm giác cứng ngắc, đều đã biến mất. Chẳng lẽ muốn chờ Bạch Tiền Bối thi pháp hoàn tất về sau, mới có thể khôi phục. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng chọc chọc A Thập Lục gương mặt. Loại này xúc cảm, không sai, có thể xác định thời đình trạng thái đã trải qua giải trừ. Phải biết tại thời đình trạng thái bên trong, hắn tiếp xúc đến A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ, đều là ngạnh bang bang, liền như là ngọc điêu. Nhẹ nhàng đem A Thập Lục cái chán sợi tóc vẩy về sau tai, tiếp lấy Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Trong đầu, hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này suy nghĩ, kỳ thật hắn lúc trước mấy lần thời đình bên trong khôi phục lại lúc, liền muốn nếm thử. Nhưng lúc đó A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ thân thể, đều như là ngọc điêu, không có cách nào cải biến. Hiện tại, thừa dịp thời đình trạng thái đã trải qua giải trừ, Bạch Long tỷ tỷ cùng A Thập Lục còn không có thức tỉnh. Hắn vừa vặn có thể thử một lần. Tống Thư Hàng vui vẻ cười một tiếng. Hắn tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Bạch Long tỷ tỷ. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ hình thể là thu nhỏ hình, Tống Thư Hàng vừa vặn có thể một tay bắt lấy nàng. Bạch Long tỷ tỷ, Thư Hàng con hàng này muốn làm gì? Mặc dù rất muốn một cái đuôi đem con hàng này quất bay, nhưng cân nhắc đến A Thập Lục tâm ý, nàng đành phải tạm thời nhịn. Tống Thư Hàng thấy Bạch Long tỷ tỷ không có phản ứng về sau, trong lòng đại định. Sau đó, hắn nắm lên Bạch Long tỷ tỷ, đưa nàng treo ở trên cổ mình. Diệu nha, Tống Thư Hàng vừa lòng thỏa ý. Bạch Long bài khăn quàng cổ, ngài đáng giá có được. Trước đó mất trí nhớ thời điểm, hắn nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục vây lấy Bạch Long tỷ tỷ lúc, ở một bên ghen tị hỏng. Hiện tại thừa dịp có cơ hội, hắn đương nhiên phải thử một chút Bạch Long khăn quàng cổ cảm giác. Giống trước mắt loại này Bạch Long tỷ tỷ ý thức không có thanh tỉnh trạng thái, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Suy tư, Tống Thư Hàng lại đưa tay đem Bạch Long tỷ tỷ đeo trên cổ, vây quanh một vòng. Khăn quàng cổ, không vây vài vòng gọi thế nào khăn quàng cổ. Rất khéo chính là, khi Tống Thư Hàng đem Bạch Long tỷ tỷ vây quanh hai vòng thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ long đầu, vừa vặn cùng hắn chính diện tương đối. Bạch Long tỷ tỷ uy nghiêm mắt rồng. Chậm rãi mở ra. Đáng sợ long uy tại phóng thích. Một người một rồng, bốn mắt nhìn nhau. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, cái này tặc mụ mụ lúng túng. Có thể nói cho ta, người đang làm cái gì sao? Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Long tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải là tất cả họ Tống gia hỏa, đều bị nguyền rủa qua? Có người tại đầu thai trước đó, bị thiên sứ hôn qua. Mà nàng tiếp xúc đến mấy cái Tống thị thành viên. Tại đầu thai trước đó đầu óc có phải là bị nhị cáp liếm qua? Tống Thư Hàng cái khó ló cái khôn, ha ha, cái kia, Bạch Long tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thật, ta nhìn Bạch Long tỷ tỷ ngươi đang ngủ say, cho nên chuẩn bị đưa ngươi đem đến A Thập Lục bên cạnh đi. Lại bởi vì vận chuyển thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ ngươi hình thể vừa vặn thích hợp treo ở trên vai vận chuyển. Thật xin lỗi, ta biên không nổi nữa. Tiếp tục biên A, biên để người vừa ý. Ta ngược lại là có thể cân nhắc thả ngươi một đầu. Bạch Long tỷ tỷ lộ ra sắc bén răng. Đang khi nói chuyện, Bạch Long khăn quàng cổ đột nhiên siết chặt. Tự động rút lại giữ ấm công năng Bạch Long khăn quàng cổ, ngài đáng giá có được. Bạch Long tỷ tỷ, phải chết, Tống Thư Hàng thống khổ kêu thảm. Chết đi, ngu xuẩn, Bạch Long tỷ tỷ phẫn nộ gào thét. Đáng tiếc, sở các chủ hiện tại không online. Nếu không nàng nhất định cùng hiện tại Bạch Long tỷ tỷ, có tiếng nói chung. Cả hai nói không chừng có thể vứt bỏ quá khứ, bắt tay hợp tác.
Siêu. Lúc này, Bạch Tiền Bối vừa vặn hoàn thành thi pháp. Cái kia thần kỳ đĩa tròn, chui vào đến bia đá đạo hữu bảo hộ hầm mộ phía trên. Đĩa tròn chia đôi nứt đến sứ mạng của nó kết thúc. Bạch Tiền Bối nửa người nâng Tống Thư Hàng lưu ly trái tim, trốn vào đến trong hầm mộ. Bia đá nhìn thấy Bạch Lúc, lập tức trong lòng vui mừng. Chúng ta trở về, Bạch Tiền Bối đối bia đá khẽ gật đầu, đồng thời nhấn một cái kia lưu ly trái tim. Lưu ly trái tim bên trong Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long, Xích Tiêu Kiếm ý thức, toàn bộ bị chuyển di ra, trở về. Trên bầu trời, con kia tà ma khi nhìn đến Bạch Tiền Bối xuất hiện lúc, lập tức sinh lòng không ổn cảm giác.